chương 151, cực nhà máy của anh. Vương Mậu nhất thời cuống cuồng, anh ta nhìn chằm chằm những người phía sau mình, nói các người còn ai chơi game giỏi, không cần quá lợi hại, chỉ cần có thể hỗ trợ là được, trình độ của Tiểu Huy tôi biết rõ, cậu ấy có thể mang theo chúng ta lật ngược tình thế. Vừa nói, Vương Mậu còn nghiêng đầu nhìn Tống Huy, thật ra thì trong lòng anh ta hơi nghi ngờ, bởi vì vừa rồi Tống Huy không phát huy thực lực của đêm đó, điều này làm anh ta cũng có hơi lo lắng những người sau lưng vương mậu đều cúi đầu, không ai muốn đi lên, dù sao nếu thua, là mất 3 tỷ đấy. Người bên kia mã địch đều cười lạnh nhìn đám người vương mậu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Vương mậu, nhanh lên, bọn tôi cũng không có thời gian lề mề ở đây với mấy người, hoặc là mấy người bốn đánh năm, hoặc là mấy người đưa tiền, lằng nhằng làm gì, mã địch nói một câu. Vương mậu cần răng, trợn mắt nhìn mã địch nói, con me nó bớt ở chỗ này đắc ý đi, cho dù bốn đánh năm, bọn tôi vẫn có thể thắng mấy người như thường. Tông Uy cũng hơi nóng nảy, anh ta rất rõ dưới tình huống trình độ như nhau bốn đánh năm muốn thẳng khả năng vô cùng thấp trừ phi đối phương xuất hiện sai lầm lớn. Lúc này Lâm Thanh Diện từ trong góc đi tới, anh nhìn đám người Vương Mậu mặt đầy suốt ruột cười nói tôi tới bổ sung chỗ trống đó. Vương Mậu lập tức sừng sốt hỏi ngài Lâm ngài cũng chơi game này sao? Chơi qua một lần Lâm Thanh Diện trả lời. Audio điện tử võ tấn bền. Vương Mậu vốn cho là Lâm Thanh Diện cũng là đại thần của trò chơi này, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, nhưng sau khi thấy Lâm Thanh Diện nói chỉ chơi qua một lần, lập tức hiểu siêu. Những người sau lưng Vương Mậu đều hơi bất lực, có điều thấy những phương diện khác của Lâm Thanh Diện đều lợi hại, bọn họ cũng không dám nói gì. Tống Ly nhớ tới đêm đó Lâm Thanh Diện cầm điện thoại anh ta hoàn thành một lần giết năm, nhưng anh ta cảm thấy đây chẳng qua là do vận khí Lâm Thanh Diện tốt, hơn nữa còn là chơi đôi. Bây giờ bọn họ là năm đấu năm, năm người mã địch là một chiến đội, phối hợp ăn ý, độ khó so với chơi đôi cao hơn nhiều. Anh rể, game này anh chỉ chơi qua một lần, đối phương năm người khó đối phó hơn, nếu không hay là để người khác tới đi, Tống Uy nói một câu. Vương Mậu lập tức gật đầu, anh ta không dám từ chối Lâm Thanh Diệt, chỉ có thể để cho Tống Uy mở miệng. Không sao, dù sao các người cũng không tìm được người bổ sung, cứ để tôi thử xem. Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế cười cười, cầm điện thoại bên trên lên. Đám người mã địch ở đối diện lập tức che bụng cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện đây diễu cợt. Vương Mậu, đầu óc anh chắc không phải nước vào đâu nhỉ, thật sự muốn cho một người chỉ từng chơi game một lần đánh với bọn tôi. Anh cứ như vậy muốn đưa tiền cho bọn tôi à? Mã địch mở miệng. Thật là cười chết tôi rồi, một người chỉ từng chơi game một lần cũng dám đánh đánh với vương giả 20 sao như bọn tôi, tôi có thể hành hạ anh ta đến cả nước cũng không phun ra được. Cái này nhất định là chuyện cười hay nhất tôi từng nghe năm nay đấy, anh ta sợ rằng ngay cả thao tác thế nào cũng không hiểu được, lại còn vọng tưởng đánh với chúng ta. Nói không chừng người ta là vương giả mạnh miệng à, công phu ba hoa khoác lác đấy. Nghe những lời diếu cợt của những người đối diện, vương mẫu năm chặt quả đấm, mắng, mẹ kiếp, các người tốt nhất sạch miệng chút, ngài lâm không phải người mà các người có tư cách lấy ra đùa giỡn. Những người sau lưng anh ta cũng ngơ ngác nhìn đám người Mã Địch, Lâm Thanh Diện chơi game có lợi hại hay không bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết Lâm Thanh Diện muốn làm gãy chân bọn họ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tông Uy vẫn không muốn để Lâm Thanh Diện làm loạn thêm ở chỗ này, nhưng sau khi nghĩ đến thái độ cung kính của Vương Mậu đối với Lâm Thanh Diện, anh ta cũng không dám nói gì nữa. Con mẹ nó, nếu ngài Lâm đã muốn chơi, vậy chúng ta chơi cùng ngài Lâm, không phải là 15 tỷ thôi sao? coi như tiền làm ăn thua lỗ vậy, Vương Mậu mở miệng. Mã Địch nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, cảm thấy Vương Mậu vẫn luôn gọi Lâm Thanh Diện là ngài, hơi kỳ lạ, hỏi, người gan lớn như anh, là lần đầu tôi gặp, không biết tôn tính đại danh là gì. Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện trả lời. Mã Địch hơi ngây ra, ngay sau đó hỏi, chắc không phải là tên Lâm Thanh Diện ăn bám đó chứ? Không sai, chính là anh ta, tôi đã thấy hình anh ta, anh ta nói tên làm tôi nhớ ra rồi khó trách cảm thấy quen mắt, người bên trên mã địch nói. Thì ra là tên oát con vô dụng nổi danh ở Hồng Thành chúng ta, tôi nhổ vào, người này chắc không phải điên rồi chứ, lại còn muốn chơi game với chúng ta. Con mẹ nó, thật là cười chết tôi, một tên phế vật, còn muốn thêm vào chơi với chúng ta, đây đúng là tự tìm đường chết mà. Mã địch hài hước nhìn Vương Mậu, hỏi, Vương Mậu, chẳng lẽ đầu óc anh thật sự bị nước vào? Lại để cho một tên phế vật làm thế chỗ cho các người, hơn nữa anh lại cung kính với anh ta như vậy, với thân phận của anh, thứ người như vậy ngay cả sách giày cho anh cũng không xứng chứ. Mẹ nó, miệng sạch sẽ một chút cho tôi, ngài lâm không đơn giản như anh nghĩ, chọc giận anh ấy, các người không gánh nổi đâu, vương mậu lập tức nóng này. Lâm thanh diện xua tay về phía anh ta tỏ ý anh ta đừng kích động. Mã địch bĩu môi, hiển nhiên không hề tin lời vương mậu, lạnh lùng nói, nếu các người muốn đưa tiền cho bọn tôi như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục đấu, có phế vật này gia nhập vào đội các người, bọn tôi hôm nay muốn thua cũng khó à? Lâm Thanh Diện nhìn anh ta cười một tiếng, nói thấy anh có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta thêm chút tiền đặt cược. Mã địch khinh miệt cười một tiếng, nói không nghĩ tới phế vật như anh thật sự có can đảm, còn muốn thêm tiền đặt cược, anh muốn thêm bao nhiêu? Anh đừng nói là muốn thêm 600 ngàn nha. Những người sau lưng anh ta lập tức ha ha cười lớn không phải anh vừa nói ba anh cho anh nhà máy vật liệu xây dựng lớn nhất hồng thành sao nếu như tôi nhớ không lầm hình như tên là nhà máy vật liệu xây dựng giang mã phải không nếu không anh cược cái này đi thế nào lâm thanh diện cười mã địch lập tức trợn mắt anh ta vốn cho là lâm thanh diện nói cược thêm là muốn thêm ít tiền nhưng anh ta làm sao cũng không nghĩ tới lâm thanh diện lại muốn cược nhà máy đáng tiên nhất trong nhà mình con mẹ nó anh ở đây khoác lác gì chứ Tôi cược nhà máy nhà tôi, anh cược cái gì? Nhà máy này của nhà tôi giá trị không ước lượng được, một tên phế vật như anh có thể lấy ra thứ gì ngang hàng với giá trị nhà máy nhà tôi chứ?" Mã Địch lạnh lùng nói. Mọi người cũng không tin Lâm Thanh Diện có thể lấy ra thứ giá trị như nhà máy của Mã Địch, ánh mắt nhìn về phía anh tràn đầy khinh bỉ. Lâm Thanh Diện từ trong áo mình lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen, quơ cô trước mặt Mã Địch, nói tấm thẻ ngân hàng này chắc là đáng tiền hơn cái nhà máy kia của nhà anh chứ. Anh con mẹ nó dỡn ai đó, một tấm thẻ ngân hàng. Đợi đã, đây là thẻ đen ngân hàng thế giới. Chấm hỏi ngoặc kép, mã địch lập tức từ trên ghế đứng lên. Tất cả mọi người sau lưng anh ta đều kinh ngạc, vội vàng tiến tới nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng trong tay Lâm Thanh Diện. Vương Mậu biết Lâm Thanh Diện có thẻ đen ngân hàng thế giới, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc, có điều những người sau lưng anh ta đều không biết, sau khi lâm thanh diện lấy thẻ ngân hàng ra tất cả đều hít một hơi khí lạnh mặt tống uy đầy kỳ lạ nhìn tấm thẻ ngân hàng kia hỏi vương mậu thẻ đen ngân hàng thế giới rất lợi hại sao nói thế này với cậu đi người có thẻ đen ngân hàng thế giới tài sản ít nhất phải có mấy nghìn tỷ hơn nữa còn là thấp nhất vương mậu mở miệng tống uy lập tức trợn to mắt mặt không tưởng tượng nổi nhìn lâm thanh diện anh ta làm sao có thể nghĩ đến người anh rể vô dụng này của mình lại có tài sản mấy nghìn tỷ đánh chết anh ta cũng không tin đâu cái của anh ấy không phải là giả chứ anh ấy sao có thể có nhiều tiền như vậy tống uy mở miệng không thể nào là giả thẻ đen ngân hàng thế giới không làm giả được hơn nữa tôi thấy tận mắt anh ấy rút tiền ở ngân hàng vương mậu nói một cách chắc chắn tổng uy nuốt nước miếng anh ta đột nhiên nghĩ đến lúc ở nhà hứa bích hoài từng nói biệt thự trong nhà và xe đều là lâm thanh diện mua khi đó anh ta không tin không để ở trong lòng Bây giờ nhìn lại, biệt thự và xe, rõ rằng thật sự chính là Lâm Thanh Diện mua. Đám người Mã địch cũng đều nghe nói qua thẻ đen ngân hàng thế giới, đương nhiên biết tấm thẻ ngân hàng trong tay Lâm Thanh Diện đại biểu giá trị như thế nào. Một tấm thẻ ngân hàng này, đừng nói mua nhà máy của nhà anh ta, cho dù mua nửa hồng thành sợ rằng cũng không vấn đề gì. Nếu như anh nghĩ ngờ tính thật giả của tấm thẻ này, bây giờ có thể tới ngân hàng để người ta kiểm định, dĩ nhiên anh cũng phải đưa hợp đồng chuyển nhượng nhà máy tới, còn phải mời một vị luật sư làm nhân chứng, Lâm Thanh Diện mở miệng. Mã địch bây giờ mới hiểu được tại sao Vương Mậu phải cung kính như thế với Lâm Thanh Diện, người có thể đen ngân hàng thế giới, sao có thể là phế vật. Anh, anh thật sự muốn dùng tấm thẻ ngân hàng này làm tiền đặt cược. Mã địch không tin hỏi một câu. Làm sao, anh không dám sao. Sớm biết, cái nhà máy của anh không thể so với tấm thẻ của tôi, nếu như anh sợ, Vậy thôi đi, Lâm Thanh Diện vừa nói, vừa muốn cất cái thẻ ngân hàng vào. Chờ một chút, Mã Địch lập tức ngăn cản. Bọn họ bây giờ đối mặt với chiến đội này của Vương Mậu, cuộc diện có thể nói là chắc thắng, Lâm Thanh Diện chỉ từng chơi game một lần, cho dù chỉ là đánh phụ trợ, cũng tuyệt đối không thể nào đánh thắng được bọn họ. Trong game cao cấp, mỗi một vị trí đều vô cùng then chốt, chỉ một người trình độ không theo kịp thì sẽ dẫn đến toàn đội không vật lên nổi cho nên mã địch vẫn vô cùng tin tưởng bọn họ sẽ đánh thắng đám vương mậu. Quan trọng nhất, sức hấp dẫn của thẻ đen ngân hàng thế giới thật sự là quá lớn, cho dù đổi thành ba anh ta, sợ rằng cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Nếu quả thật có thể thăng được thẻ đen ngân hàng thế giới, sản nghiệp phát triển nhà anh ta sẽ được hỗ trợ vô cùng lớn, đến lúc đó địa vị nhà bọn họ ở Hồng Thành cũng có thể lớn mạnh hơn. Trong lòng mã địch đã quyết định, cảm thấy đây quả thực là một cơ hội cá kiếm, trong bụng còn mắng lâm thanh diện ngu ngốc biết rất rõ không thắng được còn đem thư quý giá như vậy ra làm tiên đặt cược tôi đồng ý thêm cược anh cược tấm thẻ đen này tôi cược nhà máy nhà tôi nếu các người thua tấm thẻ kia chính là của tôi mã địch cười lạnh nói có thể lâm thanh diện mở miệng vương mậu lập tức nhìn lâm thanh diện nói ngài lâm chúng ta bên này thật sự rất không có ưu thế khả năng thua vô cùng lớn hay là ngài suy nghĩ thêm chút đi không cần suy nghĩ nữa, một tấm thẻ ngân hàng mà thôi, hơn nữa ai nói chúng ta nhất định sẽ thua, Lâm Thanh Diện cười nói. Vương Mậu bị nghẹn không nói ra lời, một tấm thẻ ngân hàng mà thôi, đây là thẻ đen ngân hàng thế giới đó, sao ở trong miệng Lâm Thanh Diện lại trở nên không đáng tiên như vậy chứ? Tống Uy nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nói anh rể, anh có tiên như vậy, chị họ em biết không? Lâm Thanh Diện trợn mắt nhìn anh ta, nói chuyện này nếu cậu dám nói cho chị cậu tôi lột ra cậu. Tống Uy lập tức rụt cổ lại, không dám nói tiếp. Nếu anh đồng ý, vậy hãy cho người đi lấy hợp đồng chuyển nhượng đi, thuận tiện mời một luật sư, tôi cũng để cho người của ngân hàng tới, chứng minh thiệt giả của tấm thẻ này cho các ngươi. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn về phía Mã Địch nói. Mã Địch cũng không do dự, anh ta hoàn toàn coi đây là cuộc làm ăn không tổn thất một hào, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ kích thích. Qua không bao lâu, Luật sư Mã Địch tìm đến mang theo hợp đồng chuyển nhượng đến câu lạc bộ Giang Hải, người của ngân hàng cũng đến đây, giúp Lâm Thanh diện chứng minh thật giả của tấm thẻ đen. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, người của hai bên đều ngồi xong, cầm điện thoại lên, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Bọn tôi vừa nãy thắng một trận rồi, chỉ cần thắng hai trận nữa, trận đấu này coi như bọn tôi thắng, các người đừng có gấp, cũng chỉ 20 phút mà thôi, Mã Địch cười nói. Sắc mặt phương Mậu âm trầm. Nhưng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói, ngài Lâm, ngài chơi hỗ trợ đi, theo tôi là được, Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói tôi tới đánh giá, chờ lát nữa các người đều nghe tôi chỉ huy, bảo đảm làm bọn họ tè ra quần, chương 152, tôi xưa nay ghét nhất hai loại người. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thanh Diện. Đám người bên kia mã địch sửng sốt một hôi, ngay sau đó đều cười lên, cảm thấy Lâm Thanh Diện nhất định là tới làm trò cười đám người bên vương mậu mặt mũi tất cả đều lúng túng, bọn họ cảm thấy lâm thanh diện căn bản không biết chơi game này, vừa lên tới đã muốn chơi đánh dã, chỉ khiến bọn họ thua nhanh hơn. Có điều mọi người nghĩ đến dù sao tiền đạt cược cũng là của lâm thanh diện, thua cũng là anh tự tổn thất của mình. Nếu lâm thanh diện muốn chơi đánh dã, chơi với anh là được. vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều toàn lực phối hợp với ngài lâm, chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. vương mậu nói một câu, tên hề kia. Lần này chỉ 6 phút sẽ cho các người đầu hàng." Mã Địch cười lạnh nói. Hai bên thi đấu chính thức bắt đầu, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, ngày đó sau khi chơi qua một lần, anh đã hiểu cái game này phải làm thế nào mới có thể thắng. Đối với Lâm Thanh Diện người từ nhỏ vừa nhìn là có thể nhìn thấu bản chất những trò chơi này mà nói, tìm được phương pháp chiến thắng cũng không khó. Chỉ có điều lúc vừa bắt đầu Lâm Thanh Diện đối với kỹ năng anh hùng bên mình và bên đối phương đều không quá quen thuộc vừa lên đã đưa theo một người, làm đám người vương mậu trong lòng đầy cuống cuồng. Thật là cười chết tôi, với trình độ này, còn đánh giá cơ đấy, tôi thấy không cần tới 6 phút là chúng ta có thể đẩy bọn họ tới cao điểm rồi, người bên trên mã địch nói. Sắc mặt vương mậu và tống uy đều ảm đạm vừa rồi người của Lâm Thanh Diện đưa lên khiến bọn họ chắc chắn, Lâm Thanh Diện thật sự không biết chơi game này. Anh rể, em đã nói anh không biết chơi, anh còn cậy mạnh, Tống Uy lẩm bẩm một câu gấp làm gì, làm quen một chút mà thôi, rất nhanh là có thể đảo ngược tình thế, Lâm Thanh Diện nói. Tống Uy bĩu môi, hiển nhiên cũng không tin lời của Lâm Thanh Diện, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc chơi game. Sau khoảng 5 phút, Lâm Thanh Diện dưới trợ giúp của Vương Mậu, làm một cú double kill ở dã khu phe địch, lúc này mới khiến tinh thần đám Vương Mậu tăng lên mấy phần. Châu bò nhà anh rể, lại còn double kill, Tống Uy mặt đầy hưng phấn nói. Vương Mậu cũng không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện, thao tác vừa rồi của Lâm Thanh Diện có thể nói khá được, cho dù là anh ta, cũng không dám bảo đảm có tốc độ tay nhanh như vậy. Ngài Lâm, xem ra anh rất có thiên phú chơi game đấy, mới chơi như vậy một chặp, đã nắm được kỹ xảo, Vương Mậu cười nói. Lâm Thanh Diện cúi đầu chơi game, không nói lời nào. Sắc mặt mã địch khó coi, lẩm bẩm một câu, cũng chỉ là vận khí tốt thôi, đừng tưởng rằng lấy được hai đầu người thì mấy người có thể thẳng. Với cục diện này, mấy người thua là cái chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban đầu bởi vì Lâm Thanh Diện tạo gió ngược, bị đuổi về từng chút một, hơn nữa Lâm Thanh Diện dưới sự phối hợp của Vương Mậu và Tống Uy, không ngừng xâm phạm giã khu của đối thủ, làm bên phe địch căn bản không có cách nào triển khai đánh giã. Đầu người Lâm Thanh Diện bắt được cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu kinh tế đã trở thành đệ nhất toàn trận. Cho đến lúc này, năm người mã địch mới ý thức được Lâm Thanh Diện căn bản không đơn giản như tưởng tượng của bọn họ. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn nghĩ đối phương có Lâm Thanh Diện, cho dù không biết chơi cũng chắc chắn có thể thắng, cho nên không nghiêm túc đánh, nhưng chờ lúc bọn họ muốn nghiêm túc đánh mới phát hiện, bọn họ đã không còn cơ hội. Cuối cùng, Lâm Thanh Diện dẫn theo bốn người bên mình, làm nổ tung thạch anh của đối phương, thắng được ván này. Đám người bên vương mậu mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, có thể trong thời gian ngắn như vậy, Chơi game tốt như thế, đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Nhất định chính là yêu nghiệt. Anh rể, không nghĩ tới anh thật sự lợi hại như vậy, em còn tưởng rằng đêm đó anh một lần giết năm, là vận khí tốt cơ, vẻ mặt Tống Uy kích động nói. Vương Mậu ở bên cạnh lập tức trợn mắt, hỏi, giết năm? Chính là ngày tôi cùng chơi với cậu sao? Đúng vậy, ngày đó anh rể tôi cướp điện thoại của tôi chơi một chút, không nghĩ tới một lần giết năm, Tống Uy giải thích. Vương Mậu lập tức bội phục nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn cho rằng người ngày đó giết năm là Tống Uy, còn nghĩ hôm nay trình độ Tống Uy sao lại dở thế, không nghĩ tới đó là Lâm Thanh Diện chơi. Nghe thấy lời này của Tống Uy, trong lòng Vương Mậu càng yên tâm, cảm thấy bọn họ hôm nay có thể thắng. Gương mặt Mã Địch ảm đạm như muốn nhỏ ra nước, anh ta hung hãn nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cắn răng nói: "Con mẹ nó bớt ở đây đắc ý đi, các người chỉ là vận khí tốt thôi, bọn tôi vừa rồi đều chưa chơi đàng hoàng." tiếp theo đây các người đừng hòng nghĩ tới thằng. Nói xong, anh ta còn nghiêng đâu nhìn người ngồi ở phía trên vương mậu. Người kia đối mặt với anh ta, ánh mắt lập tức trở nên thất thường. Trận thứ 3 chính thức bắt đầu, năm người bên mã địch đều khá nghiêm túc, muốn đánh cho năm người bên vương mậu hoa rơi nước chảy. Nhưng bọn họ phát hiện, sau khi Lâm Thanh Diện thích ứng với game này, trình độ thể hiện ra có thể nói là cao vô cùng, có một số thao tác còn đuổi kịp đội chuyên nghiệp rồi. Bây giờ cho dù bọn họ nghiêm túc cũng không thể đánh ép đám Vương Mậu. Điều này làm Mã Địch cuốn cuồng, trong miệng không ngừng chửi đồng đội mình phối hợp không tốt, mình còn đi lên đưa mấy người. Sau khoảng 15 phút, trận thứ ba kết thúc, đám người Vương Mậu lần nữa tham ván này, bầu không khí hai bên lúc đầu hoàn toàn xoay ngược lại. Vào lúc này đám người bên Mã Địch ai nấy đều ủ rũ cúi đầu, mà người bên Vương Mậu thì mặt đều đầy hưng phấn, hoàn toàn mất hết buồn rầu lúc nãy. Mã Địch anh phải cố gắng lên, nếu không, nhà máy đáng tiền nhất nhà các người, sẽ thua trong tay bọn tôi đấy, vương mậu mở miệng cười. Mã địch nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói, con mẹ nó bớt ở đây đắc ý đi, trận sau các người tuyệt đối không thắng được. Trận thứ tư bắt đầu, bởi vì có lâm thanh diện dẫn dắt, cộng thêm cao thủ 30 sao là Tống Uy, vương mậu bên này vừa ra trận, đã chiếm thế thượng phong. Mã địch cả người toát mồ hôi, nhìn ra được là khá hoảng hốt. Lúc đấu đến một nửa, mã địch ngẩng đầu nhìn người ngồi ở bên kia ánh mắt ra hiệu với anh ta người kia do dự một chút ngay sau đó hít sâu một hơi từ trên ghế đứng lên nói tôi đột nhiên có hơi đau bụng đi nhà vệ sinh một chuyến nói xong anh ta đặt điện thoại trên ghế sau đó chạy về phía nhà vệ sinh bên kia vương mậu lập tức tức mở miệng mắng to mẹ kiếp cậu đi vệ sinh chơi thế nào được người nọ cũng không quay đầu lại tiến vào nhà vệ sinh Mã địch cười lạnh một tiếng, nói trận đấu đã bắt đầu, bất kể xảy ra tình huống gì, cũng phải tiếp tục, bọn tôi chỉ nhìn kết quả, là đồng đội các người không chơi, cái này không thể trách bọn tôi được. Bọn tôi bên này chỉ còn lại bốn người, mấy người cho dù thắng, cũng thắng không anh hùng. Vương Mậu cắn răng nghiến lợi nói, tôi mặc kệ cái này, mau chơi game đi, nếu không chờ lát nữa các người sẽ thua thảm hại hơn, mã địch cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục chơi game. Lâm Thanh Diện nhìn Vương Mậu, nói ngồi xuống chơi game trước đi vẫn còn cơ hội thắng vương mậu lúc này mới ngồi xuống tiếp tục chơi game bởi vì thiếu một người bên vương mậu rõ ràng cảm nhận được áp lực mà đám mã địch thì bắt đầu lật ngược tình thế trong chốc lát kinh tế đã đuổi kịp tôi cũng không tin mấy người bốn đánh năm còn có thể thắng bọn tôi tấm thẻ đen ngân hàng thế giới đã định của tôi rồi mã địch cười lạnh nói chúng ta thiếu một người cố gắng hết sức không rời đoàn Chờ lát nữa nhìn vị trí của tôi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Ba người vương mộ tống uy đều gật đầu, biết dưới tình huống này không thể tùy tiện rời đoàn. Đám người mã địch thì không ngừng muốn ép bên Lâm Thanh Diện rời đoàn, bọn họ thiếu một người, nếu rời đoàn, đám mã địch nhất định có thể thắng. Cùng nhau lên, bọn họ khẳng định đều ở dã khu bên này, tiêu diệt đám bọn họ, chúng ta sẽ thắng. Mã địch hét một tiếng, năm người đều vào tới bên kia dã khu. Vương Mậu cùng một người khác đánh đám người Mã Địch, hai người đều là thịt, có điều dù vậy, hai người bọn họ cũng bị giết trong nháy mắt. Ha ha, Vương Mậu, các người thua chắc rồi, lần này các người tuyệt đối không lật được tình thế đâu." Mã Địch ha ha cười lớn. Vừa lúc đó, Lâm Thanh Diện đột nhiên xông ra từ trong bụi cỏ bên cạnh, Tống Uy trợ giúp Lâm Thanh Diện, hai người trong nháy mắt giết chết hai người đối diện, tiếp đó cùng đánh giá với bọn họ, bởi vì bọn họ vừa rồi giết hai người Vương Mậu kỹ năng đã dùng hết lúc này lâm thanh diện đột nhiên giết tới bọn họ căn bản không có thủ đoạn ứng phó chớp mắt một cái bên vương mậu chết bốn tên vương mậu điều khiển anh hùng của mình công kích lâm thanh diện có điều toàn bộ thương tổn được tống uy cản lại tống uy dùng mạng mình thay lâm thanh diện tranh thủ thời gian hồi phục kỹ năng chờ sau khi tống uy bị mã địch đánh chết lâm thanh diện lần nữa phục hồi kỹ năng liên hoàn chiêu mang mã địch đi sau khi giải quyết xong mã địch Lâm Thanh Diện cũng chỉ còn lại có một tia máu giết anh ta. Theo âm thanh này vang lên, năm người bên mã địch toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chút máu của Lâm Thanh Diện mang theo tiểu binh đẩy lên cao điểm, làm nổ thạch anh ở đối diện. Trò chơi kết thúc. Tất cả mọi người bên vương mậu đều nhún nháo. Lâm Thanh Diện vừa rồi thật sự là chơi quá hay, bọn họ đều không nhịn được cùng hoan hô. Hai người vương mậu và Tống Huy đều nhảy cưỡn lên, ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Thanh Diện anh Diệt, anh thật sự là quá trâu, dẫn chúng ta bốn đánh năm thắng. Vương Mậu kích động đến mức thay đổi cách gọi Lâm Thanh Diệt. Anh rể, sau này em cũng không nói anh là phế vật nữa, anh đích thực chính là thần tượng của em. Tông Uy cũng hưng phấn nói. Lâm Thanh Diệt cười một tiếng, nhìn về phía đám người đối diện mặt xám như cho tàn. Hai tay mã địch đều run rẩy, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, bên kia đám Lâm Thanh Diện thiếu một người, vậy mà họ vẫn thua trận này mã địch thầm mắng một tiếng trong đầu nghĩ lão tử đấu cũng thua rồi làm gì còn nhớ được mày là tôi bắt cậu ta làm thì thế nào vương mậu đây chỉ là một trò chơi thôi nếu như tôi không nhận anh còn có thể làm gì tôi dáng vẻ mã địch như heo chết không sợ nước sôi sắc mặt vương mậu châm xuống nếu như mã địch không thừa nhận anh ta thật đúng là không có cách gì với mã địch lúc này lâm thanh diện đứng lên anh nhìn chằm chằm người té xuống đất kia nói tôi xưa nay ghét nhất hai loại người một là loại phản bội anh em cậu là anh em của vương mậu nhưng vào thời khắc mấu chốt nhất phản bội cậu ta không đáng làm người phải chịu phạt vừa nói lâm thanh diện vừa cho một cước vào đùi người kia làm gãy một chân của anh ta đám người bên mã địch đều bị dọa sợ ai có thể nghĩ tới lâm thanh diện không nói hai lời đá gãy một chân của tên kia cái này có bao nhiêu ác độc loại người thứ hai tôi ghét nhất là thất tín bội nghĩa Người không tuân thủ cam kết, Lâm Thanh Diện nhìn về phía Mã Địch, nói tiếp. "Mã công tử, tôi tin chắc anh không phải là loại người như vậy đâu phải không?" Chương 153, hiểu lầm lớn rồi. Mã Địch cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thanh Diện lia tới, hai chân lập tức mềm nhũn. Cái cảm giác bị bức bách vô hình đó khiến anh ta không thở nổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán anh ta nhỏ từng giọt xuống. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai người Lâm Thanh Diện và Mã Địch không ai dám lên tiếng. Chỉ có người bị đá gãy chân còn đang không ngừng kêu rên. Mã địch cuối cùng không thể chịu được áp lực Lâm Thanh Diện mang đến cho anh ta, sau khi hít sâu một hơi, xoay người trở lại chỗ ngồi vừa rồi, ngồi xuống. Luật sư, đem hợp đồng chuyển nhượng tới đây, Mã địch yếu ớt mở miệng. Nếu để ba anh ta biết anh ta thua mất cái nhà máy đáng tiên nhất trong nhà, nhất định sẽ bị đánh gãy chân, nhưng nếu như anh ta không ký hợp đồng này, sợ rằng bây giờ sẽ bị lâm thanh diện đánh gãy chân sau khi ký tên lên hợp đồng nửa người mã địch như thể rơi xuống mồ không có tí sức lực anh ta đột nhiên hơi hối hận đã chọn hôm nay tới đấu game với vương mậu nhưng mà trên đời này không có thuốc hối hận anh ta có hối hận thế nào đi nữa cũng vô ích hợp đồng tôi đã ký sau này nhà máy vật liệu xây dựng giang mã chính là của anh bây giờ tôi có thể đi được chưa mã địch nhìn lâm thanh diện anh chỉ ký hợp đồng 15 tỷ đã nói trước đó thì sao? Lâm Thanh Diện mở miệng. Mã địch lập tức trợn mắt, nói tôi đã đưa nhà máy cho anh, anh còn muốn 15 tỷ kia nữa. Xin lỗi, nhà máy này là tiền đặt cược của tôi với anh, còn 15 tỷ là tiền đặt cược của anh với Vương Mậu. Hai chuyện này không hề mâu thuẫn, không lấy ra 15 tỷ, hôm nay anh đi không được rồi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Mã địch đến ý nghĩ muốn chết cũng có rồi, anh ta không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại ác như vậy, Muốn nhà máy của anh ta, lại còn muốn lấy của anh ta 15 tỷ. Vương Mậu cười nhìn Mã Địch, người này trước kia luôn đối nghịch với anh ta, điều kiện trong nhà hai người không khác nhau mấy, đấu nhiều năm như vậy, đều bất phân thắng bại. Không nghĩ tới Lâm Thanh Diện chỉ bằng công phu trong một đêm, khiến nhà máy trị giá nhất của nhà Mã Địch không còn, hơn nữa còn bắt anh ta lấy ra 15 tỷ. Quả nhiên người có thể đen ngân hàng thế giới, đều không phải người bình thường. Lần này anh ta và Lâm Thanh Diện cùng nhau chơi game, cũng coi như là kéo quan hệ lại gần thêm ít. Anh ta biết, chỉ cần có quan hệ tốt với Lâm Thanh Diện, đối với phát triển nhà anh ta, tuyệt đối sẽ có chỗ tốt. Mã địch liếc nhìn người đang lăn lộn trên đất kia, cắn răng, nghiêng đâu nhìn về phía mấy đồng đội của mình, nói thi đấu là chúng ta cùng thua, mỗi người góp 3 tỷ đi. Mặt mấy người kia ngay lập tức đầy vẻ không tình nguyện, có điều cho dù mã địch thua mất nhà máy đáng tiền nhất nhà anh ta, cũng không phải người bọn họ có thể chọc. 3 tỷ đối với bọn họ mà nói không phải con số nhỏ, nhưng cắn răng cũng có thể lấy ra, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải làm tốt chuẩn bị trở về sẽ bị đánh. Không bao lâu, đám người mã địch góp đủ 15 tỷ, Lâm Thanh Diện bảo mã địch chuyển tiền cho Vương Mậu. Vương Mậu ban đầu còn ngại, có điều nghĩ đến Lâm Thanh Diện là người có thể đen ngân hàng thế giới. 15 tỷ đối với anh mà nói còn không tính là tiền tiêu vặt, cho nên cũng không lằng nhằng. Sau khi nhận được tiền, Lâm Thanh Diện mới thả mã địch, cả đám người chật vật rời khỏi câu lạc bộ Giang Hải, Vương Mậu nhìn thấy trong lòng được hả giận. "Anh rể, 15 tỷ kia có phải cũng có một phần của em không? Anh giết được năm, là em hỗ trợ đấy." Tống Uy hai mắt sáng lên nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói "Chỉ cần cậu không nói chuyện hôm nay cho chị họ cậu biết, tôi cũng cho cậu một phần." Tống Uy lập tức vỗ ngực, nói anh rể anh yên tâm, chuyện này em bảo đảm không nói cho ai hết. Lâm Thanh Diện gật đầu, bảo Vương Mậu đưa một phần cho Tống Uy. Mặc dù hai ngày nay Tống Uy ở chỗ này gây cho anh không ít phiền toái, nhưng anh ta dù sao cũng là em họ của hứa Bích Hoài, anh dĩ nhiên sẽ rộng lượng chút. Quan trọng nhất là Lâm Thanh Diện muốn dùng tiên chặn miệng Tống Uy, không để anh ta nói ra chuyện ngày hôm nay. Lúc Vương Mậu chia tiên cho mọi người, Lâm Thanh Diện nhận được tin nhắn của Trần Tài Anh, nói Mãn Thiên Tinh hơi phiền phức bảo anh qua đó xử lý. Anh hỏi Trần Tài Anh phiền phức gì, Trần Tài Anh nói chờ anh đến thì biết. Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi lạ, không biết tại sao Trần Tài Anh phải úp mở với anh. Chờ lát nữa từ cậu lái xe về, tôi có chút việc, phải tới Mãn Thiên Tinh một chuyến, Lâm Thanh Diện nói với Tống Uy một câu. Tống Uy lập tức mở miệng, em đi với anh, anh rể. Cậu ngoan ngoãn về đi nhớ, chuyện hôm nay không được nói với người nhà, nếu không, tôi sẽ để cậu nếm thử quả đấm của tôi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Uy cười hắc hắc, vội vàng nói yên tâm đi anh rể, bây giờ anh và em là một phe, anh lợi hại như vậy, sao em dám không nghe lời anh chứ? Lâm Thanh Diện gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vương Mậu lập tức đi theo, nói anh Diện, em bảo người đưa anh đi. Không cần đâu, mãn thiên tinh cách đây không xa lắm, tôi chạy xe đạp công cộng qua đó là được, Lâm Thanh Diện trả lời. Vương Mậu thấy Lâm Thanh Diện từ chối, cũng không nói thêm gì. Toàn bộ người của câu lạc bộ đều đi ra tiến Lâm Thanh Diện đi, bây giờ bọn họ đổi với Lâm Thanh Diện đều tràn đầy sùng bái, cũng muốn có thể có chút quan hệ với Lâm Thanh Diện. Đáng tiếc Lâm Thanh Diện không hề để ý bọn họ, bọn họ cũng không dám quá chủ động. Lâm Thanh Diện ra khỏi câu lạc bộ Giang Hải, đi tới ven đường, quét mã một chiếc xe đạp công cộng. Đám người Vương Mậu đưa mắt nhìn Lâm Thanh Diện rời đi, không có ai cảm thấy Lâm Thanh Diện đi xe đạp công cộng có gì mất mặt, dù sao anh cũng là người có thẻ đen ngân hàng thế giới. Chỉ là Vương Mậu có chút nghĩ không ra, Lâm Thanh Diện cũng có tiền như vậy, tại sao còn khiêm tốn ra ngoài đi xe đạp công cộng? Có thể đây mới thực sự là cảnh giới của người có tiền, mình không thể hiểu được, Vương Mậu lầm bẩm nói. Lúc này người bảo vệ kia đi tới, thấy Vương Mậu lập tức cúi người gật đầu nói vương công tử anh ra ngoài rồi tên khốn kia rốt cuộc cũng đi rồi anh ta không gây thêm phiền phức cho vương công tử chứ vương mậu nhíu mày một cái hỏi cậu nói ai là tên khốn chứ bảo vệ kia lập tức đưa tay chỉ chỉ lâm thanh diện chạy xe rời đi nói chính là người đó cả người mặc đồ hàng vỉa hè còn chạy xe đạp công cộng anh ta có tư cách gì tham gia tụ họp với vương công tử chứ mọi người để anh ta đi vào thật là ban ơn cho anh ta mà vương mậu nghe thấy lời sau của bảo vệ cho một cước vào bụng tên bảo vệ người bảo vệ kia lập tức nằm xoài trên đất anh ta có thể đến gặp tôi là ban ơn cho tôi cậu có tư cách gì nói anh ta vương mậu mặt đầy giận dữ nói thật là không biết trời cao đất dày một tên bảo vệ thúi lại cũng dám nói ngài lâm cái loại mắt chó coi thường người khác người ta đi xe đạp công công thì chính là tên khốn sao ngài lâm là đại gia cậu không tưởng tượng nổi đâu một đám người đều bắt đầu nói giúp lâm thanh diện hung hăng dạy dỗ người bảo vệ kia một trận mặt bảo vệ kia đầy hồi hận khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về hướng lâm thanh diện vừa đi lấm bẩm nói đó đó thật sự là đại gia sao tông uy đi tới đạp bảo vệ một cước mắng cậu ta mấy câu vương mậu đại ca thời gian cũng không còn sớm nữa tôi đi về trước tông uy dạy dỗ bảo vệ xong nói với vương mậu vương mậu gật đầu nói trên đường chú ý an toàn. Tống Uy lái chiếc Land Rover quay về Vịnh Đằng Long, hôm nay anh ta đi theo Lâm Thanh Diện kiếm được 6 tỷ, rất vui vẻ, đi đường cũng ngâm nga hát hò. Lần này anh ta hoàn toàn bị Lâm Thanh Diện thu phục, trước kia anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện là một phế vật, luôn muốn gây khó dễ cho Lâm Thanh Diện, bây giờ anh ta chính là hoàn toàn coi Lâm Thanh Diện là thần tượng. Sau khi biết sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, Tống Uy thậm chí cũng muốn tự sửa đổi, cố gắng trở thành người lợi hại như Lâm Thanh Diện. Anh ta đi vào trong biệt thự, thấy Tống Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Hứa Bích Hoài nghe thấy tiếng động ở cửa đứng lên, định lên lầu. Có điều sau khi cô nghiêng đầu nhìn, phát hiện Lâm Thanh Diện không trở về. Tống Huyền Khanh thấy chỉ có một mình Tống Uy trở về, hỏi Tiểu Uy, sao chỉ có một mình cháu về vậy, Lâm Thanh Diện đâu? Cậu ta sẽ không tụ hội người ta gây họa đấy chứ. Bị người ta giữ lại rồi sao? Không có, anh rể cháu, Tống Uy vốn là muốn nói Lâm Thanh Diện rất lợi hại, có điều nghĩ đến Lâm Thanh Diện nói chuyện ngày hôm nay không thể nói ra, lập tức sửa lại. Anh rể cháu có chuyện mà, bảo cháu về trước. Tống Huyền Khanh nghe thấy Tống Uy bắt đầu gọi Lâm Thanh Diện là anh rể, mặt lập tức đầy bất mãn, nói Tiểu Uy, sau này đừng kêu tên phế vật kia là anh rể, cậu ta chính là người ăn bám trong nhà chúng ta có tư cách gì làm anh rể cháu, cô đang khuyên chị họ cháu ly hôn. Tông Uy lập tức trợn mắt, trong đầu nghĩ rõ ràng Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy, Tông Huyền Khanh lại còn muốn để hứa Bích Hoài ly hôn với anh, đây không phải là quá ngốc rồi sao? Hứa Bích Hoài mím môi, hỏi Tông Uy, anh ấy có nói đi đâu không? Hình như là một nơi tên là Mãn Thiên Tinh, em cũng không rõ lắm, Tống Uy trả lời, Lâm Thanh Diện cũng không nói là không thể nói cho hứa Bích Hoài anh đi đâu. Lúc hứa Bích Hoài nghe được ba chữ Mãn Thiên Tinh, nước mắt lập tức tràn đầy khóe mắt, sau đó bước nhanh lên lầu. Mặt Tống Huyền Khanh cũng đầy tức giận, "Mang, đồ đáng chết này, lại đi cái chỗ Mãn Thiên Tinh đó, cậu ta làm như vậy, không sợ phụ lòng con gái ta sao? Không được, phải ly dị, không thể để cho con gái ta chịu uất ức thế này." Tống Uy mặt đầy kỳ lạ, hỏi cô, "Mãn Thiên Tinh là nơi thế nào?" Một đứa bé như cháu, hỏi những thứ này làm gì? mau trở về phòng đi, Tống Huyền Khanh trợn mắt nhìn Tống Uy. Tống Uy bĩu môi, trở về phòng của mình, hai ngày nay anh ta thấy Tống Huyền Khanh mang lâm thanh diện đến quen rồi, cảm thấy chắc không có chuyện gì. Sau khi hứa Bích Hoài trở về phòng, rồi bật khóc, ấm ức tích tụ trong lòng toàn bộ không nhịn được tuôn ra ngoài. Cô rõ ràng đã dự định sẽ ở cả đời với Lâm Thanh Diện, khoảng thời gian này biểu hiện của Lâm Thanh Diện làm cô từ từ bắt đầu tiếp nhận Lâm Thanh Diện. Thậm chí cô cảm thấy, cô đã hơi không thể rời bỏ Lâm Thanh Diện rồi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Thanh Diện làm ra loại chuyện này, và chuyện làm với bạn thân cô, còn chạy tới mãn thiên tinh mua vui. Chẳng lẽ anh quên ở nhà còn một người vợ sao? Giờ khắc này, hứa Bích Hoài cảm thấy Lâm Thanh Diện đối tốt với cô, toàn bộ đều là giả vờ. Cô cảm thấy Lâm Thanh Diện là một người rõ trá, hạ lưu, anh thả đi chỗ như mãn thiên tinh, thậm chí làm ra loại chuyện đó với Lục Thiên Điệp, cũng không tới tìm mình, đây là tổn thương lớn nhất đối với cô. Hứa Bích Hoài khóc rất lâu, khóc đến sưng cả mắt, cô không biết mình nên làm gì, không biết sau này nên đối mặt với Lâm Thanh Diện như thế nào. Chẳng lẽ, thật sự phải ly dị với anh sao? mươi 154, nhất định phải ly dị mãn thiên tinh. Sau khi Lâm Thanh Diện đến, bước nhanh vào bên trong, anh gọi điện thoại cho Trần Tài Anh, hỏi bọn họ ở đâu. Trong chốc lát, Lâm Thanh Diện đến một cửa phòng bao, hai người trần tài anh và lý huỳnh thái đang đứng ở cửa thấy lâm thanh diện tới lập tức tiến lên đón xảy ra chuyện gì lâm thanh diện nhìn hai người hỏi lý huỳnh thái cười lên nói anh diện diễm phúc của anh thật không tôi nha đã có cô nương đến đây tìm anh rồi anh nói xem chuyện tốt như vậy sao không tới phiền em chứ lâm thanh diện lập tức trợn mắt nhìn anh ta lạnh lùng nói cậu lại ngứa ra lý huỳnh thái le lưỡi vội vàng lui tới sau lưng trần tài anh Lâm Thanh Diện nhìn về phía Trần Tài Anh. Trần Tài Anh giải thích là như vây, có một cô gái tới chỗ chúng ta uống rượu, một mình muốn một phòng bao. Lúc mới bắt đầu cũng không vấn đề gì. Sau đó uống nhiều rồi, cô ta bắt đầu nói với người phục vụ tìm Lâm Thanh Diện qua đây, không bảo Lâm Thanh Diện qua đây cô ta sẽ đập đồ. Sau khi tôi tới phát hiện cô gái này là người lần trước cùng cậu, biết Lâm Thanh Diện cô ta muốn tìm chính là cậu. Giải thích với cô ta nói cậu không có ở đây, cô ta căn bản không nghe. Bảo hôm nay không gặp được cậu, thì phải đập nơi này của chúng ta. Cô ta vẫn còn ở bên trong ẩm ý đấy, bảo hôm nay không tìm cậu tới, cô ta cũng không đi, còn muốn nói chỗ chúng ta vô lễ với cô ta, tôi hết cách, cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu. Gương mặt Trần Tài Anh đầy bất lực, nếu như là người bình thường tới gây chuyện, anh ta đã sớm cho người đuổi cái kẻ ẩm ý đó ra ngoài, nhưng lần này liên quan đến Lâm Thanh Diện, Trần Tài Anh không dám xử lý, chỉ có thể để Lâm Thanh Diện tự minh tới. Lâm Thanh Diện đi tới cửa phòng bao, nhìn vào bên trong một cái, phát hiện Lục Thiên Điệp đang một mình cầm chai rượu, lớn tiếng hát tình ca thương tâm. Mọi người ở đây chờ, tôi vào xem một chút." Lâm Thanh Diện mở miệng, đẩy cửa phòng bao ra, đi vào. Lý Huỳnh Thái nháy mắt về phía Trần Tài Anh, cười nói: "Anh Diện không phải có gia đình rồi sao? Anh nói coi anh ấy có bén lửa với cô gái bên trong kia hay không?" Trần Tài Anh liếc mắt nhìn Lý Huỳnh Thái, nói: "Lời này của cậu nếu để cậu ta biết, Tôi bảo đảm cậu còn phải nằm trên giường 2 tháng. Lý Huỳnh Thái lập tức cười hắc hắc, nói tôi đây không phải chỉ đùa một chút thôi sao, anh cũng đừng nói với anh ấy. Lục Thiên Điệp đang cầm micro hát hò, chai rượu trong tay cô đã bị cô uống cạn sạch. Lúc này cửa phòng bao mở ra, Lục Thiên Điệp lập tức mở miệng kêu, tôi muốn Lâm Thanh Diện, các người tìm Lâm Thanh Diện tới cho tôi, nếu không. Cô nghiêng đầu nhìn cửa, sau khi phát hiện người tiến vào chính là Lâm Thanh Diện, lập tức ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên của cô chính là mình xuất hiện ảo giác. Có điều lúc này cô đã không để ý tới ảo giác hay không gì đó, cô thật sự là quá nhớ Lâm Thanh Diện rồi, cho dù là ảo giác, chỉ cần có thể khiến cô thỏa mãn một chút, cô đều sẽ không để ý. Lâm Thanh Diện, tôi rất nhớ anh, để tôi ôm một cái có được không? Lục Thiên Niệm ném chai rượu và micro trong tay mình lên bàn, nhào về phía người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vội vàng đưa tay ngăn cô lại nói, cô uống say rồi nói tôi biết nhà cô ở đâu, tôi cho người đưa cô về. Lục Thiên Điệp sửng sốt, đưa tay chọc vào người Lâm Thanh Diệt, không ngờ phát hiện thật sự là anh. Lâm Thanh Diệt, anh tới thật rồi, anh không phải ảo giác của tôi sao, anh mau để cho tôi ôm một cái, để tôi chắc chắn nào. Vừa nói, Lục Thiên Điệp lần nữa ôm lấy người Lâm Thanh Diệt. Mặt Lâm Thanh Diệt đầy bất lực, anh không có kinh nghiệm ứng phó với phụ nữ say rượu, lúc này cũng không biết nên làm sao để cho lục thiên điệp ngoan ngoãn về nhà cô nói tôi biết nhà cô ở đâu tôi đưa cô về lâm thanh diện đưa tay bắt lấy bả vai lục thiên điệp không để cô dựa vào người mình anh để tôi ôm một cái đi mà nếu anh chịu tới đây tìm tôi khẳng định vẫn quan tâm tôi có đúng hay không tôi biết anh có ý với tôi chỉ là hơi xấu hổ thôi không sao cả tôi không ngại anh nói ra lục thiên điệp giống như lâm vào cơn mê lâm thanh diện nhíu mày lạnh lùng nói tôi đối với cô không có bất kỳ ý gì cả, tôi có thể đứng ở đây, là vì nể mặt bích hoài, nếu như cô còn như vậy, tôi đi ngay bây giờ. Lục Thiên Điệp lập tức trở nên mất hết ý chí, chu miệng ngồi trên ghế sofa, khóc hòa lên. Tại sao, tôi muốn có được người tôi thích, khó như vậy sao? Lục Thiên Điệp nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Cô chỉ là nhất thời kích động, tôi không đáng để cô thích, Lâm Thanh Diện mở miệng. Anh nói bậy, nếu như tôi chỉ là kích động, sao tôi lại đau lòng như vậy lâm thanh diện anh cho tôi một cơ hội có được không tôi làm vợ lẽ của anh tuyệt đối không tranh sủng với bích hoài có được hay không lục thiên điệp cầu khẩn nói xin lỗi trong chuyện này trừ bích hoài tôi sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội lâm thanh diện nói như đinh đóng cột lục thiên điệp mặt đầy tuyệt vọng sau khi khóc một hồi cô từ trên ghế sofa đứng dậy hung ác nhìn lâm thanh diện nói nếu tôi không có được vậy tôi cũng sẽ không để người khác có được lâm thanh diện anh sẽ hối hận nói xong lục thiên điệp rời phòng bao đập cửa đi lâm thanh diện đi ra ngoài nói với lý huỳnh thái cậu đi theo cô ấy đưa cô ấy về nhà rồi trở lại lý huỳnh thái lập tức gật đầu đi theo lục thiên điệp trần tài anh cười cười nhìn lâm thanh diện nói thật ra thì người có bản lĩnh như cậu tam thê tứ thiếp cũng không thành vấn đề cô gái kia nhìn không hề kém vợ cậu không cân nhắc phát triển một chút sao Lâm Thanh Diện trợn mắt nhìn Trần Tài Anh, nói, làm sao, chẳng lẽ anh cũng muốn nằm trên giường như Lý Huỳnh Thái. Chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi, tay chân tôi già rồi, không chịu nổi cậu dày vò, Trần Tài Anh cười nói. Lâm Thanh Diện cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi, nghe ý này của anh, anh trước kia có tam thê tứ thiếp à? Trần Tài Anh lập tức cảm khái nói, đương nhiên không có, tôi là người đàn ông trung tình. Vậy sao anh không đưa người trong lòng anh tới đây? Lâm Thanh Diện hỏi. Đôi mắt Trần Tài Anh lập tức hiếp lại, ánh mắt trở nên thâm thúy hơn nhiều, lấm bẩm nói, nếu có thể đưa cô ấy tới thì tốt rồi, đáng tiếc cô ấy bây giờ chắc là chỉ muốn tiêu diệt tôi. Lâm Thanh Diện ngây ra, không nghĩ tới Trần Tài Anh sẽ nói như vậy, có điều anh cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, anh không cần phải đi hỏi Trần Tài Anh những thứ này. Đúng rồi, tôi mới vừa lấy được một nhà máy, anh có thời gian dẫn người tới tiếp nhận đi, Lâm Thanh Diện đưa hợp đồng chuyển nhượng cho Trần Tài Anh. Trần Tài Anh nhìn chằm chằm phần hợp đồng kia, kinh ngạc nói, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã, đây chính là nhà máy vật liệu lớn nhất Hồng Thành, sao thành của cậu rồi. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói chơi game thắng được. Lúc trở về biệt thự, đã là 11 giờ đêm. Lâm Thanh Diện cho rằng người trong nhà đều ngủ rồi, có điều sau khi vào cửa, phát hiện Tống Huyền Khanh còn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt u ám, Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ sao?" Lâm Thanh Diện hỏi. Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện trở về, tức giận mắng to, "Lâm Thanh Diện, tên súc sinh nhà cậu, cậu còn có mặt mũi trở về, sao cậu không chết ở bên ngoài đi?" Mặt Lâm Thanh Diện ngơ ngác, không biết Tống Huyền Khanh tại sao lại nổi giận như vậy, anh rõ ràng đã theo yêu cầu của bà đi tụ họp với Tống Uy, chẳng lẽ thằng nhóc Tống Uy kia lại nói xấu mình rồi? "Sao vậy mẹ, xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Thanh Diện hỏi xảy ra chuyện gì chẳng lẽ trong lòng cậu không biết sao còn mặt mũi hỏi tôi tôi nói cậu biết ngày mai cậu nhất định phải ly dị với con gái tôi chuyện này không cần thương lượng tống huyền khanh nổi giận đùng đùng nói sắc mặt lâm thanh diện lập tức châm xuống nói tại sao tống huyền khanh đứng lên chống nạnh chỉ mũi lâm thanh diện mắng bởi vì tên xúc sinh cậu đáng chết không xứng với con gái tôi lâm thanh diện bước ra một bước đến trước mặt tống huyền khanh lạnh lùng nói, nói rõ ràng. Tống Huyền Khanh bị dọa sợ, khí thế trên người Lâm Thanh Diện khiến bà cảm thấy hơi bị chèn ép. Cậu là thứ không biết xấu hổ, cậu còn hung dữ với tôi, chẳng lẽ cậu tới nơi như Mãn Thiên Tinh đó còn lý sự được. Lâm Thanh Diện, tôi nói cho cậu biết, từ lúc mới bắt đầu tôi đã biết cậu không phải thứ tốt lành gì, cậu ở nhà chúng tôi ăn chùa uống chùa, cắt đứt tiền đồ của con gái tôi, bây giờ cậu còn tới chỗ Như Mãn Thiên Tinh tìm ong bướm tôi thấy cậu nên bị thiên lôi đánh tống huyền khanh khí thế hung hoang mắng một trận lâm thanh diện nhíu mày không nghĩ tới tống huyền khanh lại biết anh tới mãn thiên tinh nhất định là tống huy nói lúc đi anh quên nhắc Tổng huy rồi mẹ con tới mãn thiên tinh là tìm bạn không có tìm ong bướm lâm thanh diện giải thích bớt lượn lẹo ở đây đi chỗ mãn thiên tinh làm gì tôi còn không biết sao tôi nói cậu biết con gái tôi đã khóc cả đêm ngày mai cậu phải ly dị hơn nữa cậu còn phải cầm 30 tỷ tới bồi thường, nếu không chúng tôi kiện cậu ra tòa. Nghe thấy hứa Bích Hoài khóc một đêm, trong lòng Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, không nghĩ tới chuyện này lại tổn thương hứa Bích Hoài nhiều như vậy. Anh không phản ứng lại với Tống Huyền Khanh, vội vàng lên lâu, đến cửa phòng hứa Bích Hoài, gõ một cái. Bích Hoài, anh tới mãn thiên tinh là tìm bạn xử lý chuyện, anh thật sự không có làm chuyện khác, em đừng đau lòng nữa, Lâm Thanh Diện mở miệng. Không có hồi đáp nào lâm thanh diện lập tức thấy sốt ruột với anh đây chỉ là một hiểu lầm giải thích rõ thì không có chuyện gì nhưng mà anh không biết hứa bích hoài đau lòng không phải là vì lâm thanh diện tới mãn thiên tinh mà là nhìn thấy tấm hình kia của anh với lục thiên điệp bích hoài anh biết tâm trạng bây giờ của em không tốt có điều chuyện này anh nhất định sẽ giải thích rõ với em em bất giận trước nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai anh sẽ nói với em lâm thanh diện hướng về cửa nói một câu sau đó anh đi xuống lầu Tống Huyền Khanh trợn mắt nhìn anh, nói, nói cho cậu biết, lần này con gái tôi cùng phe với tôi, nhất định phải ly hôn, hơn nữa cậu phải chuẩn bị xong 30 tỷ để bồi thường, biệt thự này và xe đều không có phần của cậu, cậu bồi thường xong, đi ra khỏi nhà tôi. Nói xong, Tống Huyền Khanh khí thể hung hằng trở về phòng. Mặt lâm thanh diện đầy bất lực, không nghĩ tới sẽ xảy ra hiểu lầm như vậy, sớm biết ban đầu đã giải thích rõ ràng với hứa bích hoài rồi. Lúc Lâm Thanh Diện đang phiền não trong một quán cà phê ở Hồng Thành. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Huyên đang ngồi cùng nhau, vừa uống cà phê, vừa ăn đồ ăn vặt. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài khoảng thời gian này thật đúng là quá kiêu ngạo, nhất là Hứa Bích Hoài lại dám công khai thách thức ông nội, thật sự cho rằng nhà họ Hứa không có cô ta thì không xoay chuyển được sao, Hứa Bích Huyên lẩm bẩm. Nói đúng lắm, hai người bọn họ gần đây cố gây chú ý, tên phế vật Lâm Thanh Diện kia cũng không biết được vận cứt chó gì, lại được chủ nhân nhà họ cổ coi trọng như vậy, hứa trai hiệp cũng không phục nói. Em thấy ông nội không nên để hứa Bích Hoài làm giám đốc, bây giờ tốt rồi, mạch sống công ty bị hứa Bích Hoài lại đi, ông nội muốn đuổi cô ta đi cũng không được, hứa Bích Huyên đầy tức giận. Hứa trai hiệp đảo mắt, cười nói, thật ra thì cho dù hứa Bích Hoài làm giám đốc cũng không có việc gì, chỉ cần hạng mục này của cô ta không kinh doanh tiếp được, ông nội sẽ không giữ cô ta lại. Hạng mục của tập đoàn Thiên Dương phát triển tốt như vậy, sao có thể không kinh doanh được, hứa Bích Huyên mở miệng. Em đây không hiểu rồi, hạng mục này của tập đoàn Thiên Dương, cần số lượng lớn vật liệu xây dựng, chỉ có cung ứng vật liệu xây dựng lên, hạng mục này mới có thể vận hành bình thường. Trước mắt hạng mục này đều do nhà máy vật liệu xây dựng giang mã cung ứng, đây là nhà máy vật liệu xây dựng lớn nhất Hồng Thành, cũng chỉ có bọn họ có thể cung ứng vật liệu cho hạng mục này. Một khi nhà máy vật liệu xây dựng giang mã không cung cấp vật liệu cho hứa bích hoài nữa, Chức giám đốc này của hứa Bích Hoài cũng làm không nổi nữa. Hứa trai hiệp cười khẩy giải thích. Hứa Bích Huyên hơi nghỉ ngờ, hỏi, nhưng mà, nhà máy vật liệu xây dựng giang mã hẳn sẽ không ngừng cung ứng vật liệu chứ? Hứa trai hiệp cười đắc ý, nói anh đã nói chuyện với mã nghiễm tài, ông chủ của nhà máy vật liệu xây dựng giang mã rồi, ông ta đồng ý hợp tác với tôi, ngừng cung ứng vật liệu xây dựng cho hứa Bích Hoài, đến lúc đó hạng mục duy trì không nổi. Anh lấy vật liệu xây dựng đi tìm ông nội, hạng mục này khẳng định trở thành của anh, mà anh cũng chỉ cần chia lợi nhuận cho mã nhiễm tài là được, chương 155, hứa cha hiệp nham hiểm. Nghe hứa cha hiệp nói xong, trên mặt hứa bích huyên lộ ra vẻ bội phục. Không hổ là anh trai hiệp, như vậy xem ra, hứa bích hoài cũng không đắc ý được bao lâu nữa, hứa bích huyên cười. Đó là đương nhiên, công ty nhà họ hứa, anh nói mới tính, cô ta là cái thứ gì, còn dám tranh gia sản với anh, hứa cha hiệp lạnh lùng nói. Đúng rồi, mã nghiêm tài này là một tên háo sắc, lần này ông ta chịu đồng ý anh, cũng là vì anh nói với ông ta có thể dùng chuyện này uy hiếp hứa bích hoài, để hứa bích hoài lên giường với ông ta, chờ ông ta chơi hứa bích hoài xong, lại giao hạng mục đó cho anh, hứa bích hoài hoàn toàn coi như xong đời, hứa trai hiệp nói tiếp. Hứa bích huyên cũng cười theo, cô ta vô cùng vui sướng khi thấy thảm cảnh lúc đó của hứa bích hoài. Anh trai hiệp, kế hoạch này của anh thật sự là quá lợi hại, ngay cả em cũng bội phục anh, hứa Bích Huyên mở miệng cười, sau đó từ trong túi sách mình lấy ra một cái gương nhỏ, trang điểm lại. Hứa trai hiệp nhìn cái túi và son môi của hứa Bích Huyên nói, gần đây cuộc sống của em rất thoải mái nha, túi này cũng phải 60 triệu một cái, son môi này cũng là phiên bản giới hạn. Ai à bình thường thôi mà, túi và son môi như thế, trong nhà em còn một đống lớn cơ, hứa Bích Huyên cười nói. Hứa trai hiệp lập tức trợn mắt, hỏi em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hứa bích huyên cười hắc hắc nói em lấy đồ cổ nhà họ lâm lúc đó đưa tới bán một món nói anh nghe đồ cổ kia thật đúng là đáng tiền em cũng không nghĩ tới có thể bán được nhiều tiền như vậy đấy em lại bán đồ cổ của ông nội hứa trai hiệp hét lên một tiếng bộ dạng của hứa bích huyên như không có gì nói những đồ cổ kia vốn chính là tặng cho em em lấy bán một món thì thế nào dù sao sớm muộn em cũng gả đến nhà họ lâm không bằng bây giờ hưởng phúc trước, sau này gả đến nhà người ta, đỡ bị người ta nói em nghèo kiết xác." Hứa trai hiệp bội phục nhìn Hứa Bích Uyên, cười nói, "Nói cũng đúng, những thứ đó sớm muộn cũng là của em." "Tiểu Uyên, em bán đồ cổ được bao nhiêu tiền, có thể chia cho anh chút không? Gần đây anh hơi eo hẹp." "Không thành vấn đề, em bán một bình bạch ngọc, bán được 24 tỷ, có điều sắp bị em xài hết rồi, em định khoảng thời gian này bán cái tượng gỗ kia đi, em có người quen." người kia ra giá 30 tỷ đấy, hứa Bích Huyên hưng phấn nói. Cặp mắt hứa trai hiệp cũng sáng lên, nói, lợi hại, đến lúc đó anh cùng đi với em. Hứa Bích Huyên gật đầu, cũng không từ chối. Hứa Bích Huyên cũng không biết, bình bạch ngọc cô ta bán đi đó, có giá 300 tỷ trở lên, mà cái tượng gỗ đó giá trị còn cao hơn. Người mua đồ cổ thấy cô ta không biết hàng, ra sức gài bẫy cô ta. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện canh ở cửa phòng hứa Bích Hoài, Chờ cô ra giải thích chuyện Mãn Thiên Tinh. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, con mắt hứa Bích Hoài sưng đỏ, sắc mặt u ám đi ra từ bên trong. Sau khi cô thấy Lâm Thanh Diện đứng ở cửa, cũng không kinh ngạc, định vòng qua Lâm Thanh Diện, đi xuống lầu rửa mặt. Lâm Thanh Diện thấy bộ dạng này của hứa Bích Hoài, mặt cực kỳ đau lòng, đưa tay nắm lấy bả vai cô. "Bích Hoài, hôm qua anh tới Mãn Thiên Tinh, thật sự là đi tìm bạn xử lý chuyện, nếu như em không tin" anh có thể bảo bạn anh tới, chúng ta gặp mặt đối chất, Lâm Thanh diện giải thích. Không cần, Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói. Lâm Thanh không nghĩ tới thái độ Hứa Bích Hoài sẽ lạnh nhạt như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh. Em không tin anh sao? Lâm Thanh diện hỏi. Hứa Bích Hoài cười một chút, không có bất kỳ biểu cảm gì. Có tin hay không anh cũng không coi ra gì, tôi muốn đi rửa mặt, nếu không chờ lát nữa sẽ đi làm trễ, Hứa Bích Hoài mở miệng Lâm Thanh Diện nhíu mày, theo lý thuyết anh chỉ tới Mãn Thiên Tinh một lần, chắc hẳn không gây ra ảnh hưởng lớn như vậy với Hứa Bích Hoài, chẳng lẽ Hứa Bích Hoài biến thành như vậy còn có nguyên nhân khác. Có điều anh suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được còn có nguyên nhân gì khác có thể khiến Hứa Bích Hoài trở nên như vậy. Hứa Bích Hoài không để ý tới Lâm Thanh Diện nữa, đi xuống lầu rửa mặt, lúc ăn điểm tâm, cô nhận được một cú điện thoại, sắc mặt vốn tái nhợt trở nên càng thêm khó coi. Mẹ mọi người ăn trước đi công ty có việc gấp con qua đó một chuyển cô đứng dậy cầm một cái áo khoác ra khỏi nhà con gái chuyện gì gấp như vậy chúng ta hôm nay còn phải nói chuyện ly hôn với lâm thanh diện tống huyền khanh lập tức mở miệng hứa bích hoài cũng không để ý tới bà lâm thanh diện nghĩ có cần cùng tới công ty với hứa bích hoài hay không lúc này tông huyền khanh đi tới trước mặt anh nói công ty bích hoài có chuyện thủ tục ly hôn của hai đứa có thể làm trễ chút có điều cậu phải đưa 30 tỷ tới cho tôi trước. Mẹ, mẹ đừng ẩm ý nữa, Bích Hoài sẽ không ly hôn với con, Lâm Thanh Diện hết lời, đến lúc này rồi, Tống Huyền Khanh vẫn suy nghĩ đến hố tiền của anh. Ai nói sẽ không, ngày hôm qua Bích Hoài chính miệng nói với tôi, nói cậu vượt tường sau lưng con bé, con bé không có cách nào tiếp tục với cậu, 30 tỷ kia là tiền tổn thất tinh thần cho con gái tôi, Tống Huyền Khanh ra vẻ lý lẽ nói. Vượt tường, Lâm Thanh Diện ngây ra, ngay sau đó nhớ lại tấm hình lục thiên điệp chụp lén kia. Chẳng lẽ lục thiên điệp thật sự đưa tấm hình kia cho hứa bích hoài xem? Nếu quả thật là như vậy, thì có thể giải thích được phản ứng của hứa bích hoài tại sao lại lớn như vậy. Trong lòng anh thâm măng một tiếng, cũng không tiếp tục phản ứng lại với Tống Huyền Khanh, lập tức rời biệt thự. Tống Huyền Khanh tức giận mắng to, cái tên khốn nhà cậu, nghe thấy tôi đòi tiền còn dám chạy, tôi biết ngay cậu không bỏ được 30 tỷ cho con gái tôi mà. Lúc này Tống Huy đi ra, nghe được câu sau của Tông Huyền Khanh, nói cô, cô đây là coi thường anh rể cháu, 30 tỷ đối với anh ấy mà nói căn bản không phải chuyện lớn gì. Tống Huyền Khanh bĩu môi, nói chỉ bằng cậu ta. Đừng đùa nữa, một tên phế vật như cậu ta, 30 tỷ quả thật là muốn mạng cậu ta. Cô, anh rể cháu nếu ngay cả 30 tỷ cũng không có, sao anh ấy có thể mua được biệt thự này, Tống Huy cười nói. Tống Huyền Khanh suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, có điều trước giờ bà không cảm thấy tiền của Lâm Thanh Diện là anh tự kiếm, vẫn luôn nghi ngờ tiền của Lâm Thanh Diện là của bà cụ năm đó cho. Tiền mua biệt thự cũng không phải của cậu ta, đó đều là bà cụ hứa cho, không được, sau này cô nhất định phải để cậu ta lấy 30 tỷ ra, không biết bà cụ cho cậu ta bao nhiêu tiền rồi, Tống Huyền Khanh lẩm bẩm. Hứa Bích Hoài đi thẳng đến công ty, vừa rồi thư ký gọi điện thoại cho cô, nói quản đốc của nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã có việc gấp tìm cô, bảo cô mau chạy tới đây. Sau khi đến phòng làm việc, Hứa Bích Hoài thấy Mã Nghiêm Tài đã ở trong phòng làm việc chờ rồi. Mã Nghiêm Tài hơn 40 tuổi, mặc dù vẫn là trung niên, có điều tóc đã bạc trắng hơn một nửa. Ông ta chính là ba của Mã Địch, chuyện hôm qua Mã Địch thua mất nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã cũng không nói cho ông ta, nếu ông ta biết, khẳng định sẽ đánh gãy chân Mã Địch, cho nên Mã Địch muốn kéo dài. Cho tới bây giờ, Mã Nghiêm Tài vẫn tưởng rằng nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã là tài sản của ông ta cho nên mới tới đây nói điều kiện với Hứa Bích Hoài. Quản đốc Mã, để ông đợi lâu rồi, ông mau ngồi, để tôi bảo bọn họ đi rót trà cho ông." Hứa Bích Hoài nói. Mã Nghiễm Tài cười một tiếng, đi tới đóng cửa phòng làm việc lại, nói, "Uống trà thì không cần, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, tôi đến tìm cô là muốn nói với cô chuyện vật liệu xây dựng." Hứa Bích Hoài thấy Mã Nghiễm Tài đóng cửa lại, trong lòng hơi không thoải mái. Quản đốc Mã hợp tác giữa chúng ta vẫn luôn rất vui vẻ không biết quản đốc mã muốn nói chuyện gì hứa bích hoài hỏi gần đây tôi mới biết các người lấy vật liệu ở chỗ chúng tôi là cung ứng cho hạng mục của tập đoàn thiên dương hạng mục này tôi có nghe nói rất kiếm được tiền giám đốc hứa e là vơ vét được không ít ở trong đó cô cũng biết dưới tay tôi không chỉ có một nhà máy giang mã ở dưới còn có rất nhiều người phải nuôi cho nên giám đốc hứa có phải nên tăng giá cho tôi hay không để tôi cũng kiếm chút đỉnh mã nghiễm tài mở miệng hứa bích hoài nhíu mày không nghĩ tới mã nghiễm tài là tới tăng giá quản đốc mã ông cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty khác cũng là giá này muốn tăng giá hẳn phải thống nhất cùng tăng chứ tại sao chỉ đơn độc tăng với công ty chúng tôi hứa bích hoài hỏi mã nghiễm tài đi tới trước mặt hứa bích hoài nói tôi không phải đã nói sao hạng mục này của các người kiểm được tiền tôi cũng muốn kiếm chút đỉnh vậy ông muốn tăng bao nhiêu Hứa Bích Hoài hỏi, vật liệu xây dựng là bộ phận mấu chốt trong hạng mục này của Tập đoàn Thiên Dương, nếu như vật liệu xây dựng không giải quyết được, một loạt công việc khác đều không thể tiến hành. Cho nên hứa Bích Hoài bây giờ không hy vọng bên vật liệu xây dựng xảy ra vấn đề gì, mã nghiễm tài khẳng định cũng là nhìn trúng điểm này mới đến tăng giá với cô. Nếu như mã nghiễm tài đề xuất giá cả hợp lý, coi như cho bọn họ chút lợi ích cũng không thành vấn đề. Tăng gấp đôi đi, mã nghiễm tài cười nói ông ta tới đây căn bản không phải tới tăng giá mà là theo như hứa trai hiệp nói tới làm khó hứa bích hoài ông ta đương nhiên thèm thuồng sắc đẹp của hứa bích hoài nếu như hứa bích hoài chịu hy sinh vì công ty thì ông ta được lợi rồi sắc mặt hứa bích hoài lập tức thay đổi nói quản đốc mã ông đừng nói đùa tăng gấp đôi công ty chúng tôi căn bản không thể vận hành tiếp được dáng vẻ mã nghiêm tài không coi ra gì nói giá cả tăng gấp đôi đối với các người mà nói cũng chỉ là lợi ít một chút mà thôi, tôi nghĩ giám đốc hứa hẳn có thể chấp nhận chứ. Không thể nào, yêu cầu này của ông thật quá đáng, sắc mặt hứa bích hoài khó coi nói. Cô vốn bị chuyện của Lâm Thanh Diện làm tâm phiên ý loạn rồi, không nghĩ tới bây giờ công ty lại gặp phải loại chuyện này, cô đương nhiên càng khó chịu. Mã nghiễm tài cười một tiếng, nói, giám đốc hứa nếu như không muốn tăng gấp đôi, tôi còn có một cách khác, chỉ cần cô có thể đồng ý tôi, tôi cũng không tăng giá với cô nữa. Cách gì? Hứa Bích Hoài hỏi. Mã nghiễm tài đi về phía hứa Bích Hoài, đưa tay giữ cầm cô, cười nói, cô xinh đẹp như vậy, gả cho tên phế vật kia thật là đáng tiếc. Nếu như cô chịu bôi tôi ngủ một đêm, tôi bảo đảm không tăng giá với cô nữa, thế nào? Hứa Bích Hoài lập tức lui về phía sau, cau mày nhìn mã nghiễm tài. Quản đốc mã, xin ông tự trọng, ở đây là công ty chúng tôi, hứa Bích Hoài mở miệng. Ô, chẳng lẽ ý cô là, chỉ cần không ở công ty các người là được vậy chúng ta bây giờ lập tức đi thuê phòng mã nghiễm tài cười nói ông đừng hiểu lầm tôi không phải có ý này yêu cầu này của ông tôi không thể đồng ý trong lòng hứa bích hoài dâng lên một tia lửa giận cô làm sao cũng không nghĩ tới mã nghiễm tài nhìn rất đàng hoàng vậy mà sẽ lại nói loại chuyện này với cô nếu không đồng ý bây giờ tôi sẽ ngừng cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty các người đến lúc đó hạng mục tiến hành không được các người sẽ chịu bao nhiêu tổn thất?" Trong lòng cô chắc hiểu rõ, Mã Nghiễm Tài uy hiếp nói. "Mã Nghiễm Tài, ông đừng quá đáng." Hứa Bích hoài hét về phía Mã Nghiễm Tài. "Cái này rất quá đáng sao? Tôi đây cũng chỉ là giúp cô thôi, tôi nghe nói cô gả cho tên phế vật Lâm Thanh Diện kia, cậu ta cho tới bây giờ chưa từng chạm vào cô, điều này đối với một người phụ nữ mà nói, chẳng lẽ không phải là sỉ nhục sao? Tên oát con vô dụng đó không thể thỏa mãn cô, tôi tới thỏa mãn hơn nữa còn không làm ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta, đây không phải là chuyện vẹn cả đôi đường sao, mã nghiếm tài mở miệng. Nghe thấy mã nghiếm tài nói cái này, hứa bích hoài lập tức cắn môi, tâm tình trong lòng trở nên phức tạp. Chuyện nhà tôi không cần ông lo, nếu như ông còn gây sự vô lý, tôi gọi bảo vệ tới ngay, hứa bích hoài tức giận nói. Nghe ý này của cô, tên phế vật lâm thanh diện kia thật sự không chạm qua cô à, chật chật chật, đúng là đáng thương mà, không bằng cô theo tôi đi, Tôi bảo đảm sẽ để cho cô thoải mái." Mã Nghiễm Tài mặt đầy thô bỉ, đưa tay sờ lên mặt Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài hất tay ra, bóp một tiếng kéo tay Mã Nghiễm Tài ra. "Ông đừng tưởng rằng không có nhà máy của ông thì hạng mục của tôi không tiến hành được, loại người đồi bại như ông, ban đầu tôi không nên hợp tác mới phải." Hứa Bích Hoài mắng chửi. Mã Nghiễm Tài trợn mắt nhìn Hứa Bích Hoài, nói, "Không biết phải trái, vậy tôi ngược lại muốn nhìn xem, không có nhà máy của tôi?" Hạng mục của các người phải tiếp tục thế nào?" Nói xong, Mã Nghiễm Tài xoay người đập cửa đi ra ngoài. Hứa Bích Hoài ngồi vào trước bàn làm việc, nằm trên bàn ấm ức khóc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 156, gì không có tư cách nói cô ấy như vậy. Sau khi Lâm Thanh diện ra khỏi biệt thự thì gọi cho Lý Huỳnh Thái, hỏi anh ta Lục Thiên Điệp sống ở đâu. Tối qua Lý Huỳnh Thái đã theo Lục Thiên Điệp về nhà nên biết cô ấy sống ở đâu. Lý Huỳnh Thái nói địa chỉ nhà Lục Thiên Điệp cho Lâm Thanh Diện, anh lập tức bắt taxi tới đó. Nếu Lục Thiên Điệp thật sự đưa ảnh cho Hứa Bích Hoài thì sẽ hiểu lầm lớn, chẳng trách tâm trạng của Hứa Bích Hoài lại thay đổi nhiều như vậy. Chuyện này nhất định phải để Lục Thiên Điệp giải thích rõ ràng, nếu không e rằng cả đời này Hứa Bích Hoài cũng không tha thứ cho anh. Khi đến cổng khu chung cư Lục Thiên Điệp sống, Lâm Thanh Diện bước ra khỏi taxi, anh thấy một chiếc ô tô sang trọng đang đậu bên lề đường, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hình như lần trước khi gặp Lạc Tâm anh cũng đã thấy nó, nhưng lúc đó anh không nhìn kỹ, không biết có phải cùng một xe hay không. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thanh Diện đi thẳng vào khu chung cư, đến dưới tòa nhà mà Lý Huỳnh Thái nói. Ban đầu anh định đi vào, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy vài người đang đứng ở cửa tòa nhà, hai người trong số họ là Lạc Tâm và Lục Thiên Điệp. Mà hai người còn lại là vệ sĩ của Lạc Tâm. Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi sao Lạc Tâm lại ở cùng với Lục Thiên Điệp. Anh lặng lẽ tiến lại gần, muốn nghe xem hai người đang nói gì. Tôi đã đưa bức ảnh cho Bích Hoài xem, hơn nữa còn nói dối cô ấy rằng mình đã quan hệ với Lâm Thanh Diện. Có vẻ Bích Hoài rất đau lòng, tôi cảm thấy làm như vậy cực kỳ có lỗi với cô ấy lúc thiên điệp cắn môi mói. Lạc tâm đưa tay ra vỗ vai lục thiên điệp, cô phải biết bản thân mãi mãi chỉ là bản thân, cô ấy không thể ở bên cô cả đời. Nếu cô muốn đến với Lâm Thanh Diện thì đừng nghĩ đến việc làm vậy là có lỗi với người khác hay không chỉ khi nào lâm thanh diện và hứa bích hoài xa nhau cô mới có cơ hội có được lâm thanh diện lục thiên điệp gật đầu sở dĩ cô đưa tấm ảnh cho hứa bích hoài xem đương nhiên cũng là vì nghe lời lạc tâm nhưng cho dù bích hoài thật sự vì chuyện này mà ly hôn với lâm thanh diện thì tôi phải làm sao mới có thể khiến anh ấy chấp nhận mình lục thiên điệp lại hỏi lạc tâm dừng lại một chút rồi nói điều này cô không cần lo đợi hai người họ ly hôn rồi tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người Tôi là dì út của Lâm Thanh Diện, đương nhiên hy vọng cậu ấy có thể tìm được một người vợ tốt, tôi cảm thấy cô tốt hơn Hứa Bích Hoài nhiều. Trên thực tế, mục đích thật sự của Lạc Tâm là khiến Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn, như vậy khi Lâm Thanh Diện nản lòng thoái chí mới có thể theo cô ta về kinh đô. Còn Lục Thiên Điệp chỉ là một công cụ để cô ta lợi dụng mà thôi, đợi khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn, cô ta sẽ đá Lục Thiên Điệp sang một bên, người sống ở nơi nhỏ bé như này không đáng để Lạc Tâm thương xót. Cô đừng nói như vậy, Bích Hoài cũng là một cô gái tốt, nếu không phải chúng tôi đều yêu Lâm Thanh Diện thì cả đời này tôi sẽ là chị em tốt với cô ấy, Lục Thiên Điệp bất đắc dĩ nói. Lạc Tâm bĩu môi, không để cả hai người vào mắt. Mấy ngày tới cô cứ lượn lờ trước mặt hứa Bích Hoài cho tôi, dù không nói chuyện với cô ta thì cũng phải để cô ta nhìn thấy cô. Nếu cô ta hỏi thì cô cứ nói đến tìm Lâm Thanh Diện, như vậy sẽ càng làm cho cô ta lo lắng và nhanh chóng ly hôn với Lâm Thanh Diện. Lạc Tâm lại nói lục thiên điệp gật đầu cô khá bị thuyết phục bởi những lời này của lạc tâm người phụ nữ này mang lại cho cô cảm giác vô cùng mạnh mẽ khiến cô không có lý do gì để không tin cô ta lâm thanh diện nghe thấy cuộc đối thoại của hai người trong lòng chợt dâng lên ngọn lửa giận anh không ngờ chuyện này lại là kế hoạch trong bóng tối của lạc tâm lục thiên điệp có thể không biết lạc tâm đang lợi dụng mình nhưng lâm thanh diện chỉ liếc mắt đã nhận ra dù sao mục đích lạc tâm đến hồng thành lần này là đưa anh về kinh đô hơn nữa với sự kiêu ngạo của Lạc Tâm thì sao có thể coi trọng người sống ở nơi nhỏ bé thế này. Có bức ảnh đó, dù Lâm Thanh Diện có giải thích thế nào thì Hứa Bích Hoài cũng sẽ không tin anh, hơn nữa còn có Tống Huyền Khanh ở bên cạnh thêm dầu vào lửa thì e rằng rất có khả năng Hứa Bích Hoài sẽ đề nghị ly hôn với Lâm Thanh Diện. Khi đó dù Lâm Thanh Diện xoay chuyển trời đất thì cũng không có cách nào thay đổi được ý nghĩ của Hứa Bích Hoài. Có lẽ Lạc Tâm chỉ tính đúng một điểm này nên mới lợi dụng Lục Thiên Điệp. Nếu hôm nay Lâm Thanh Diện không tình cờ thấy cảnh tượng này thì e rằng cho đến khi hứa Bích Hoài đề nghị ly hôn, anh cũng không biết chuyện này có liên quan đến lạc tâm. Được rồi, đừng ái náy nữa, muốn có được thứ gì thì nhất định phải mất đi một vài thứ, cô cũng vì hạnh phúc của mình thôi nên không có gì sai cả. Lạc tâm an ủi lục thiên điệp sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện bước tới, đứng phía sau lạc tâm, lạnh lùng nói, tôi thấy người không cần phải cảm thấy ái náy là gì mới đúng đấy lạc tâm gì đúng thật là tâm cơ vì ép tôi trở về với gì mà ngay cả cách này cũng dùng lạc tâm giật nảy mình không ngờ lâm thanh diện lại xuất hiện ở đây hai vệ sĩ của cô ta lập tức đứng chắn trước người cô ta trợn mắt nhìn chằm chằm lâm thanh diện lâm thanh diện sao cậu lại ở đây lạc tâm hoảng sợ hỏi lục thiên điệp cũng nhìn lâm thanh diện đầy thắc mắc tự hỏi vì sao anh lại xuất hiện trong khu chung cư nhà mình nếu tôi không tới đây e rằng sẽ bị các người dắt mũi mãi lạc tâm dì thật sự lợi hại lại muốn ép bích hoài ly hôn với tôi dì cho rằng như vậy thì tôi sẽ về với dì sao lâm thanh diện lạnh giọng nói cậu cậu nghe thấy hết rồi vẻ mặt lạc tâm trở nên phức tạp lục thiên điệp lo lắng lâm thanh diện đã biết chuyện này rồi vậy thì dù cô có cố gắng thế nào đi nữa anh cũng sẽ không tha thứ cho cô lâm thanh diện chuyện không phải như anh nghĩ đâu dì út của anh cũng chỉ là thấy tôi đáng thương nên mới muốn giúp tôi thôi lục thiên điệp vội nói lâm thanh diện cong môi nói đừng ngây thơ nữa loại phụ nữ rắn dết như dì ta sẽ không thương hại cô đâu dì ta chỉ đang lợi dụng cô thôi sao sao có thể lục thiên điệp không thể tin được dì ta là người của nhà họ lâm ở kinh đô cô cho rằng dì ta sẽ có lòng tốt đặc biệt chạy tới đây giúp cô sao trong mắt dì ta có lẽ cô còn chẳng bằng một con kiến dì ta giúp cô ép Bích Hoài ly hôn với tôi chẳng qua là muốn đưa tôi về kinh đô thôi, Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp lập tức mở to mắt, kinh ngạc nhìn Lạc Tâm, lẩm bẩm nhà họ Lâm. Ở kinh đô, vậy anh cũng là người nhà họ Lâm. Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm rồi, khi ấy chính người phụ nữ này đã bày mưu tính kế để đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lâm. Nếu cô thật sự tin gì ta thì cô chỉ có thể mặc cho gì ta thao túng thôi. Lâm Thanh Diện quay đầu tôi nói đúng chứ, Lạc Tâm. Sắc mặt Lạc Tâm trở nên rất khó coi, cô ta không phải kiểu người thích tranh luận, biết chuyện này không thể che giấu được nữa, cô ta sẽ không lãng phí sức lực để tranh luận. "Đúng thì sao, Lâm Thanh Diện, cho dù tôi lợi dụng cô ta thì cũng là do cậu gây ra, nếu cậu chịu ngoan ngoãn trở về cùng tôi thì sao tôi phải dùng tới cách này?" Lạc Tâm lạnh giọng nói. Lục Thiên Điệp nghe Lạc Tâm thừa nhận thì cơ thể lập tức cứng đờ, không ngờ mình lại trở thành quân cờ trong tay người khác, hơn nữa người bị hại còn là chị em tốt nhất của mình. Tôi, tôi thật sự đã làm sai rồi sao? Lục Thiên Điệp lẩm bẩm một mình, cả người trở nên nhẹ tinh. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lạc Tâm, trong mắt hiện lên một tia sát ý, Lạc Tâm, lẽ nào gì vẫn cho rằng tôi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời gì sao? Cảm nhận được luồng sát khí trên người Lâm Thanh Diện, Lạc Tâm cũng giật mình. Nhưng trong ấn tượng của cô ta, Lâm Thanh Diện không có gì đặc biệt, hơn nữa anh còn là đưa con trai bị gia đình bỏ rơi, không khác gì một kẻ rác rưởi vô dụng, dù cho có chút thành tựu gì ở Hồng Thành thì vẫn chưa đáng để cô ta quan tâm. Lâm Thanh Diện, đừng tưởng thành lập một công ty ở nơi nhỏ bé như Hồng Thành là có tư cách nói chuyện với tôi như thế. Bây giờ tôi đang lịch sự mời cậu về là nể mặt cậu, nếu không đừng trách tôi trở mặt, lạc tâm khinh thường nói. Ha ha, chỉ sợ gì còn không có cơ hội lật mặt, không sợ tôi sẽ cho gì chết ở chỗ này sao? Lâm Thanh Diện chế nhạo. Hồng Thành quả thực là một nơi nhỏ, nhưng điều này không có nghĩa là lâm thanh diện sợ lạc tâm sau mấy năm im hơi lặng tiếng lâm thanh diện cũng không chỉ đơn giản là mở một công ty nhỏ lạc tâm bĩu môi lâm thanh diện lẽ nào cậu không nhìn thấy hai vệ sĩ trước mặt tôi sao bọn họ có thể không mạnh bằng sở vân nhưng quá thừa để đối phó với cậu cậu nên biết vệ sĩ nhà họ lâm rất đáng sợ năm đó cậu bị đuổi ra khỏi nhà họ lâm chắc cũng được họ chăm sóc tận tình nhỉ mắt lâm thanh diện nheo lại hai vệ sĩ đều không có ý tốt mà nhìn chằm chằm vào anh, trên mặt là nụ cười khẩy. Năm đó là năm đó, tôi của bây giờ đã không còn là con sâu đáng thương mặc cho gì thao túng nữa rồi. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Diện đã ra tay, tấn công trực diện vào bộ phận trí mạng của hai vệ sĩ. Phản ứng của hai tên vệ sĩ cũng không chậm, thấy Lâm Thanh Diện chủ động ra tay thì lập tức hừ lạnh, đánh gọng kìm trái phải muốn đè Lâm Thanh Diện xuống đất. Không biết tự lượng sức mình, Lạc Tâm không cho rằng Lâm Thanh Diện là đối thủ của hai vệ sĩ này, cảm thấy Lâm Thanh Diện chủ động ra tay chính là tự tìm chết. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, cô ta đã phải tròn mắt kinh ngạc. Hai vệ sĩ không hạ được Lâm Thanh Diện mà anh lại còn dễ dàng tránh được đòn tấn công của họ, sau đó đá vào mặt của vệ sĩ bên trái. Người của tên vệ sĩ đó lập tức xoay 360 độ rồi nặng nề ngã xuống đất. Lâm Thanh Diện nhân cơ hội giẫm gãy cánh tay hắn vệ sĩ còn lại thấy vậy thì định cứu người ngã trên đất kia nhưng lâm thanh diện không cho hắn cơ hội đó khi hắn tới thì anh đã ra phía sau đá mạnh vào bắp chân và mắt cá chân người đó một tiếng rác vang lên chỉ trong thời gian vài nhịp thở hai vệ sĩ đã không còn sức chiến đấu ngã xuống đất và kêu la đau đớn lạc tâm trợn mắt há mồm nhìn cảnh này hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại lâm thanh diện đi về phía lạc tâm hỏi bây giờ gì vẫn cảm thấy tôi không biết tự lượng sức sao lạc tâm lập tức lùi lại hai bước cô ta vẫn luôn bình tĩnh lúc này cũng bắt đầu hoảng sợ cậu cậu đừng tưởng giải quyết được hai tên vệ sĩ của tôi là có thể làm tôi sợ thực lực của nhà họ lâm thế nào trong lòng cậu rõ nhất nếu cậu thật sự dám động vào tôi chỉ tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu hơn nữa không chỉ có cậu mà vợ cậu và những người xung quanh cậu cũng sẽ gặp nạn lạc tâm nói lâm thanh diện cười lạc tâm không ngờ gì cũng có lúc sợ hãi đấy năm đó khi đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lâm cũng chưa bao giờ thấy gì hoảng sợ như vậy. Lạc tâm nuốt nước, nước bọt, năm đó ở địa bàn nhà họ Lâm nên đương nhiên cô ta không sợ, nhưng bây giờ ở Hồng Thành, hai vệ sĩ của cô ta đã bị xử lý, cái gọi là rồng mạnh không chân áp được rắn, cô ta sợ cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Thanh Diện, tôi muốn đưa cậu là về để cậu kế thừa gia sản nhà họ Lâm, sao cậu lại không biết tốt xấu như vậy? Lạc tâm lại nói, kế thừa gia sản, nếu thật sự để tôi kế thừa gia sản thì sao gì lại nói chuyện cùng tôi với thái độ này? Lâm Thanh Diện hỏi, tôi quen rồi, thế nào, lẽ nào cậu còn muốn tôi phải khom lưng uốn gối trước cậu? Vẻ mặt lạc tâm âm trầm, ha ha, không cần phải vậy, đời này gì thật sự đã kiêu ngạo quen rồi, nhất thời sẽ không thay đổi được. Nhưng dù có kiêu ngạo hơn nữa thì gì cũng không nên ép Bích Hoài ly hôn với tôi, vẻ mặt Lâm Thanh Diện dần thay đổi trở nên lạnh băng. Hứa Bích Hoài có gì tốt, cô ta chỉ là người của một gia đình hạng hai ở nơi nhỏ bé này. Một người phụ nữ như vậy, khi nào về tôi có thể tìm cho cậu cả trăm người, người như thế thì có gì đáng để cậu phải lưu luyến. Lạc tâm khinh bỉ, lâm thanh diện giơ tay tát mạnh vào mặt lạc tâm. Chát, một tiếng, không khí xung quanh giường như đông cứng lại. Gì không có tư cách nói cô ấy như vậy, chương 157, lâm thanh diện được tha thứ. Lạc tâm che mặt, không thể tin được nhìn lâm thanh diện, cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Diện sẽ đánh mình. Lâm Thanh Diện, cậu điên rồi, cậu dám đánh tôi, sau khi phản ứng lại, lạc tâm hét vào mặt Lâm Thanh Diện. Đây là một bài học tôi dành cho gì, hy vọng gì có thể nhớ lấy, sau này đừng có ý đồ gì với Bích Hoài, nếu không dù gì có trốn về Kinh Đô, tôi cũng sẽ cho gì biết cái gì gọi là hối hận, Lâm Thanh Diện nói rất kiên định. Lạc tâm sững sờ, người từng bị cô ta dễ dàng đuổi đi năm đó, bây giờ lại dám đánh mình hơn nữa trong trường hợp này, cô ta hoàn toàn không thể đánh trả lại Lâm Thanh Diệt. Cả hai vệ sĩ của cô ta đều rơi vào tay Lâm Thanh Diệt, cô ta là phụ nữ thì sao có thể đánh lại được anh? Dì có nghe thấy tôi nói gì không? Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Trong giọng anh vẫn mang theo sát khí, dường như chỉ cần lạc tâm nói một chữ, không, thì anh sẽ lập tức giải quyết cô ta. Nỗi sợ hãi trong lòng lạc tâm đã lan rộng, cô ta không thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh trước mặt Lâm Thanh Diện, vô thức gật đầu nói tôi biết biết rồi thấy lạc tâm trả lời như vậy lâm thanh diện mới thu lại khí thế rồi xoay người nhìn sang lục thiên điệp lục thiên điệp vẫn đang chìm đắm trong cú sốc chưa hoàn hồn lại vừa rồi lâm thanh diện dạy dỗ hai tên vệ sĩ còn ra tay đánh lạc tâm khiển lòng cô càng thêm chấn động vừa nãy lạc tâm đã nói rồi cô ta là người của nhà họ lâm ở kinh thành chỉ một cái danh này thôi cũng đã có thể bóp nghẹt lục thiên điệp nhưng lâm thanh diện lại ra tay đánh lạc tâm nói lên anh không hề đặt nhà họ lâm vào trong mắt đây thật sự là lâm thanh diện bị mọi người chê cười là phế vật sao suy nghĩ của lục thiên điệp rất phức tạp cuối cùng cô cũng hiểu vì sao lâm thanh diện lại có sức hút lớn với mình đến vậy người đàn ông này vốn đã rất xuất sắc cho dù anh có khiêm tốn hơn nữa cũng vẫn vô cùng hấp dẫn người khác tôi có thể nói rõ ràng với cô cho dù cô thật sự dùng cách này để ép Bích Hoài ly hôn với tôi thì tôi cũng sẽ không có ý nghĩ gì với cô. Hơn nữa hành vi của cô khiến tôi cảm thấy buôn nôn, cô còn mất đi người bạn tốt nhất là Bích Hoài, cô cảm thấy làm vậy có đáng không? Lâm Thanh Diện hỏi. Lục Thiên Điệp lập tức tự trách mình, cô thật sự đã bị lạc tâm mê hoặc nên mới làm chuyện này, bây giờ nghĩ lại, làm vậy không tốt cho cả mình và hứa Bích Hoài. Quan trọng nhất là Lâm Thanh Diện ghét người mưu mô, Bây giờ như vậy cô đã trở thành người mà Lâm Thanh Diện ghét. Lâm Thanh Diện, tôi biết sai rồi, tôi không nên làm như vậy, anh có thể tha thứ cho tôi không? Tôi đảm bảo sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, anh đừng vì chuyện này mà ghét tôi có được không? Lục Thiên Điệp cầu xin. Người cô cần xin lỗi không phải tôi mà là Bích Hoài. Bây giờ cô theo tôi đến gặp Bích Hoài, giải thích rõ ràng chuyện này với cô ấy. Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp gật đầu ngay lập tức và nói, "Tôi sẽ đi với anh, tôi sẽ xin lỗi Bích Hoài, sau này tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa." Hai người cùng rời khỏi khu chung cư, bắt taxi tới công ty hứa Bích Hoài. Lạc Tâm đứng yên tại chỗ, che mặt mình, hồi lâu vẫn không phản ứng lại. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới cúi đầu nhìn hai tên vệ sĩ trên mặt đất rồi đạp họ một phát. "Đồ vô dụng, hai người lại hại tôi bị Lâm Thanh diện đánh." Sau này không cần đi theo tôi nữa." Lạc Tâm tức giận thở hổn hển, gần như phát điên, nhưng lại không thể làm gì. "Lâm Thanh Diện, cánh cứng rồi phải không, nhưng cũng đừng có đắc ý, nhiệm vụ chính của tôi bây giờ là đưa cậu về kinh đô, đợi đến khi về kinh đô, cậu hãy cố mà chịu đựng." Văn phòng của Hứa Bích Hoài. Vì vừa mới khóc xong nên mắt Hứa Bích Hoài đỏ hoe, khuôn mặt xinh xắn cũng trở nên tiểu tuy. Cô đang xuất thần nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày qua, trước kia bị người khác bắt nạt cô còn có thể than thở với Lâm Thanh Diệt, chắc chắn anh sẽ giúp cô. Bây giờ cô đột nhiên cảm thấy những việc Lâm Thanh Diệt làm cho cô đều là diễn kịch, cho nên cô không muốn nói cho anh những chuyện mà mình gặp phải. Hôm nay bị mã nghiễm tài bắt nạt, cô cảm thấy một mình thật sự quá khó khăn, và ý định ly hôn với Lâm Thanh Diệt đã nảy sinh trong lòng cô. Ít nhất sau khi ly hôn, cô sẽ không cần nghĩ rằng mình có một người đàn ông nhưng lại không thể dựa vào như vậy cô cũng không phải đau đớn thể này nhưng vừa nghĩ đến chuyện ly hôn hứa bích hoài lại cảm thấy đau lòng thậm chí cô còn cảm thấy lâm thanh diện cố ý làm chuyện này khi mà cô đã không thể sống thiếu anh nếu là trước kia hứa bích hoài sẽ không chút do so dự ly hôn với lâm thanh diện hơn nữa cũng không đau lòng mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm bây giờ cô lại không thể làm được mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng hứa bích hoài cảm thấy mình đã yêu lâm thanh diện đến mức không thể xa anh bảo cô rời xa lâm thanh diện vào lúc này thật sự là đang lóc thịt trên người cô khi hứa bích hoài đang suy nghĩ miên man đột nhiên có người gõ cửa văn phòng hứa bích hoài hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái rồi nói mời vào cửa văn phòng mở ra lâm thanh diện và lục thiên điệp bước vào hứa bích hoài nhất thời sửng sốt cô không ngờ lâm thanh diện và lục thiên điệp sẽ cùng nhau xuất hiện trước mặt mình lẽ nào hai người này cùng đến là để ngả bài với cô nỗi uất ức trong lòng hứa bích hoài lại trào dâng cô không ngờ lâm thanh diện và lục thiên điệp lại chủ động đến tìm mình cô cố gắng hết sức để kìm nén sự uất ức trong lòng hít một hơi thật sâu cô thầm nghĩ mình tuyệt đối không thể tỏ ra đau lòng trước mặt họ được không thể để lâm thanh diện ngả bài với cô cô phải đề nghị ly hôn với lâm thanh diện trước đã bích hoài chúng tớ có vài điều muốn nói với cậu, Lục Thiên Điệp ăn năn. Thấy Lục Thiên Điệp nói vậy, hứa Bích Hoài càng chắc chắn rằng hai người họ tới đây tìm cô ngả bài, nước mắt suýt thì tuôn rơi. Hai người tới đúng lúc lắm, tôi cũng có lời muốn nói với Lâm Thanh Diện, hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện nhìn hứa Bích Hoài nói, Bích Hoài, bọn anh đến. Hứa Bích Hoài ngắt lời anh, không cho anh cơ hội nói, Lâm Thanh Diện, ly hôn đi, chúc anh và Thiên Điệp hạnh phúc lâm thanh diện sướng sờ anh không ngờ hứa bích hoài lại thật sự muốn ly hôn với mình hơn nữa còn chúc anh với lục thiên điệp hạnh phúc may mà hôm nay anh đã biết được sự thật nếu không có lẽ hứa bích hoài sẽ thật sự ly hôn với lâm thanh diện anh rồi bích hoài em nghe anh không phải như em nghĩ đâu lâm thanh diện trở nên sốt ruột không phải như tôi nghĩ sao hai người đã như vậy rồi còn có gì để nói nữa lâm thanh diện coi như tôi mắt mù anh và thiên điệp đi đi sau này đừng để tôi gặp lại, nếu không tôi. Hứa Bích Hoài nói mãi nói mãi rồi bắt đầu khóc, cô thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh sẽ không đi với cô ấy, anh và cô ấy tới đây là để giải thích chuyện này với em, đây chỉ là hiểu lầm. Lâm Thanh Diện gần như phát điên, cũng chỉ khi đối mặt với Hứa Bích Hoài, anh mới trở nên như vậy. Có gì mà hiểu lầm, hai người đã đã lên giường rồi, đây cũng gọi là hiểu lầm sao? Hứa Bích Hoài càng khóc lớn hơn lục thiên điệp tiến lên một bước giải thích bích hoài chuyện này thật sự là một hiểu lầm bức ảnh đó là tớ cố ý chụp lâm thanh diện thật sự không có gì với tớ cả nghe lục thiên điệp nói vậy hứa bích hoài choáng váng nhưng sau đó lại nghĩ nếu lâm thanh diện không vào khách sạn với cô ấy thì sao cô ấy có cơ hội chụp được bức ảnh đó thiên điệp đừng nói dối tớ nếu anh ấy không vào khách sạn với cậu thì sao có được bức ảnh này có phải hai người muốn thông đồng lừa tớ không Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm hai người rồi nói. Lâm Thanh Diện đưa tay túm tóc mình, anh không ngờ Hứa Bích Hoài lại không tin, ước gì có thể cùng Lục Thiên Điệp đến bệnh viện kiểm tra, chứng minh mình không có quan hệ gì với cô ấy. "Bích Hoài, anh với cô ấy thật sự không làm gì cả, hôm đó cô ấy uống say, anh lại không biết cô ấy ở đâu đành phải đưa cô ấy vào khách sạn, mãi sau này anh mới biết có tấm hình này." Lâm Thanh Diện giải thích. Lục Thiên Điệp thấy Hứa Bích Hoài không tin thì hít sâu một hơi, nói: "Bích Hoài, cậu đừng lo lắng, tớ sẽ giải thích cho cậu chuyện này một lượt từ đầu đến cuối, nghe xong cậu sẽ biết tớ có nói dối cậu hay không. Mặc dù hứa Bích Hoài vẫn không tình nguyện nhưng cô cũng không từ chối. Lục Thiên Điệp lập tức kể lại câu chuyện, từ chuyện cô ấy thích Lâm Thanh Diện đến chuyện ngày hôm đó tới mãn thiên tinh uống rượu, sau đó lén chụp ảnh lại, rồi đến chuyện Lạc Tâm tới tìm, bảo cô ấy lấy bức ảnh này ra ép hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ly hôn cuối cùng nói rằng hôm nay lâm thanh diện đã nhìn thấu kế hoạch của cô ấy và lạc tâm bởi vì trước đó lâm thanh diện đã nói với lục thiên điệp bảo cô ấy đừng nói về thân phận của anh và lạc tâm nên lục thiên điệp không đề cập đến chuyện này sau khi hứa bích hoài nghe xong vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng đã không còn kích động như lúc nãy nữa lời hai người hai đều là thật hứa bích hoài hỏi nếu có nửa lời nói dối anh sẽ bị xét đánh lâm thanh diện thể thốt vậy vì sao anh lại đến mãn thiên tinh còn không phải vì hứa bích hoài lại nức nở anh đến mãn thiên tinh là để giúp bạn giải quyết một chuyện nếu em không tin thì anh có thể gọi họ tới đối chất lâm thanh diện giải thích bích hoài lâm thanh diện thật sự không lừa cậu anh ấy thậm chí đã đánh dị út của mình vì cậu còn từ chối vinh quang và sự giàu có chỉ để ở lại hồng thành với cậu lục thiên điệp nói hứa bích hoài hít sâu một hơi đã hơi tin tưởng lời hai người cô không ngờ Lâm Thanh Diện lại đánh dị út vì mình. Hứa Bích Hoài biết Lâm Thanh Diện có tiên, Lục Thiên Điệp nói Lâm Thanh Diện từ tài chối vinh quang và sự giàu có, Hứa Bích Hoài cũng không nghi ngờ gì. Anh gọi bạn tới để họ đối chất trực tiếp với em, Lâm Thanh Diện lấy điện thoại ra. Không cần, Hứa Bích Hoài nói. Vậy em quyết tâm ly hôn với anh sao? Lâm Thanh Diện thấp thỏm lo âu nhìn Hứa Bích Hoài. Tạm thời không ly hôn nữa, anh ra ngoài trước đi, em có lời muốn nói với Thiên Điệp, hứa Bích Hoài nói. Lúc này Lâm Thanh Diện mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu rồi ra khỏi văn phòng. Anh đứng ở cửa đợi rất lâu mới thấy Lục Thiên Điệp bước ra từ bên trong. "Sao rồi?" Lâm Thanh Diện lo lắng hỏi. Lục Thiên Điệp nhìn anh, thở dài. Lâm Thanh Diện lập tức sốt ruột, lo lắng hỏi, "Cô ấy vẫn không tin à?" Lục Thiên Điệp nở nụ cười khổ, "Đương nhiên là tin rồi, cô ấy quyết định tha thứ cho anh." vậy sao cô còn thở dài lâm thanh diện hỏi bích hoài tha thứ cho anh có nghĩa là cả đời này tôi cũng không còn cơ hội nữa rồi lục thiên điệp nói lâm thanh diện đột nhiên bừng tỉnh thì ra lục thiên điệp nghĩ như vậy bích hoài bảo anh về trước đi có chuyện gì thì tối nói sau lục thiên điệp nói thêm vẻ mặt hơi mất mát lâm thanh diện gật đầu ngay lập tức rời khỏi công ty với lục thiên điệp khi chào nhau Lâm Thanh Diện nói với Lục Thiên Điệp rằng cô ấy là một cô gái tốt, chỉ cần tìm kỹ thì nhất định sẽ tìm được người phù hợp với Minh. Lục Thiên Điệp chỉ gật đầu, cũng không biết có nghe hay không. Đến tối, Lâm Thanh Diện nấu một bàn đồ ăn dưới sự mắng mỏ của Tống Huyền Khanh, đợi Hứa Bích Hoài về. Anh vẫn hơi lo lắng, tự hỏi liệu Hứa Bích Hoài có thực sự tha thứ cho mình không. Không lâu sau, Hứa Bích Hoài về nhà, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Cô không nói gì, Đi thẳng tới bàn ăn, khi ăn cơm Tống Huyền Khanh yêu cầu cô và Lâm Thanh Diện ly hôn nhưng cô không chịu. "Con gái, con ly hôn với tên phế vật này, cậu ta sẽ phải đưa cho chúng ta 30 tỷ, sao con không chịu ly hôn đi, cậu ta đã ngoại tình rồi còn tới mãn thiên tinh." Tống Huyền Khanh sốt ruột. "Được rồi mẹ, sau này đừng nói chuyện ly hôn nữa." Con hơi mệt nên về phòng trước. Nói xong hứa Bích Hoài đứng dậy, cô không lên lầu mà đi vào căn phòng trước kia cô và Lâm Thanh Diện ở cùng nhau. Lâm Thanh Diện vui mừng khôn xiết, biết hứa Bích Hoài đã thật sự tha thứ cho mình. Hứa Bích Hoài quay người, nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, anh không vào à? mươi 158, sốt ruột chết đi. Lâm Thanh Diện lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, theo hứa Bích Hoài vào phòng. Đúng là chúng bùa ngải rồi, Bích Hoài, không phải con định ly hôn với tên phế vật này rồi ư? Sao bây giờ lại về phòng cậu ta nữa? Tống Nguyên khanh mảng. Mẹ, trước kia là con nhất thời bốc đồng, sau này mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa, nói xong thì hứa Bích Hoài bước vào phòng. Lâm Thanh Diện sợ Tống Huyền Khanh lại ăn không nói có điều gì nên vội vàng vào phòng, đóng cửa lại. Tống Huyền Khanh ném đũa xuống bàn, vẻ mặt tức giận, kế hoạch đòi Lâm Thanh Diện 30 tỷ của bà ta thế là thất bại. Trong phòng, sau khi Hứa Bích Hoài đặt đồ xuống thì quay lại nhìn Lâm Thanh Diện, vẻ mặt đầy oán hận. Lâm Thanh Diện cười hỏi Hứa Bích Hoài, em thật sự tha thứ cho anh? Hứa Bích Hoài lập tức vung nắm đấm về phía Lâm Thanh Diệt, tuổi thân nói, tên khôn nhà anh, anh làm em sợ chết khiếp đi được. Anh có biết là em đã buồn thể nào khi nhìn thấy bức ảnh đó không? Anh có biết hai ngày nay em đã khóc cạn nước mắt rồi không hả đồ tôi? Hứa Bích Hoài vừa oán trách Lâm Thanh Diệt, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không phải là nước mắt đau buồn mà khóc để chút hết nỗi uất ức trong lòng. Lâm Thanh Diệt nhìn hứa Bích Hoài chút giận, vẻ mặt đau lòng, anh không nói gì mà tiến lên, ôm cô vào lòng. Hứa Bích Hoài lại húc mạnh vào ngực anh vài cái, sau đó ôm chặt lấy Lâm Thanh Diện. "Hứa với em sau này không được để xảy ra chuyện như này nữa, được không?" Hứa Bích Hoài hỏi. "Anh hứa với em cả đời này anh sẽ không bao giờ phản bội em, mãi mãi chỉ yêu một mình em." Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói. Có lời hứa của Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài cũng cảm thấy nhẹ lòng, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cúi đầu, nghiêng người hôn lên môi Hứa Bích Hoài, cô nhắm mắt lại. Hai người hôn nhau thắm thiết. Cảm xúc thăng trầm thế này có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người rất tốt, qua sự việc này, hai người càng thêm thân thiết hơn. Lâm Thanh Diện bế Hứa Bích Hoài lên giường, định làm cho nốt sự việc nước chảy thành sông. Hứa Bích Hoài cũng rất mong chờ, cô thầm nghĩ Lâm Thanh Diện đã không còn ngốc như trước nữa. Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, suýt nữa đã dọa Lâm Thanh Diện hết hồn. Hứa Bích Hoài cũng bực bội hét về phía cửa, "Mẹ Mẹ làm gì vậy? Mau bảo Lâm Thanh Diện ra đây rửa bát, cậu ta ở nhà chúng ta không đi, chẳng lẽ còn muốn không phải làm gì?" Giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Tống Huyền Khanh vang lên. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ nhìn Hứa Bích Hoài rồi đứng dậy khỏi giường. "Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi rửa bát, chuyện này không vội." Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài bĩu môi, vẻ mặt đầy tức giận, cho rằng mẹ mình chắc chắn cố ý, lần nào cũng tới gây sự vào thời khắc mấu chốt. Sau khi Lâm Thanh Diện ra ngoài, Hứa Bích Hoài mới lẩm bẩm một câu, sao lại không vội, em sốt ruột chết đi, tức chết được. Lâm Thanh Diện rửa bát xong, để chút bỏ sự bất mãn của mình, Tống Huyền Khanh lại bắt anh lau nhà, lau xong lại bắt lau bàn, lau bàn xong lại bắt giặt quần áo. Sau khi làm xong hết mọi chuyện thì đã 11 giờ. Khi Lâm Thanh Diện trở lại phòng thì Hứa Bích Hoài đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hứa Bích Hoài nhìn cô ngủ say lòng anh không khỏi cảm thấy bình yên cho dù chỉ ngủ cùng giường với hứa bích hoài thôi lâm thanh diện cũng cảm thấy đây là một loại hạnh phúc sáng hôm sau lâm thanh diện dậy sớm làm cơm để hứa bích hoài thức dậy là có cái ăn trong bữa ăn hứa bích hoài nhận điện thoại cảo hứa trai hiệp anh ta thô lỗ yêu cầu cô đến chỗ hứa mạn tranh một chuyến nói rằng có chuyện muốn nói với cô nói xong còn cười khẩy vài tiếng bích hoài lập tức nhíu mày Biết hứa mạn tranh tìm cô nhất định là muốn chuyện về vật liệu xây dựng. Sau khi Mã Nghiễm Tài rời đi ngày hôm qua, Bích Hoài đã liên hệ với một số nhà máy sản xuất vật liệu, mặc dù các nhà máy vật liệu xây dựng này sẵn sàng cung cấp nguyên liệu cho họ nhưng số lượng quá ít không đủ cho dự án của tập đoàn Thiên Dương. Sao vậy? Lâm Thanh Diện hỏi hứa Bích Hoài. Cô kể lại chuyện hôm qua Mã Nghiễm Tài yêu cầu cô tăng giá cho anh. Tên Mã Nghiễm Tài này không chỉ giao giá trên trời mà còn còn, nói đến đây, Hứa Bích Hoài không nói được nữa, vẻ tuổi thân lập tức xuất hiện trên mặt cô. Ông ta còn làm gì nữa? Lâm Thanh Diện cau mày hỏi. Thôi quên đi, không nói nữa, dù sao ông ta cũng không thành công. Hứa Bích Hoài nói. Có phải ông ta chiếm hời của em không? Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Bích Hoài cắn môi, gật đầu. Lòng Lâm Thanh Diện đột nhiên nổi lên lửa giận, rất rõ ràng tên Mã Nghiễm Tài này đã bị anh cho vào danh sách đen nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng đó tên là gì? Lâm Thanh Diện hỏi, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã là nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất ở Hồng Thành, hứa Bích Hoài trả lời. Lâm Thanh Diện sửng sốt, không ngờ đó lại là nhà máy Giang Mã, như vậy xem ra Mã Địch Chính là con trai của Mã Nghiễm Tài này. Bây giờ ông ta vẫn dám dùng vật liệu xây dựng uy hiếp hứa Bích Hoài, nghĩa là ông ta vẫn chưa biết nhà máy đã bị Mã Địch mất vào tay Lâm Thanh Diện. Bây giờ nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã là tài sản của Lâm Thanh Diệt, hợp đồng chuyển nhượng đã viết rất rõ ràng, cho dù Mã Nghiễm Tài không thừa nhận cũng không được. Lâm Thanh Diệt cười mỉa, thầm nghĩ tên Mã Nghiễm Tài này dám có ý đồ với hứa Bích Hoài, anh phải cho ông ta biết có ý đồ với người phụ nữ của Lâm Thanh Diệt anh sẽ có kết cục thế nào. Em không cần lo về chuyện vật liệu xây dựng nữa, anh quen một người bạn có thể cung cấp vật liệu xây dựng cho em, hơn nữa đảm bảo đủ số lượng. Anh đi gặp ông nội cùng em trước, xem xem ông muốn nói gì lâm thanh diện nói hứa bích hoài rất ngạc nhiên cô đã hỏi tất cả các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ở hồng thành nhưng không một nhà máy nào có thể cung cấp cho cô thật không ngờ lâm thanh diện lại nói có thể giải quyết được vấn đề này lẽ nào hồng thành còn có nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng nào khác mà cô không biết cô cũng không hỏi nhiêu thấy lâm thanh diện muốn đi thì đồng ý để anh đi cùng hai người ăn xong thì tới biệt thự nhà họ hứa Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Huyên đã thổi gió bên tai Hứa Mạn Tranh từ trước, nói rằng Hứa Bích Hoài đàm phán không thành với nhà cung cấp vật liệu xây dựng của dự án tập đoàn Thiên Dương, bây giờ toàn bộ dự án không thể tiếp tục thực hiện bình thường. Ban đầu Hứa Mạn Tranh còn hơi không tin nên đã gọi một vài người đang làm trong dự án của tập đoàn Thiên Dương ở nhà họ Hứa tới hỏi cho rõ, phát hiện đúng là như vậy. Đích thân ông chủ của nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã cho biết việc cung cấp vật liệu đã bị dừng lại, số vật liệu còn lại chỉ đủ để dự án hoạt động trong một tuần. Một tuần sau, dự án sẽ buộc phải dừng lại vì lý do này, đến khi đó cả nhà họ hứa và tập đoàn Thiên Dương đều sẽ bị thiệt hại rất lớn. Bình thường Bích Hoài làm việc đều rất nghiêm túc, sau lần này lại đàm phán không thành. Hứa mạn tranh cao mày nói. Hứa trai hiệp đảo trong mắt, cháu nghe nói hứa Bích Hoài muốn hạ giá, giá thấp hơn 10% so với giá ban đầu, người ta không chịu nên mới không thành. Ông nội, Hứa Bích Hoài muốn thu lợi từ việc này. Hứa Mạn Tranh lập tức đập bàn, tức giận nói, ông biết giá mà nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đưa ra là giá của thị trường, Hứa Bích Hoài muốn tiên đến phát điên rồi à? Còn muốn hạ giá của người ta xuống. Ông nội, ông quên rồi sao? Lần trước chị ta đã làm trái ý ông, chắc hắn là sợ ông đuổi ra khỏi nhà họ Hứa nên mới nhân cơ hội này kiểm tiền rồi bỏ trốn, Hứa Trai Hiệp nói. Đúng đó ông nội, Hứa Bích Hoài có tham vọng rất lớn với tài sản nhà họ hứa, hơn nữa chị ấy không muốn nhà họ hứa phát triển, nếu không sao có thể làm ra chuyện vô đạo đức thế này được. Hứa Bích Huyên ở bên cạnh hùa theo. Những người được hứa mạn tranh gọi đến cũng vội hùa theo, mặc dù họ làm việc dưới quyền hứa Bích Hoài nhưng tương lai nhà họ hứa sẽ là của hứa cha hiệp nên chắc chắn họ phải nói giúp hứa cha hiệp rồi. Hứa mạn tranh giận đến mức ngực phập phồng, lạnh lùng nói, lá gan của hứa Bích Hoài đúng là càng ngày càng lớn rồi, nó dựa vào tập đoàn thiên dương coi trọng mình nên ngang nhiên ra mặt đối đầu với tôi. Bây giờ còn muốn phá hủy sự phát triển của nhà họ hứa tôi, nhà họ hứa thật sự không thể tha thứ cho nó được. Hứa trai hiệp và hứa bích huyên thấy hứa mạn tranh tức giận như vậy, trên mặt đều nở nụ cười xấu xa. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài cũng tới biệt thự nhà họ hứa. Hai người tới trước hứa mạn tranh, hứa bích hoài nói, ông nội, có chuyện gì mà gấp vậy ạ? À? đừng gọi tôi là ông nội, tôi không nhận nổi tiếng, ông nội của cô, cô sắp trở thành tổ tiên của nhà họ hứa tôi rồi. Hứa mạn tranh tức giận nói. Hứa bích hoài bất đắc dĩ, cho rằng hứa mạn tranh vẫn còn giận chuyện lần trước, cô không biết rằng đây là kết quả của việc hứa cha hiệp và hứa bích huyên thêm dầu vào lửa bên tai ông. Ông nội, ông bất giận, đừng vì chị ta mà giận dữ không tốt cho sức khỏe, như vậy không đáng, chúng ta nói chuyện chính trước đi, hứa bích huyên nói. Hứa mạn tranh bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm hứa bích hoài, vì sao lại hạ giá vật liệu xây dựng của Giang Mã. Người ta đã đưa ra giá thấp nhất thị trường rồi mà cô còn muốn giảm 10% nữa, cô muốn tiền đến phát điên rồi hả? Hứa bích hoài sửng sốt, sau đó cô nói, cháu không hạ giá ông ơi, rõ ràng là giám đốc nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đã tăng giá, ông ta còn muốn tăng gấp đôi, cháu không đồng ý nên ông ta muốn ngừng cung cấp vật liệu xây dựng. Hứa bích hoài, đừng nguy biện nữa đi, như những gì chị nói thì người ta là kẻ ngốc chắc, tăng giá gấp đôi. Chị đúng là biết nói rồi đấy, hứa trai hiệp lập tức chế nhạo. Hứa Bích Hoài nhìn hứa trai hiệp, trong lòng lập tức biết đây là trò quỷ của anh ta, lòng bùng lên một ngọn lửa giận. Nhưng cô biết nếu càng giải thích, hứa mạn tranh sẽ càng tin lời hứa trai hiệp. Giờ mọi người đã ngừng cung cấp vật liệu xây dựng cho chúng ta, dự án không thể tiếp tục, mọi người đều biết chúng ta sẽ thiệt hại nhường nào, cô nói xem phải giải quyết vấn đề này thế nào. Hứa mạn tranh trầm giọng nói. Vẻ mặt hứa bích hoài khó xử, không biết phải làm sao. Lúc này Lâm Thanh Diện bước tới rồi nói, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã sẽ không ngừng cung cấp vật liệu xây dựng. Hơn nữa tôi có thể bảo họ giảm giá 10% so với giá thị trường, chương 159, đánh cược. Mọi người trong phòng khách đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khinh thường. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích huyên đều bĩu môi, Hiển nhiên là không tin những gì Lâm Thanh Diện vừa nói. Giảm giá 10% cũng chỉ là điều mà hứa trai hiệp cố tình nói để khiến hứa Mạn Tranh giận hứa Bích Hoài, bây giờ trên thị trường không có mức giá thấp như vậy. Lần này nếu hứa Mạn Tranh giao dự án của tập đoàn Thiên Dương cho anh ta thì anh ta cũng phải trả cho Mã Nghiễm Tài 10% giá đó, ông ta mới chịu cung cấp vật liệu xây dựng. Cho nên không thể lấy nhiều vật liệu xây dựng như vậy với giá thấp hơn 10% so với thị trường. Lâm Thanh Diện đừng có mà nói phét nữa đi, sĩ diện vậy cơ à, còn muốn bảo nhà máy vật liệu xây dựng giang mã cung cấp vật liệu cho mình với giá thấp hơn 10%. Anh đi tìm họ, người ta sẽ chỉ ném anh ra ngoài thôi, hứa trai hiệp cười nhạo. Đúng thể, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình thế nào còn có mặt mũi nói rằng có thể tiếp tục để nhà máy giang mã cung cấp vật liệu. Nếu không phải các người thì sao người ta lại ngừng cung cấp vật liệu xây dựng được? những người khác của nhà họ Hứa ở trong phòng khách cũng bắt đầu xì xào, cảm thấy Lâm Thanh Diện đang bốc phét. Lâm Thanh Diện này đúng là thần kinh rồi, rõ ràng Hứa Bích Hoài đã đàm phán không thành với người ta, bây giờ anh ta lại nói muốn giảm giá 10%, đây chẳng phải càng thêm loạn sao? Tên phế vật này thế nào cũng không phải mọi người không biết, tôi thấy anh ta sống được trên đời này là nhờ có cái miệng ấy. Công ty chúng ta không nên để vợ chồng họ xen vào chỉ cần họ còn ở công ty một ngày thì đừng mong có thể phát triển. Vì chuyện xảy ra ở nhà cổ lần trước mà Hứa Mạn tranh càng ngày càng ghét Lâm Thanh Diệt, bây giờ nghe anh nói hùng hồn như vậy, sắc mặt càng lúc càng xấu. Lâm Thanh Diệt, đây là nhà họ Hứa, chúng tôi cũng đang nói chuyện nhà họ Hứa, cậu đừng tưởng rằng được sự coi trọng của cổ gia chủ là có thể chỉ tay vào chuyện của gia đình tôi, suy cho cùng cậu cũng chỉ là người ngoài thôi, ở đây không tới lượt cậu lên tiếng." Hứa Mạn tranh nói lâm thanh diện bất đắc dĩ anh đang nghĩ cho công ty của nhà họ hứa không ngờ những người này lại nói như vậy bây giờ nhà máy vật liệu xây dựng giang mã là tài sản cả anh anh có tiếng nói cuối cùng về giá vật liệu được cung cấp trong dự án bích hoài vừa nãy tôi đang hỏi câu chuyện này phải làm thế nào hứa mạn tranh lại nhìn hứa bích hoài lúc trước hứa bích hoài lấy dự án tập đoàn thiên dương đe dọa ông khiến ông không ăn mấy ngày bây giờ khó khăn lắm cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội hứa mạn tranh nhất định phải loại bỏ hứa bích hoài dù sao lần này cũng là do hứa bích hoài thất trách không phải ông ta cố chấp muốn loại bỏ hứa bích hoài cho dù tập đoàn thiên dương biết chắc chắn cũng không thể nói gì hứa trai hiệp và hứa bích uyên đều sung sướng khi thấy hứa bích hoài gặp họ ạ à. chỉ cần cô không thể đưa ra cách giải quyết thì vị trí quản lý của cô sẽ không thể giữ hứa bích hoài dối dám nhìn lâm thanh diện anh cho cô một ánh mắt chắc chắn cô hít sâu một hơi cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lâm Thanh Diệt, mọi chuyện mà anh hứa với cô thì anh đều làm được, lần này chắc cũng không phải chỉ đang nói khoác. Ông nội, cháu sẽ khiến nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã tiếp tục cung cấp vật liệu cho chúng ta với giá thấp hơn 10% so với giá thị trường. Hứa Bích Hoài nói. Hứa Mạn Tranh lập tức trợn to mắt, hứa Trai Hiệp và hứa Bích Nguyên cũng ngạc nhiên, không ngờ hứa Bích Hoài lại nói lại những gì Lâm Thanh Diện vừa nói. Hứa mạn tranh tức đến nỗi suýt nữa đã chỉ tay vào mặt hứa bích hoài mà chửi bới, nói rằng cô đã bị lâm thanh diện dậy hỏng rồi. Nhưng sau khi nghĩ lại, ông vẫn cố kiềm chế. Lúc này hứa cha hiệp chế diếu hứa bích hoài, không ngờ chị lại cũng học được cách nói khoác giống lâm thanh diện. Theo như tôi biết thì giám đốc nhà máy Giang Mã đã rất tức giận vì chuyện này, chị còn muốn tiếp tục hạ giá, chị cảm thấy có khả năng không? Có khả năng hay không thì đợi sau khi đàm phán sẽ biết, không cần cậu ở đây sắp xếp, Hứa Bích Hoài hơi giận. Hứa Trai Hiệp nhìn Hứa Mạn Tranh, nói ông nội, vừa hay cháu có chút qua lại với giám đốc nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã này, để cháu đi đàm phán, chưa biết chừng có thể khiến người ta bớt giận, ông đừng nghe Hứa Bích Hoài, chị ta chỉ biết gây rắc rối thôi. Mắt Hứa Mạn Tranh sáng lên, thật sao? Cháu có thể thuyết phục giám đốc nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã? Chắc đến 80%, chỉ là lần này Hứa Bích Hoài đã chọc giận người ta muốn họ tiếp tục cung cấp vật liệu chỉ sợ sẽ phải tăng giá cho họ, hứa cha hiệp hơi khó xử. Hứa mạn tranh gật đầu, tăng giá cho người ta là điều đương nhiên, dù sao cũng là chúng ta sai trước. Hứa Bích Hoài thấy hứa mạn tranh muốn để hứa cha hiệp đi đàm phán chuyện này thì lập tức sốt sắng. Ông nội, chuyện này là do cháu phụ trách, cháu đã nói có thể đàm phán được, sao còn để hứa cha hiệp đi? Hứa mạn tranh chừng mắt nhìn cô, chính vì cô chịu trách nhiệm nên mới đàm phán không thành, tôi còn dám yên tâm để cô làm sao. Đến khi đó cô lại gây thêm rắc rối cho tôi thì công ty sẽ đi đời. Hứa Bích Huyên đảo trong mắt, ông nội, nếu chị ta và anh trai Hiệp đều muốn đàm phán thì để họ cược đi. Nếu hứa Bích Hoài không thể khiến Giang Mã giảm giá 10% thì sẽ tước bỏ vị trí quản lý của chị ta, sau này không được can thiệp vào chuyện của công ty. Còn nếu anh trai Hiệp đàm phán thành công thì để anh ấy tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương, hơn nữa hứa Bích Hoài phải giải thích rõ ràng với bên phía tập đoàn, không được để họ không hài lòng. Hứa trai hiệp lập tức gật đầu, cháu đồng ý. Hứa mạn tranh thấy hứa Bích Huyên nói vậy thì hỏi hứa Bích Hoài, cô có dám nhận lời cá cược này không? Nếu hứa Bích Hoài đồng ý thì đây sẽ là cơ hội tốt để loại bỏ hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện gật đầu với hứa Bích Hoài, cô bình tĩnh lại rồi nói cháu chấp nhận. Được rồi, vậy làm theo Bích Huyên nói đi, tôi cho cô cậu 3 ngày, ai có thể đàm phán được vấn đề này thì sẽ thắng, hứa mạn tranh nói. Khi ra khỏi biệt thự, hứa trai hiệp mỉa mai hứa bích hoài, chỉ dựa vào chị mà cũng muốn giang mã giảm giá 10%. Nói cho chị biết, tôi đã nói trước với giám đốc nhà máy vật liệu xây dựng giang mã rồi, lần này chị bị đuổi đi chắc rồi. Hứa bích hoài đây tức giận, cô cảm thấy mã nghiễm tài đến tăng giá với mình cũng là do hứa trai hiệp dở trò. Trên đường về, Hứa Bích Hoài hỏi Lâm Thanh Diện, anh thật sự có cách khiến Giang Mã giảm giá 10% sao? Hứa trai hiệp rõ ràng đã thông đồng với Mã Nghiễm Tài rồi. Lâm Thanh Diện cười nói, cậu ta thông đồng với Mã Nghiễm Tài cũng vô ích, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã bây giờ đã không còn là của Mã Nghiễm Tài nữa. Hứa Bích Hoài sửng sốt, cô vội hỏi, sao anh biết? Vậy bây giờ chủ của nhà máy Giang Mã là ai? Lâm Thanh Diện nghĩ một lúc rồi giải thích, được một người tên Trần Tài anh mua lại người đó là bạn anh anh ấy cũng là ông chủ của mãn thiên tinh lần trước anh đến đó cũng là để tìm anh ấy mặt hứa bích hoài đầy vẻ ngạc nhiên cái tên trần tài anh này gần đây đang rộ lên ở hồng thành cô cũng có nghe nói nghe nói trần tài anh là người có quyền lực nhất trong thế lực ngầm của hồng thành thậm chí còn có người nói anh ấy là hoàng đế ngầm của hồng thành không ngờ lâm thanh diện lại là bạn của người như vậy tên này còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm cô lâm thanh diện Trước kia em nghe nói Trần Tài anh là một người tàn nhẫn, anh sẽ không làm chuyện gì bất hợp pháp cùng anh ta chứ?" Hứa Bích Hoài hơi lo lắng. Nếu Hứa Bích Hoài biết Trần Tài anh chính là người bán bánh trứng ở tầng dưới nhà cô trước đây thì có lẽ sẽ không nói anh ấy là người tàn nhẫn. "Không, anh với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, tình cờ quen biết nhau thôi." Lâm Thanh diện cười nói. "Hứa Bích Hoài, ừm." Một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói, "Thật ra anh cũng không cần phải hạ mình cầu xin người khác." Cho dù em không còn vị trí quản lý này nữa thì cũng không sao. Ô, vậy không đi làm nữa em định làm gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Bích Hoài suy nghĩ một chút sau đó đỏ mặt nói. Hay là chúng ta sinh một đứa bé đi, em ở nhà chăm con? Bốn chữ, sinh một đứa bé, vừa nói ra lời. Lâm Thanh Diện sướng sờ, anh trợn mắt há mồm nhìn hứa Bích Hoài, vẻ mặt ngạc nhiên. Hứa Bích Hoài thấy vẻ mặt này của Lâm Thanh Diện. Cô vội nói, ai à, em cũng chỉ nói bữa thôi bây giờ em vẫn còn trẻ không vội chỉ nói bừa thôi lúc này lâm thanh diện mới thở phào nhẹ nhõm hôm qua hứa bích hoài còn cãi nhau đòi ly hôn với anh hôm nay đã nói muốn có con khiến anh có chút xoay không kịp không phải cô đang gợi ý điều gì cho anh đấy chứ tim lâm thanh diện đập nhanh hơn đột nhiên cảm thấy bầu không khí hơi mập mờ đúng rồi tối qua tiểu huy nói gia đình dì hai của em bảo chúng ta về quê chơi mẹ em cũng đồng ý rồi định một thời gian nữa sẽ về, hứa bích hoài đổi chủ đê. Ồ, được, được chứ, Lâm Thanh Diện lúng túng đáp. Ngày hôm sau, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã, văn phòng của Mã Nghiễm Tài. Giám đốc Mã, vậy chúng ta đã bàn bạc xong rồi nhé, tôi tăng cho ông 10%, ông tiếp tục cung cấp vật liệu cho chúng tôi, đến khi đó tôi tiếp quản công trình, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, hứa trai hiệp cười nói. Không thành vấn đề, cậu là người thừa kẻ tương lai của nhà họ hứa, đương nhiên tôi phải hợp tác với cậu rồi. Chỉ là lần này không ngủ được với hứa bích hoài nên tôi hơi tiếc, mã nghiễm tài nói. Chuyện này thì ông không cần lo lắng, đợi hứa bích hoài mất việc, chỉ dựa vào tên phế vật lâm thanh diện kia chắc chắn không sống được, đến khi đó chị ta lại mong được trèo lên giường giám đốc mã quá ấy chứ, hứa cha hiệp nhếch mép cười xấu xa. Ha ha, vẫn là cậu nhìn xa trông rộng, mã nghiễm tài cũng cười bị ổi. Được rồi, chúng ta đã bàn xong rồi thì tôi cũng không ở lại nữa, ngày mai tôi nói với ông nội, đến khi đó dự án tập đoàn Thiên Dương sẽ là của tôi. Hứa Cha Hiệp nói xong thì rời khỏi nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã. Không lâu sau khi anh ta rời đi, một nhóm người xông vào nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã, dẫn đầu là Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái. Mã Nghiễm Tài nhìn thấy nhóm người này thì lập tức cau mày, chửi rủa con mẹ nó chúng mày làm cái quái gì đấy, có biết tao là ai không, Địa bàn của tao mà cũng dám xông vào, không muốn sống nữa à?" Trần Tài Anh mỉm cười đi tới trước mặt Mã Nghiễm Tài, nói, "Từ hôm nay, đây không còn là địa bàn của ông nữa." "Mày là ai, mày nói không phải là không phải à?" Mã Nghiễm Tài hoàn toàn không để ý tới Trần Tài Anh. "Tôi là Trần Tài Anh, đây là hợp đồng chuyển nhượng nhà máy của ông, dựa theo hợp đồng thì nơi này đã không còn thuộc về ông nữa." Trần Tài Anh lên tiếng. Nghe thấy ba chữ Trần Tài Anh, này chân mã nghiễm tài đột nhiên mềm nhũn cả người ỉu xìu. chương 160, ông trùm đứng sau hậu trường. Trần, anh Trần, không ngờ lại là anh, xưởng của tôi chỉ là một xưởng nha, anh Trần độ lược, đừng chú ý tới chỗ tôi. Mã nghiễm tài không hề chú ý hợp đồng trong tay Trần Tài Anh, cho là Trần Tài Anh tới đây là muốn cướp xưởng, tùy tiện lấy một phần. Với địa vị Trần Tài Anh ở Giang Thành, dù có cứng rắn muốn cướp xưởng của ông ta, ông cũng không có cách nào giữ, trừ khi quyết định đối đầu đến đầu rơi máu chảy với trần tài anh trần tài anh cười một tiếng nói không phải tôi để ý chỗ này của ông là nơi này của ông thực sự đã chuyển nhượng rồi trên hợp đồng viết rất rõ ràng không tin ông có thể tự nhìn mã nghiễm tài lập tức nhận lấy bản hợp đồng nhìn kỹ một lượt tiếp đó người ông ta bắt đầu run lên gương mặt tái xanh vì tức giận thằng khốn mã địch lại thật sự chuyển nhượng xưởng của ta mã nghiễm tài tức giận quát một tiếng không được tôi đi tìm nó tính sổ. Trần Tài Anh đưa tay ngăn cản Mã Nghiễm Tài, nói, hay là ông bàn giao xưởng trước đi, tiết kiệm thời gian. Mã Nghiễm Tài vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Trần Anh Tài nói, anh Trần, xin cậu rủ lòng khoan hồng, Mã Địch nó không hiểu gì cả, có phải nó thiếu tiền cậu Trần không, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi trả cậu gấp đôi, nhưng ngàn vạn lần cậu đùng lấy xưởng của tôi. Nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã là xưởng kiếm nhiều tiền nhất dưới danh nghĩa Mã Nghiễm Tài, chỉ cần xưởng vẫn còn, ông ta sẽ có khoản tiền ổn định trong tài khoản, cho nên đáp thế nào ông ta cũng phải giữ lại xưởng. Vấn đề không phải là tiền, tôi cũng chỉ thay cho người khác làm thôi, ông nói với tôi cũng vô dụng, Trần Tài Anh mở miệng. Thay người làm việc, thay ai, Mã Nghiễm Tài mở miệng hỏi. Thay tôi, lúc này một giọng nói vang lên, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn sang. Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Mã Nghiễm Tài, đôi mắt lạnh nhìn chầm chầm ông ta. Cậu là ai? Mã nghiễm tài quan sát Lâm Thanh Diện một lượt, cũng không có cảm thấy người này có gì đặc biệt. Lâm Thanh Diện, chồng hứa bích hoài. Lâm Thanh Diện mở miệng. Mã nghiễm tài lập tức trợn mắt, nói cậu chính là tên chồng phế vật của hứa bích hoài. Hợp đồng này là cậu ký. Không sai, Lâm Thanh Diện mở miệng. Mã nghiễm tài lập tức đi tới đẩy Lâm Thanh Diện một cái, mảng tên phế vật này dám để ý tới xưởng của tao, giỏi thật đấy. Chỉ bằng người như mày cũng dám lãi xưởng của tao, mơ tưởng tao nói cho mày biết tốt nhất bây giờ mày xé hợp đồng này đi nếu không tao sẽ khiến mày không thấy ánh mặt trời ngày mai mã nghiễm tài mới vừa nói xong lý huỳnh thái đi tới hung hãn tát ông ta một cái khiến ông ta ngã thẳng xuống đất mẹ nó tốt nhất ông nên nói chuyện khách khí một chút cho tôi dám nói anh diện như vậy tôi nghĩ ông không muốn thấy ánh mặt trời ngày mai rồi lý huỳnh thái măng mã nghiễm tài mặt đầy vẻ khó hiểu lý huỳnh thái không nghĩ tới cậu ta lại ra tay với mình vì một tên phế vật. Ông ta không dám trêu chọc Lý Huỳnh Thái, vội vàng bò qua bên Trần Tài Anh, cầu khẩn nói, anh Trần, tên Lâm Thanh Diện này là một tên phế vật, có phải nó bỏ tiền mời cậu tới không? Tôi ra giá gấp 10 lần tiền, anh Trần, mau giúp tôi bắt nó lại, một thằng quát con vô dụng, không đủ tư cách để anh Trần ra mặt giúp đỡ. Trần Tài Anh đứng tại chỗ, không phản ứng lại mã nghiễm tài. Lý Huỳnh Thái nghe được lời mã nghiễm tài, còn định dậy dỗ ông ta một trận, nhưng lại bị Lâm Thanh Diện ngăn lại. Lâm Thanh Diện đi tới bên cạnh Mã Nghiễm Tài, cúi đầu nhìn ông ta, mở miệng hỏi có phải ngày đó ông tái máy với vợ tôi không? Mã Nghiễm Tài hung tợn trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói tao tái máy với nó thì làm sao? Một tên phế vật như mày, kết hôn với ả lâu như vậy mà không chạm vào nó, tao thay mày giúp nó nếm mùi vị được làm đàn bà, chẳng lẽ mày còn có ý kiến? Lần này không đợi Lý Huỳnh Thái ra tay, Lâm Thanh Diện đá thẳng vào ngực Mã Nghiễm Tài, Mã Nghiễm Tài người lùi về sau 5-6 mét, phun ra một ngụm máu. Mặt ông ta lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, không nghĩ Lâm Thanh Diện lại khỏe như vậy. "Những người để ý vợ tôi, bây giờ không nằm ở bệnh viện, mà là ngồi xe lăn, lời vừa rồi ông nói đã thành công chọc giận tôi rồi, cho nên ông phải chịu đựng cơn giận của tôi." Lâm Thanh Diện mở miệng. "Mày, mày muốn làm gì?" Mã Nghiễm Tài thấp thỏm nhìn Lâm Thanh Diện lâm thanh diện không tiếp tục nói chuyện với ông ta mà xoay người nhìn về phía trần tài anh nói ông ta thừa nhận lúc đó đã tái máy với bích hoài cho nên không cần giữ lại tay chân ông ta trần tài anh lập tức gật đầu nói chuyện này giao cho tôi cậu yên tâm sau này anh thay tôi xử lý xưởng này để tên béo đến quản lý tài chính sau này tiền kiếm được tất cả thuộc về các anh lâm thanh diện nói tiếp trần tài anh gật đầu không từ chối được rồi thay tôi xử lý mã nghiễm tài, tôi còn có chút chuyện, không thể ở đây lâu. Lâm Thanh Diện nói xong, thì rời khỏi nhà máy vật liệu giang mã, trước đó Lạc Tâm gọi điện thoại cho anh, nói có chuyện muốn nói cùng Lâm Thanh Diện. Chắc là lần trước bị Lâm Thanh Diện tát, Lạc Tâm trong lòng có thù, muốn gây phiền phức cho Lâm Thanh Diện. Nhưng ở Giang Thành, Lâm Thanh Diện cũng không sợ Lạc Vân Thường, cho nên không có gì phải lo lắng. Dù là tới Kinh Đô, với lực của Lâm Thanh Diện, cũng sẽ không sợ lạc phân thường. Sau khi Lâm Thanh diện đi, Trần Tài Anh cùng Lý Huỳnh Thái đi tới trước mặt Mã Nghiễm Tài, cười lạnh nhìn ông ta. Ông nói với cậu ta mấy lời đó, tính tình cậu ta thế nào tôi cũng khá rõ, nếu lúc đó ông khách khí với cậu ta một chút thì cậu ta còn giữ cho ông một tay một chân, bây giờ nhìn lại thì một cái cũng không giữ được, Trần Tài Anh mở miệng. Sắc mặt Mã Nghiễm Tài tái nhợt, ông ta nghĩ thế nào cũng không thông trần tài anh tại sao phải đối cung kính với một tên phế vật nổi tiếng giang thành như vậy anh trần cậu đừng nghe tên phế vật kia nó chỉ là một oát con vô dụng tại sao cậu phải nghe lời như vậy mã nghiễm tài không hiểu hỏi lý huỳnh thái lại một cái vào mặt mã nghiễm tài mắng mẹ nó nếu anh diện là oát con vô dụng vậy chúng tao cũng không cần sống đó chỉ là anh ấy tự tạo cho mình lớp ngụy trang thôi trần tài anh cười nhìn mã nghiễm tài một cái nói, dù sao nửa đời sau ông chỉ có thể trải qua ở trên giường, chỉ bằng tôi giải thích cho ông một chút, để cho ông nhìn xa hơn, để cho người nhà ông đỡ tới gây phiền phức cho Lâm Thanh Diện. Hiện tại tôi có thực lực như vậy, là một tay Lâm Thanh Diện tạo ra, nhưng tôi chỉ là người làm việc cho cậu ta trên sân khấu, mà cậu ta mới là ông trùm đứng sau hậu trường, không chỉ chúng tôi, Giang Thành còn có rất nhiều người phục vụ Lâm Thanh Diện giống như tôi. Hay nói đơn giản, ở Giang Thành, có rất nhiều người như tôi, dù thế lực của chúng tôi lớn hơn nữa tiền tài nhiều đi nữa cũng chỉ thuộc về một người người này chính là lâm thanh diện ông hiểu rõ chưa sau khi trần tài anh giải thích xong mã nghiễm tài không kìm được dùng mình không nghĩ tới lâm thanh diện ngoài mặt chỉ là một phế vật lại có nội tình sâu như vậy tôi khuyên ông tốt nhất đừng nói chuyện này ra nếu không không chỉ đơn giản là gãy tay gãy chân đâu trần tài anh lại nói một câu nhìn về phía lý huỳnh thái cậu tới giải quyết đi Tôi để cho bàn tử nhận việc quản lý. Lý Huỳnh Thái gật đầu, mặt cười đều đi tới chỗ Mã Nghiễm Tài. Mã Nghiễm Tài mặt vô cùng tuyệt vọng, quỳ lạy Lý Huỳnh Thái trên đất. Đại ca, tôi biết lỗi rồi, van cầu anh tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nói bậy nữa, tôi giao hết xưởng cho các người, cầu các người tha tôi một mạng, tôi không muốn sau này sống trên giường, Mã Nghiễm Tài cầu khẩn nói. Sớm biết như vậy, ban đầu ông không nên trêu chọc anh diện trách cũng chỉ có thể trách chính ông thôi, dùng một câu nói của anh Diện mà tôi thích nhất, trên đời này không có thuốc hối hận, hối hận mà có tác dụng, thì cần gì nắm đấm. Lý Huỳnh Thái nói xong, không nói hai làm theo yêu cầu của Lâm Thanh Diện, bẽ gãy tay chân mã nghiễm tài. Tiếng kêu như mổ lợn ở vang lên khắp bầu trời khu nhà máy giang mã, giết một bầy chim sẻ hoảng sợ. Giang phong ngư hỏa, Lâm Thanh Diện đi vào bên trong, giám đốc bên trong thấy Lâm Thanh Diện, lập tức chạy tới nghênh đón, cười nói, ông chủ của chúng tôi đang ở trên lâu chờ, cậu đi lên là được. Đến lầu 2, Lâm Thanh Diện thấy Lạc Tâm ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn suốt thần. Sở Vân đứng ở sau lưng cô ta, trừ Sở Vân, còn có mấy người đàn ông có khí thế giống Sở Vân, xem ra sau lần bị tát Lạc Vân thường, cũng hơi sợ Lâm Thanh Diện ra cửa lại mang nhiều bảo vệ như thế. Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Lạc Vân thường, ngồi đối diện cô ta, cười nói, cô kêu tôi tới, là muốn tìm tôi báo thù à, sau lưng nhiều bảo vệ thế, sợ là thực lực đều không yếu. Lạc tâm cười một tiếng với Lâm Thanh Diện, nói anh hiểu lầm rồi, lần này tôi tìm anh tới, thật ra là muốn nói lời xin lỗi với anh. Audio điện tử võ tấn bền chương 161, lá thư để lại. Lâm Thanh Diện không khỏi sửng sốt khi nghe được lời nói của Lạc Tâm, anh vẫn khá hiểu tính cách của người phụ nữ trước mặt này, luôn luôn đối xử với anh với dáng vẻ cao cao tại thượng cho dù làm sai cũng sẽ không xin lỗi người khác cho nên khi lạc tâm nói muốn xin lỗi anh quả thật khiến lâm thanh diện cảm thấy rất ngạc nhiên có mục đích gì thì cứ việc nói thẳng không cần thiết phải vòng vo dối trá như vậy tôi biết rõ gì là người như thế nào lâm thanh diện nói lạc tâm lộ ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi nói lâm thanh diện tôi biết trong lòng cậu có oán hận tôi tuy nhiên sau khi chuyện lần trước xảy ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhận thức được sai lầm của mình tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu hơn nữa trong thời gian này tôi đã không ngừng quan sát tôi phát hiện nếu muốn mang cậu quay về kinh đô mà chỉ dựa vào một ít lợi ích có thể cho cậu hoặc là một vài thủ đoạn khác thì căn bản là không thể làm được như vậy chỉ khiến cậu phản cảm hơn việc này là do tôi làm không tốt cho nên tôi ở chỗ này xin lỗi cậu hy vọng cậu có thể tha lỗi cho tôi thái độ của lạc tâm rất thành khẩn giống như cô ta thật sự hối lỗi muốn sửa sai ha ha tôi cũng không có ý định nhận lời xin lỗi của gì tôi cũng không tin lần trước sau khi tắt tôi một cái mà gì lại để trong lòng lạc tâm lòng gì ngoan độc tôi đã được nếm thử gì không cần phải đứng đây đóng kịch cho tôi xem lâm thanh diện nói ngay từ đầu lâm thanh diện đã không có ý định tin tưởng lời của lạc tâm người phụ nữ này rất mưu mô người thường không thể tưởng tượng nổi nếu mù quáng tin tưởng cô ta vậy chỉ rước thêm phiền toái cho bản thân Lạc tâm nghe anh nói vậy cũng không tức giận, ngược lại biểu cảm ấy náy trên mặt càng rõ ràng hơn, dáng vẻ cao mày của cô ta, nếu là người khác nhìn thấy chỉ sợ đã sớm lựa chọn tha thứ cho cô ta rồi. Lâm Thanh Diện, mặc kệ cậu có tha thứ cho tôi hay không, tôi đều hy vọng cậu có thể theo tôi về Kinh Đô, trong thời gian này bệnh tình của mẹ cậu đã chuyên biến xấu. Chỉ sợ không sống được bao lâu, chẳng lẽ cậu không còn chút tình cảm nào với chị ấy? Lạc tâm lại hỏi. Lâm thanh diện biểu môi, nói từ năm bà ta bắt tay với dì đuổi tôi ra khỏi nhà họ lâm tôi đã không còn quan hệ gì với bà ta nữa lạc tâm cắn môi tiếp tục nói vậy nếu tôi nói với cậu lần này cậu trở về mẹ cậu sẽ nói cho cậu biết một vài tin tức về ba cậu thì sao lân thanh diện vốn không quan tâm cô ta nói gì nhưng sau khi nghe lạc tâm nhắc đến ba mình anh đột ngột ngôi thẳng dậy dì nói cái gì có tin tức của ba tôi lâm thanh diện nhìn lạc tâm chầm chắn giọng điệu sốt ruột Hiện tại anh không quan tâm người mẹ ở kinh đô kia, nhưng đối với ba của mình, anh vẫn cực kỳ để tâm. Năm đó là vì ba anh đột nhiên mất tích không có lý do nên Lạc Tâm và mẹ Lâm Thanh Diện mới có cơ hội cướp lấy quyền kiểm soát nhà họ Lâm, nếu không thì Lâm Thanh Diện cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc trước khi ba Lâm Thanh Diện còn ở nhà, ông vẫn luôn yêu thương che chở Lâm Thanh Diện, cho dù là chuyện gì cũng muốn cho anh được tốt nhất. Cũng bởi vì ba luôn bảo vệ anh quá tốt. Cho nên năm đó khi lạc tâm bày kế đuổi anh ra khỏi nhà, anh mới có thể không chút phòng bị, bị hãm lại thương tích đầy mình. Ở Hồng Thành ẩn nhẫn vài năm, mới có thể khiến Lâm Thanh Diện dưỡng thành tính cách gặp chuyện không hoảng sợ như hiện tại. Mấy năm nay Lâm Thanh Diện vẫn luôn điều ra tung tích của ba mình, anh không tin gia chủ nhà họ Lâm lại có thể mất tích vô duyên vô cớ, hơn nữa với năng lực của ba lại càng không thể khinh địch để đến mức bỏ mạng. Nếu ba Lâm Thanh Diện thật sự đã chết, vậy người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có mẹ của Lâm Thanh Diện. Cho dù có mạnh cỡ nào cũng không thể ngăn cản được ác ý của người bên cạnh mình, chỉ cần mẹ Lâm Thanh Diện hạ độc vào đồ ăn là có thể dễ dàng kết thúc mạng sống của ba Lâm Thanh Diện. Cũng không phải Lâm Thanh Diện chưa từng nghĩ đến khả năng này, dù sao thì ngay sau khi ba mất tích không bao lâu, mẹ anh và Lạc Tâm đã giản dựng lên chuyện anh muốn giết mẹ đoạt quyền. Cho nên Lâm Thanh Diện cảm thấy chuyện ba mình mất tích không thể không liên quan gì đến Lạc Tâm và mẹ mình nhưng đã điều tra suốt mấy năm nát cũng vẫn không tìm được chứng cứ chứng minh mẹ anh giết ba anh đây là điều làm cho lâm thanh diện cảm thấy nghi hoặc nhất nếu không phải vì không có chứng cứ chỉ sợ từ hai năm trước lâm thanh diện đã quay về lật đổ nhà họ lâm thật ra năm đó trước khi ba cậu mất tích đã để lại một bức thư chỉ có mẹ cậu từng đọc nội dung bức thư hôm qua tôi nói chuyện của cậu cho mẹ cậu nghe cậu không chịu trở về chị ấy mới nói ra chuyện về bức thư mẹ cậu bị bệnh nặng không sống được bao lâu nữa chỉ có chị ấy mới biết bức thư này ở đâu nếu cậu muốn đọc bức thư này nhất định phải theo tôi về kinh đô lạc tâm vừa nói vừa nhìn lâm thanh diện chằm chằm lâm thanh diện nhíu mày anh không ngờ rằng ba mình lại để lại một bức thư trước khi mất tích làm sao tôi biết gì có gạt tôi hay không chỉ sợ đây là gì muốn tôi về nên đưa ra một miếng mồi nhử tôi thậm chí hơi hoài nghi chuyện ba tôi mất tích có liên quan đến các người lâm thanh diện nói với giọng châm thấp Lạc tâm cười khổ một tiếng, nói, năm đó ba cậu có ảnh hưởng như thế nào đối với nhà họ Lâm có lẽ cậu cũng rõ ràng, hơn nữa lấy thực lực của anh ấy, lại thêm bảo vệ bên người, dù tôi và chỉ có năng lực thông thiên cũng không thể làm gì anh ấy được. Vậy nếu các người hạ độc thì sao? Như vậy dù là người có năng lực mạnh như thế nào cũng có thể chúng chiêu đi. Lâm thanh diện chất vấn. Năm đó cậu 15 tuổi, ba cậu và chị đã ngủ riêng, hơn nữa đồ ăn của ba cậu đều do chuyên gia cung cấp, chúng tôi căn bản không có cơ hội xuống tay. lạc tâm nói. lâm thanh diện suy nghĩ. quả thật ba và mẹ tách ra ngủ riêng từ rất sớm. tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng đúng là có chuyện này. hiện giờ mẹ cậu bị bệnh nặng, nhà họ lâm cần có một người cầm lái. có lẽ cậu cảm thấy tôi mơ ước vị trí này, nhưng mấy năm này nhìn chị gái vì chuyện nhà họ lâm mà sức khỏe càng ngày càng kém, tôi đã không còn suy nghĩ gì với vị trí này rồi. bây giờ tôi hoàn toàn không có lý do gì để gạt cậu. Nếu chúng tôi thật sự muốn làm gì cậu, chỉ cần phái mấy sát thủ đứng đầu của nhà họ Lâm đến đây, cần gì phải phí nhiều sức lực như vậy?" Lạc Tâm Kiên nhẫn giải thích. Không phải Lâm Thanh Diện không cảm thấy lời nói của cô ta có lý, thế nhưng anh luôn có cảm giác hơi lạ, chỉ là không nói rõ được lạ chỗ nào. "Chỉ cần tôi trở về cùng gì là có thể nhìn thấy bức thư này?" Lâm Thanh Diện hỏi. "Đúng vậy, cậu trở về cùng tôi, sau khi đọc thư mà cảm thấy nó là giả, cậu có thể lập tức rời đi." Lấy năng lực của cậu hiện giờ, có lẽ cũng không sợ bảo vệ của nhà họ Lâm đúng không?" Lạc Tâm mở miệng. Lâm Thanh Diện hơi do dự, nhưng anh vẫn cảm thấy có hứng thú đối với bức thư mà Lạc Tâm nói. Mấy năm nay, anh vẫn luôn điều tra tung tích của ba, phàm là có một chút manh mối, anh tuyệt đối không muốn bỏ qua. "Tôi có thể quay về muộn nhất là khi nào?" Lâm Thanh Diện hỏi. Nghe được câu hỏi này của Lâm Thanh Diện, ánh mắt Lạc Tâm lập tức sáng ngời cậu ta nói như vậy tức là đã đồng ý về kinh đô rồi. Chị chỉ còn sống được nhiều nhất là hơn một tháng, cho cậu kỳ hạn cuối cùng là một tháng sau, Lạc Tâm nói. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, vậy tôi sẽ về cùng gì một chuyến, nếu các người gạt tôi, cho dù là nhà họ Lâm ở kinh đô, tôi cũng sẽ cho các người nếm tư vị của hối hận. Lạc Tâm trịnh trọng nói, tôi sẽ không ngốc đến mức lôi chuyện này ra nói đùa. Xong mọi chuyện, Lâm Thanh Diện lập tức đứng dậy, lúc này như nhớ tới cái gì, anh nói nếu có thời gian thì gì đi lấy lại món đồ mà ông độ tặng cho nhà họ hứa đi những món đồ cổ đó nằm trong tay nhà họ hứa quả thật lãng phí lạc tâm gật đầu nói không thành vấn đề sau đó lâm thanh diện lập tức rời khỏi hồng thành sau khi lâm thanh diệp rời đi không được bao lâu lạc tâm ngồi trên bàn uống một ngụm cà phê trên mặt nở nụ cười đùa cợt cô ta lấy di động ra gọi đến một số điện thoại chị thằng nhóc lâm thanh diện kia mắc câu một tháng sau sẽ theo em trở về. Điện thoại truyền đến giọng nói kích động của đầu bên kia, vậy thật tốt quá, thành nhi của chị được cứu rồi, chương 162, sinh con trai cho anh. Trên đường về nhà, mạch suy nghĩ của Lâm Thanh Diện hơi phức tạp, những năm gần đây anh vẫn luôn mong ngóng có thể tìm được tung tích của ba, anh không tin người ba năm đó yêu thương anh hết mực lại cứ biến mất như vậy. Mấy năm nay ở Hồng Thành, tính cách của Lâm Thanh Diện đã được mài dũa mà vô cùng cứng cỏi nhưng sau khi nghe lạc tâm nói chuyện của ba mình trong lòng anh vẫn cuồn cuộn sóng lớn cho dù lời của lạc tâm là thật hay giả lần này lâm thanh diện vẫn muốn trở về tìm hiểu đến cùng dù sao bằng khả năng hiện giờ của anh quả thật không cần lo lắng điều gì cho dù ở kinh đô nhà họ lâm có thể lực lớn mạnh lâm thanh diện vẫn có cách đối phó kinh đô nghĩ đến nơi này trong lòng lâm thanh diện lại cảm khái không thôi không ngờ cuối cùng vẫn phải trở lại nơi này đương nhiên Lâm Thanh Diện cũng chỉ là trở về điều tra tung tích của ba, còn chuyện người thừa kế của nhà họ Lâm, anh cũng không có hứng thú. Sau khi điều tra xong anh sẽ trở lại Hồng Thành, dù sao hứa Bích Hoài ở nơi này, bây giờ hứa Bích Hoài mới là tất cả của anh. Chỉ có điều phải tìm lý do để nói với hứa Bích Hoài, một tháng sau anh trở về Kinh Đô, ít nhất cũng phải xa nhau 10 ngày nửa tháng, nhất định phải để cho hứa Bích Hoài yên lòng. Sau khi về đến nhà, Lâm Thanh Diện nhìn thấy hứa Bích Hoài đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại. Bởi vì lo lắng chuyện của nhà máy vật liệu xây dựng giang mã, hôm nay cô cũng không đi làm. Lúc ấy người bên nhà mẹ đẻ của Tống Huyền Khanh gọi điện thoại đến, bảo cả nhà Tống Huyền Khanh về quê ngoại chơi hai ngày. Tống Huyền Khanh đồng ý rồi, cúp điện thoại không bao lâu, con gái của cậu cả hứa Bích Hoài, cũng là chị họ Tống lộ tử của cô gọi điện thoại đến. Ở nhà họ Tống, Tống Lộ Tử cũng được coi là cô con gái vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, nhưng vẫn kém hứa Bích Hoài một chút, từ nhỏ người trong nhà đã so sánh cô ta với hứa Bích Hoài, bởi vì không sánh bằng hứa Bích Hoài, trong lòng cô ta vẫn luôn vô cùng ghen tị. Sau này hứa Bích Hoài lấy Lâm Thanh Diện, Tống Huyền Khanh vẫn luôn nói với người nhà họ Tống rằng Lâm Thanh Diện là đồ vô dụng chỉ biết ăn bám, mới khiến cô ta dễ chịu hơn chút. Gần đây Tống Lộ Tử tìm được một người bạn trai ở quê nhà huyện Ngọc Biên của Tống Huyền Khanh thì cũng được coi là tuổi trẻ tài cao, Tống Lộ Tử vẫn luôn kiêu ngạo vì điều này, nghe nói một nhà hứa Bích Hoài muốn về quê ngoại, Tống Lộ Tử lập tức gọi điện thoại khoe khoang với hứa Bích Hoài. Bích Hoài à, chắc chắn là các em ngồi tàu hỏa về rồi, chị nói em này, mua vé giường nằm, đừng tiếc tiền làm gì, bây giờ vé giường nằm cũng không bao nhiêu tiền, chờ các em đến nơi rồi, chị bảo bạn trai chị đi đón các em, gần đây anh ấy mới mua một chiếc xe mới, hơn 900 triệu chắc chắn các em chưa từng ngồi xe đắt như vậy đâu nhỉ, đến lúc đó cho các em cảm nhận một chút. Tống lộ tử đắc y nói. Trên mặt hứa Bích Hoài tỏ rõ vẻ xấu hổ, trả lời, chúng tôi cũng mua xe rồi, lần này dự định lái xe trở về, không cần các chị đến đón. Vậy chắc chắc các em mua xe Sikon Hen rồi, lái đi sẽ rất không thoải mái, thật ra không cần đâu, chị bảo bạn trai chị lái xe đến Hồng Thành đón các em, các em cũng đỡ phải lái xe Sikon Hen trở về tống lộ tử lập tức trả lời. Hứa Bích Hoài im lặng, cũng không biết Tống Lộ Tử lấy tự tin từ chỗ nào mà chắc chắn nhà cô mua xe si con hen. Không cần, không cần đâu, như vậy phiền các chị quá, chúng tôi tự lái xe về là được rồi, Hứa Bích Hoài lên tiếng. Đúng rồi, em tuyệt đối đừng dẫn Lâm Thanh Diện trở về, đồ ăn hại như cậu ta có tư cách gì đến nhà chúng ta, chị nói cho em biết, bây giờ nhà chúng ta phát triển tốt lắm đấy. Nếu em cảm thấy làm việc ở Hồng Thành kiếm được ít thì có thể về nhà, đảm bảo trả em tiền lương một tháng ít nhất 18 triệu, Tống Lộ Tử đổi đề tài nói. Không, không cần, Hứa Bích Hoài không muốn nói chuyện với Tống Lộ Tử nữa, bây giờ cô là giám đốc công ty nhà họ Hứa, lương cơ bản mỗi tháng là 60 triệu, còn chưa tính đến các loại tiền hoa hồng, tiền thưởng, tiền trợ cấp. Tống Lộ Tử còn muốn cho cô đi làm công việc lương tháng 18 triệu, quả thật quan tâm hơi quá rồi. Có lẽ Lâm Thanh diện nhà các em vẫn chưa có công việc nhỉ? Bây giờ bạn trai chị chính là trợ lý của ông chủ công ty Ngọc Thạch lớn nhất nơi này, công việc rất tốt." Tống Lộ Tử tiếp tục khen ngợi bạn trai của mình. "Ừm, um, tôi vẫn còn chút việc, không nói với chị nữa, chờ khi trở về lại nói chuyện tiếp." Hứa Bích Hoài thực sự không chịu được nữa rồi, cú ô điện thoại, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tống Lộ Tử bên kia điện thoại thấy Hứa Bích Hoài cúp máy, tập tức cười lạnh nói, chắc chắn cô ta ghen tị với mình, bây giờ mình sống tốt, lại có bạn trai tốt như vậy chắc chắn cô ta nghe mà cảm thất khó chịu. Mẹ mình còn nói cô ta ở biệt thự, chắc chắn là nói dối, với mức sống kia của nhà cô ta, không ở dưới tầng hầm đã là tốt lắm rồi. Nếu để cho hứa Bích Hoài biết cô ta nghĩ như vậy, e rằng sẽ cười rụng răng. Mẹ em cũng thật là, không phải bà không biết mấy người nhà cậu là người như thế nào, còn nhất định muốn trở về, thật phiền phức hứa Bích Hoài oán trách với Lâm Thanh Diệt Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh hứa Bích Hoài cười nói, như thế nào đi nữa thì cũng là nhà bà ngoại ông ngoại em, đi lại nhiều hơn một chút cũng không có gì là không tốt. Anh không biết đâu, cậu cả kia của em như có thủ với mẹ em vậy, mỗi lần trở về đều sẽ tìm không ít phiền phức. Bà ngoại ông ngoại em cũng là người trọng nam khinh nữ, vốn dĩ không coi em và mẹ em ra gì, chỉ nhận hai người cậu của em thôi. Ba của tiểu uy là cậu hai em, nhà cậu ta đối xử với nhà em không tệ, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, mỗi lần gặp mặt cũng đều là châm chọc khiêu khích lần này bảo tiểu uy đến đây, chắc chắn là vì không tin chúng ta ở trong biệt thự. Bảo tiểu uy đến thăm dò, em thật sự thấy bọn họ phiên chết được, hứa bích hoài nói. Lâm thanh diện xoa đầu hứa bích hoài, lên tiếng nói, đừng nghĩ nữa, bây giờ chúng ta sống rất tốt, sau khi bọn họ nhìn thấy chắc sẽ không nói lời nào nữa. Hứa bích hoài gật đầu, lâm thanh diện nói không sai, chờ sau khi bọn họ nhìn thấy mức sống hiện giờ của mình thì sẽ im lặng thôi. Định khi nào về bên đó, Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi: "Chắc là mấy ngày nữa, không phải gần đây còn có chuyện của nhà máy vật liệu xây dựng sao, cần phải giải quyết chuyện này trước đã." Hứa Bích Hoài trả lời. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, nếu là như vậy, anh chờ Hứa Bích Hoài từ bên nhà bà ngoại trở về rồi mới nói với cô chuyện mình muốn đi kinh đô một khoảng thời gian. "Đúng rồi, bên phía anh đàm phán thế nào rồi? Người ta đồng ý rồi chứ?" Hứa Bích Hoài lên tiếng hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói: "Đã bàn xong, ngày mai bọn họ sẽ mang hợp đồng đến lúc đó chúng ta đưa cho ông nội xem một chút là được rồi hứa bích hoài khẽ gật đầu do dự một chút mới lên tiếng cảm ơn lúc này lâm thanh diện lại nói cảm ơn anh làm gì chứ nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh không bằng sinh con trai cho anh hai má hứa bích hoài lập tức đỏ bừng giơ tay đập mấy phát vào ngực lâm thanh diện đáng ghét sau khi ăn cơm tối xong hứa bích hoài nói muốn ra ngoài đi dạo với lâm thanh diện Lâm Thanh Diện lập tức đồng ý, hai người cùng ra khỏi nhà. Mới được một lát, Lâm Thanh Diện nhận được điện thoại của Tống Uy, hai ngày nay thằng nhóc này vẫn luôn chơi bời ở bên ngoài, cũng không ăn cơm ở nhà. Lâm Thanh Diện nhận điện thoại, bên kia lập tức truyền đến tiếng cầu xin của Tống Uy, anh rể, em gặp rắc rối rồi, anh mau đến đây cứu em. Chương 163, phiền phức của Tống Uy. Gặp rắc rối gì, cậu ở đâu? Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi em ở phòng chơi game đường thắng lợi, em làm vỡ một cái cốc của bọn họ, bọn họ nói cái cốc kia trị giá 6 tỷ, em không trả tiền bọn họ không cho em đi, Tống Uy lên tiếng. Lâm Thanh Diện nhíu mày, anh cũng từng nghe đến phòng chơi game đường thắng lợi, phòng chơi game này tương tự với cái mà lúc trước bàn tử kinh doanh, đều là tầng dưới là phòng chơi game, tầng trên là sòng bạc. Lâm Thanh Diện không tin Tống Uy làm vỡ một cái cốc của người ta, người ta lại bắt anh ta bôi thường 6 tỷ, chỉ sợ thằng nhóc này đánh bạc vô nên mới không thể không gọi anh đến. Lâm Thanh Diện, sao vậy? Hứa Bích Hoài hỏi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, không sao, Tiểu uy gặp phải chút phiền phức, anh nhờ bạn anh đến giải quyết là được rồi. Anh không muốn làm lỡ thời gian đi dạo cùng hứa Bích Hoài, hơn nữa đối với Lâm Thanh Diện mà nói, phiền phức của Tống Huy cũng chỉ là phiền phức nhỏ, để Trần Tài anh đến giải quyết là được rồi. Cậu cứ chờ ở đáy đi, anh bảo bạn anh đến giải quyết cho cậu lâm thanh diện nói xong thì cúp điện thoại gọi cho trần tài anh bảo anh ta dẫn người đến phòng chơi game đường thắng lợi nhìn xem không có chuyện gì thật sao hứa bích hoài lo lắng hỏi không có chuyện gì bạn anh đến đó rồi chúng ta đi dạo tiếp đi lâm thanh diện cười nói lúc này hứa bích hoài mới khẽ gật đầu tiếp tục cất bước đi dạo cùng lâm thanh diện phòng chơi game đường thắng lợi khuôn mặt tông uy mang đầy sốt ruột đứng ở cửa phòng chơi game trong phòng chơi game có mấy người đàn ông cao lớn không có ý tốt nhìn chằm chằm anh ta, chỉ cần anh ta dám bước ra khỏi cửa lớn của phòng chơi game này, mấy người đàn ông cao lớn kia sẽ lập tức xông lên bắt cậu ta. Vừa rồi Lâm Thanh Diện nói bảo bạn anh đến giải quyết, trong lòng Tống Uy thấp thỏm không yên, nhìn thế nào cũng thấy người của phòng chơi game này không giống như người bình thường có thể chọc nổi, cũng không biết bạn của Lâm Thanh Diện có thể đối phó không. Quát con, tao khuyên mày vẫn nên mau chóng lấy tiền ra cho tao, đừng kéo dài thời gian ở đây nữa, nếu không nắm đấm của anh em bọn tao sẽ không khách sáo với mày đâu, ông chủ phòng chơi game trợn mắt nói với Tống Uy. Ông, rõ ràng các ông gài bẫy người ta, tôi chỉ là làm vỡ một cái cốc, vậy mà ông lại đòi tôi ba tỷ, ông cho rằng tôi là thằng ngu sao. Tống Uy nhìn chằm chằm ông chủ phòng chơi game nói. Ông chủ phòng chơi game cười lạnh, lên tiếng nói, quát con, mày đừng quên, ở trên kia mày thua ba tỷ. Nếu không phải mày không chịu giao 3 tỷ bị thua này ra, Tao cũng không đến mức vì một cái cốc mà đòi mày nhiều tiền như vậy. Tống Huy cắn răng, quả thật anh ta thua 3 tỷ ở bên trên, vừa rồi gọi điện thoại ngại nói ra, mới nói làm vỡ cốc phải bồi thường 6 tỷ. Đó là các ông chơi bẩn, ông đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra, các ông chơi bẩn thì dựa vào cái gì mà tôi phải đưa tiền. Tống Huy hùng hồn nói. Ông chủ phòng chơi game lập tức chừng mắt nhìn Tống Huy mắng, con mẹ mày, chơi bẩn thì sao, nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không bỏ ra được 6 tỷ ông mày đánh gãy tay mày, xem mày còn dám hò hét với ông mày ở nơi này nữa không. Mấy người đàn ông cao lớn kia đều chừng mắt nhìn Tống Uy, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến đánh anh ta. Tống Uy lập tức nói giao, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu, anh rể tôi đã gọi bạn của anh ấy đến đây, chờ bọn họ đến, ông sẽ hối hận. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Tống Uy cũng không chắc lắm, dù sao nhìn ông chủ phòng chơi game này cũng không đơn giản, không biết người bạn mà lâm thanh diện tìm có thể đối phó hay không anh rể mày anh rể mày là ai vậy nói tên tao nghe nào tao xem xem người nào lại có bản lĩnh lớn như vậy có thể khiến tao phải hối hận ông chủ phòng chơi game khinh thường nói tông uy ngẫm nghĩ danh tiếng của lâm thanh diện ở hồng thành cũng không tốt lắm nói ra chỉ sợ ông chủ phòng chơi game này sẽ lập tức cho người đánh anh ta vì vậy không nói thêm gì nữa không lâu sau Trần Tài Anh dẫn theo bàn tử đến phòng chơi game đường thắng lợi rồi, Lý Huỳnh Thái còn có việc khác nên Trần Tài Anh dẫn bàn tử đến. Lâm Thanh Diện đã đưa ảnh chụp của Tống Uy cho hai người bọn họ xem, vì vậy vừa đến cửa phòng chơi game, Trần Tài Anh nhận ra Tống Uy, bước nhanh đến đó. Cậu là Tống Uy, Trần Tài Anh lên tiếng hỏi. Tống Uy liếc mắt nhìn chăm chú Trần Tài Anh và bàn tử, hơi nghi ngờ hỏi các anh là bạn của anh rẻ tôi. Trần Tài Anh và bàn tử cùng gật đầu, Tống Huy đánh giá Trần Tài Anh và bàn tử từ trên xuống dưới, nhìn hai người này đều không giống như loại người có thể đánh nhau, trong lòng chợt thây lo lắng, oán giận Lâm Thanh Diện không đáng tin. Sao anh rể tôi lại tìm hai người các anh, anh không thấy bên phía người ta nhiều người đàn ông cao lớn như vậy sao, hai người các anh có thể đối phó sao? Tống Huy hỏi. Bàn tử lập tức lườm Tống Huy nói, thằng nhóc cậu lại còn chê bai chúng tôi, cậu biết hai người chúng tôi là ai không? Trần Tài Anh xua xua tay với bàn tử, hỏi Tống Uy, trước tiên nói tình hình cho chúng tôi đã, cậu không cần lo lắng, dù chỉ có hai người chúng tôi, cũng có thể giải quyết phiền phức của cậu. Tống Uy nửa tin nửa ngờ liếc nhìn hai người, kể lại tình hình cho hai người bọn họ. Sau khi nói xong, bàn tử lập tức chửi âm lên, mẹ nó, thế này còn độc ác hơn tôi lúc trước, chơi bẩn thì thôi đi, lại còn dám lừa gạt người ta, thế này mẹ nó thật sự là không có lương tâm. Tống Uy biến sắc, vội vàng ngăn cản, anh nói nhỏ một chút, để cho người ta nghe thấy, hôm nay ba người chúng ta đều không đi được. Bàn Tử tỏ vẻ không sao cả, bây giờ anh ta chính là trợ thủ đắc lực bên cạnh Trần Tài Anh, một phòng chơi game nho nhỏ mà thôi, anh ta còn không để vào mắt đâu. Ông chủ phòng chơi game nghe thấy lời Bàn Tử nói, lập tức dẫn mấy anh em đi đến, lúc ấy ông ta đã quan sát Trần Tài Anh và Bàn Tử một lúc lâu, cảm thấy hai người này khá quen, nhưng mà không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào. Mặc dù Trần Tài Anh rất nổi tiếng ở Hồng Thành, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết dáng vẻ của anh ta ra sao. Sao vậy, các anh chính là anh rể của quát con này. Quát con này nợ chúng tôi 6 tỷ, các anh mang đến không? Ông chủ phòng chơi game hùng hổ nói. Mang cái gì chứ, ông biết chúng tôi là ai không? Ông còn dám đòi tiền chúng tôi. Bàn tử lập tức mắng một câu. Ông chủ phòng chơi game lập tức trợn mắt, định ra tay với bàn tử. Trần Tài Anh vội vàng ngăn cản, cười nói, ông muốn 6 tỷ này cũng có thể hiểu được, ra ngoài kiếm sống, tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền, điều này tôi hiểu. Nhưng chúng tôi còn chưa chơi chán đâu, số tiền này có thể chờ thêm một lát không, cho chúng tôi đi lên chơi thêm rồi ông lại tìm chúng tôi đòi. Ông chủ phòng chơi game không biết Trần Tài Anh có biện pháp gì, nhưng nghe thấy Trần Tài Anh muốn đi lên chơi, hai mắt lập tức sáng lên, đây chính là dê béo đợi làm thịt đấy, sao có thể dễ dàng buông tha? được rồi vậy các anh đi lên chơi tiếp đi chờ lát nữa thua nhiều anh cũng đừng nói là không có tiền ông chủ phòng chơi game cười lạnh tông uy sốt ruột dậm chân kéo trần tài anh nói sao anh còn muốn đi lên đánh bạc bọn họ chơi bẩn đấy đến lúc đó chúng ta phải đưa cho bọn họ nhiều tiền hơn có phải các anh cố ý đến hại tôi không trần tài anh vỗ vai anh ta cười nói chàng trai trẻ mấy tỷ mà thôi sợ cái gì hơn nữa cậu yên tâm đi có bàn tử này ở đây chúng ta không thua được sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía bàn tử, hỏi: "Tôi nhớ lần trước Lâm Thanh Diện thắng khiến anh suýt nữa phá sản phải không?" Bàn tử tỏ vẻ khó chịu nói: "Đó là ông đây sai sót, nếu không anh ta nào có cơ hội chứ?" Trần Tài anh cười ha ha, nói: "Vậy hôm nay anh dựa theo trình độ ngày đó Lâm Thanh Diện thắng anh, cũng khiến cho bọn họ hiểu rõ lợi hại của vua bạc anh." Chương 164: Thắng đến lúc ông phá sản sau khi ông chủ phòng game và những tên côn đồ đó nghe được lời nói của Trần Tài Anh thì lập tức cười to, sắc mặt diễu cợt. Tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu nói ông mập này là vua đánh bạc, nếu anh ta là vua cờ bạc vậy ông đây chính là thần bài rồi, ông chủ phòng game cười to nói. Thời buổi này đúng là kẻ nào cũng dám tự đề trước cho mình, trước mặt ông chủ của bọn tao mà còn dám xưng là vua cờ bạc. Ông chủ, theo em thấy thì bọn họ tới quấy rối đó, rõ ràng không muốn lấy tiền, em nghĩ chúng ta nên dạy dỗ bọn họ một trận, để bọn họ cầm tiền ra là xong chuyện. Ông chủ phòng game nhìn ông mập chằm chằm, đùa bỡn nói, tao lại muốn xem vị vua cờ bạc này làm sao thắng được tiền từ chỗ tao, để bọn họ lên. Ông mập lạnh lùng nhìn ông chủ phòng trò chơi, lần này cũng không kích động mà nói một cậu chờ phá sản đi. Trần Tài Anh và ông mập bèn đi lên lầu. Tống Uy lo lắng ra mặt đi theo sau lưng hai người họ, trong đầu nghĩ tại sao Lâm Thanh Diện lại không đáng tin thế, tìm hai người tới lại vẫn muốn lên lầu đánh bạc. Hai anh à, coi như tôi cầu xin hai anh đấy, nơi này của bọn họ gian lận ghê lắm, hai anh mà đánh cuộc sẽ càng thua nhiều hơn thôi. Để cậu đi theo thì cậu cứ đi theo thôi, nói nhiều thế làm gì. Nếu không tự cậu lấy ra 6 tỷ nhé, ông mập trợn mắt nhìn Tống Uy. Tống Uy lập tức trở nên đàng hoàng. Ba người đi một vòng ở lầu 2 của sòng bạc, Trần Tài Anh đi đổi 300 ngàn tiền chip đưa cho ông mập. Tống Uy nhìn thấy 300 ngàn tiền chip đó xong thì trong lòng muốn nói chửi ngay mẹ nó, hai anh đây là thần tiên đấy à, muốn dựa vào 300 ngàn để thắng cho đến khi sòng bạc người ta phá sản ư? Đây là đang mơ đấy à? Người theo dõi ba người Trần Tài anh nhìn thấy cảnh này thì lập tức chạy tới phòng game báo cáo cho ông chủ. Ông chủ phòng game nghe xong thì cười to, ôm bụng cười suýt không đứng dậy nổi. Ôi mẹ ơi, buồn cười chết thôi. Muốn dựa vào 300 ngàn để thắng đến lúc sòng bạc này của chúng ta phá sản, hai tên đó đến làm trò hề đấy à? Ông chủ, vậy bọn em có cần theo dõi bọn họ nữa không? Không cần, bọn mày xuống lầu chờ đi, chỉ cần bọn họ không ra khỏi cửa phòng game là được. Muốn dựa vào 300 ngàn để đánh bạc ở nơi này đúng là mơ giữa ban ngày, bọn họ chắc chắn đang nghĩ cách kéo dài thời gian. Hôm nay nếu bọn họ không lấy tiền ra cho tao thì kéo dài thời gian thế nào đi nữa cũng vô ích thôi nói xong ông chủ phòng game tìm một chỗ nghỉ ngơi khoảng chừng một tiếng sau đám côn đồ của phòng game cuống cuồng vội vàng chạy tới chỗ của ông chủ phòng chơi game ông chủ nguy rồi có chuyện rồi côn đồ nói có chuyện gì ba tên đó chạy à ông chủ phòng game hỏi này thì không phải chỉ là sòng bạc của chúng ta ông chủ tự xem xem đi côn đồ sợ ông chủ phòng game giận dữ với mình nên không nói ra ông chủ phòng game sinh nghi ra mặt Đứng dậy đi về phía Sòng Bạc. Lúc này tất cả mọi người trong Sòng Bạc đều vây quanh một cái bàn, vây quanh ba người Trần Tài Anh, ông Mập và Tống Huy. Sắc mặt của nhân viên công tác của Sòng Bạc rất phức tạp, nhìn qua như gặp quỷ. Lợi hại quá, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy thăng được nhiều vậy đó. Mẹ ơi, đây chính là vua cờ bạc trong truyền thuyết đó, đỉnh thật sự. Nếu trận này mà thẳng nữa, sợ rằng Sòng Bạc cũng phải phá sản thôi. Tống Uy đứng bên cạnh ông Mập, đã không lo lắng như trước nữa, bây giờ anh ta rất hởn hở, vẻ mặt hâm mộ nhìn ông Mập chằm chằm. Anh Mập à, anh đỉnh thế, không ngờ anh rể em lại quen biết một người lợi hại như anh đó. Lúc đó em còn nghi ngờ, bây giờ dù anh nói anh có thể thắng cả Hồng Thành thì em cũng tin Tống Uy cười. Khiêm tốn tí đi, chuyện nhỏ thôi, ông Mập đắc y nói. Mau lật bài đi, đừng kỳ kèo chứ, Tống Uy nhìn nhân viên công tác rồi nói. Nhân viên công tác đó đành phải lật bài, Tống Uy lập tức mở miệng hét lên, thắng. Lại thắng rồi, lần này chúng ta lời to rồi. Mọi người xung quanh đều hâm mộ nhìn ba người Tống Uy, không ít người còn vỗ tay. Lúc này ông chủ phòng game đi tới, đến bên nhân viên công tác đó, nghi ngờ nhìn Tống Uy rồi nói, thắng có lần thôi, cậu phấn khích gì chứ? Cậu còn nợ tôi 6 tỷ đấy. Tống Uy cười ha ha, nói, bây giờ tôi không nợ tiền ông mà là ông nợ tiền chúng tôi, ông chờ phá sản đi thôi. Ông chủ phòng game sửng sốt, rồi nghiêng đầu nhìn nhân viên công tác và hỏi, bọn họ thắng bao nhiêu tiền rồi? 9, 9, nhân viên công tác ấp úng nói. 9 tỷ, trong lòng ông chủ phòng game rất ngạc nhiên, không ngờ bọn họ thắng được nhiều thế. 90 tỷ, nhân viên công tác nói. Gì cơ, ông chủ phòng game lập tức bùng nổ, gương mặt khó mà tin nổi nhìn ông mập, hỏi bọn họ thắng 90 tỷ cậu không nói đùa chứ. Nhân viên công tác khó xử gật đầu. Ông chủ phòng game như sắp ngất xỉu, sòng bạc này của ông ta không lớn, 90 tỷ đã gấp đôi toàn bộ tài sản của ông ta rồi. Trừ đi 6 tỷ tôi nợ ông, ông chỉ cần đưa chúng tôi 84 tỷ là được, nhanh đi lấy tiền đi, chúng tôi còn chờ về nhà ngủ đây, tống uy cười. Ông chủ phòng game đảo mắt, hung ác nhìn ba người bọn họ, lạnh lùng nói, muốn lấy tiền từ chỗ tao ư, không có cửa đâu bắt bọn họ lại cho tao. Ông ta ra hiệu bằng mắt với những tên côn đồ đó. Người xung quanh thấy vậy, biết chuyện không hay bèn lập tức chạy ra. Những tên côn đồ của phòng game lập tức vây ba người Trần Tài Anh. Mẹ bọn mày, dám gian lận trong sân nhà ông, hôm nay nếu bọn mày không nói rõ thì đừng mong ra khỏi đây. Ông chủ phòng game quát to. Con mẹ ông chứ, rõ ràng là chỗ ông gian lận, bây giờ ông lại bôi nhỏ chúng tôi. Tống Uy tức giận nói. Ông chủ phòng game bĩu môi, lạnh lùng nói, ở đây thì bớt nói nhảm đi, hôm nay bọn mày mà không nôn ra 15 tỷ, tao chém mỗi đứa một cánh tay. Sắc mặt Tống Uy thay đổi, bối rối ngay lập tức, nhưng đầu nhìn Trần Tài Anh và ông mập hỏi, chúng ta làm sao đây? Trần Tài Anh cười, nói, một đám tay chân không ra gì thôi, có gì mà sợ. Nói xong, Trần Tài Anh bước một bước dài xông đến trước mặt những tên côn đồ đó, thuần thục đánh cho những kẻ lực lưỡng này ngã xuống đất. Tống Uy nhìn thấy cảnh này thì ngây người, không ngờ người trông ôn hòa như Trần Tài anh lại lợi hại như thế. Ông chủ phòng game thấy vậy, biết hôm nay mình đá trúng tấm sắt rồi, ông ta không do dự mà lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại. "Anh Tân à, anh mau dẫn người tới đi, có người gây chuyện ở chỗ em, em nộp nhiều tiền bảo vệ cho anh thế, anh phải giúp em." Cúp điện thoại, ông chủ phòng game hung ác trợn mắt nhìn ba người Trần Tài anh, nói, "Bọn mày chờ đấy, anh cả lập tức dẫn người tới." đến lúc đó bọn mày chờ hưởng thụ đi. Tống Uy nghiêng đầu nhìn Trần Tài Anh, hỏi anh Trần, ông ta gọi người tới hay là chúng ta đi trước đi, số tiền đó thì sau này rồi tìm ông ta đòi sau, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta đi trước đi. Trần Tài Anh cười, bọn họ có bao nhiêu người tới cũng không cần sợ, hôm nay ông ta thua bao nhiêu tiền thì một đồng cũng không được thiếu. Tống Uy lại lo lắng, trong đầu nghĩ Lâm Thanh Diện tìm cho anh ta hai người này đúng là lợi hại thật. Nhưng sao chống được khi người ta gọi người chứ? Lát nữa một đống người ngăn bọn họ lại, bọn họ muốn chạy cũng không chạy được. Anh Trần, em biết anh lợi hại, nhưng chúng ta đừng có ngốc nghếch chờ bọn họ gọi người tới chứ, người chịu thiệt là chúng ta đó, Tống Uy khuyên nhủ nói. Ông mập cười nhìn Tống Uy, nói yên tâm đi, ở Hồng Thành này chưa có ai khiến tụi tôi sợ được. Thấy hai người kiên định như thế, Tống Uy chỉ đành cắn răng tiếp tục đứng chờ ở đây. Ông chủ phòng game nghe được lời nói của ông mập, lập tức cười mỉa, nói, bọn mày bớt giả vờ ở đây đây, tao nói cho mà biết, anh cả của bọn tao là Tân Cương, bọn mày biết Tần Cương là ai không? Người này chính là cánh tay đắc lực của Trần Tài Anh, hoàng đế thế giới ngầm hồng thành đó, lát nữa anh ấy tới, ba đứa bọn mày không có đứa nào thoát được đâu. Trần Tài Anh và ông mập lập tức nhìn nhau, trên môi nở nụ cười kỳ lạ. Tông Uy thấy hai người cười lạ thế thì mở miệng hỏi, anh Trần, cái người tên Trần Tài Anh này lợi hai lắm à? Hoàng đế thế giới ngâm ở Hồng Thành, nghe là biết không bình thường rồi. Chắc hai anh không phải là đối thủ của người ta đâu, hay là chúng ta mau chạy đi thôi. Trần Tài Anh cười không nói, không biết giải thích với Tống Uy thế nào. Ông Mập cười to, nói Trần Tài Anh tính là thứ gì, anh Mập của cậu giải quyết anh ta trong vài phút. Ông chủ phòng game bĩu môi, nói, bớt nói khoác ở đây đi, khắp Hồng Thành này, Trừ nhà họ Cổ thì còn ai dám chọc Trần Tài Anh chứ? Chỉ với hai thằng bọn mày cũng muốn giải quyết Trần Tài Anh ư? Mơ giữa ban ngày rồi đấy. Trần Tài Anh và ông Mập không nói gì, hai người đều nghĩ chờ Tần Cương tới, nhìn xem ông chủ phòng game này sẽ có sắc mặt nào. Tống Uy không hiểu ra sao, không hiểu tại sao hai người bạn của anh rể mình lại ngang tàng như thế, cứ muốn đợi người ta dẫn người tới. Không lâu sau, có hàng loạt tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang hai mắt của ông chủ phòng game lập tức sáng lên, chạy tới nghênh đón. Tấn Cương vừa dẫn người đi lên thằng hai của sòng bạc, ông chủ phòng game lấy thuốc lá của mình ra, đưa cho Tấn Cương. Anh Tấn, anh tới rồi, cũng may ba tên ngu kia không chạy mất. Bọn họ không chỉ gian lận ở chỗ em, mà còn gây hấn cả đại ca Trần tại Anh. Anh là người của đại ca Trần, hôm nay dù không vì em cũng phải thay đại y ca Trần xử đẹp họn họ đó. Tấn Cương nhìn ông chủ phòng game hỏi, bọn họ đâu? ông chủ phòng game lập tức chỉ tay về ba người Trần Tài Anh. Chính là tên đó. Trong lòng Tống Uy run lên, không ngờ đối phương dẫn nhiều người tới thế, trong đầu nghĩ lần này chắc chắn xong đời rồi. Ba thằng bọn mày còn không mau quỳ xuống xin tha à. Tính tình của anh Tần đây không được tốt lắm nhé, chờ anh ấy ra tay, bọn mày hối hận cũng muộn rồi. Ông chủ phòng game đắc y nói. Tần Cương vừa nhìn sang bên kia, sau khi nhìn thấy Trần Tài Anh và ông Mập, cả người cứng đờ, đó không phải là đại ca của mình à. Anh Tần, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cho người đến dạy dỗ ba tên ngu đó đi." Ông chủ phòng game nghiêng đầu nói với Tần Cương một câu. Trong lòng Tần Cương lập tức nổi cơn giận, tát ông chủ phòng game một cái, "Mắng mẹ mày chứ, mày dám mắng bọn họ ngu ư? Đó là anh cả Trần Tài Anh của tao đó, mày chán sống rồi à?" Chương 165, anh là thần tượng của em ông chủ của khu vui chơi bị một cái tát của tân cương làm cho ngơ ra ôm lấy gương mặt của mình không dám tin nhìn về phía ba người trần tài anh anh ta anh ta chính là trần tài anh anh tần không phải anh nhận nhầm người rồi đấy chứ ông chủ của khu vui chơi lắp bắp tự nhủ tân cương lại đạp một cước vào bụng ông chủ khu vui chơi ông chủ khu vui chơi ngồi bệt xuống đất ôm bụng nhăn nhó mẹ nó náo ông bị úng nước à đến anh trai tôi mà tôi cũng không nhận ra sao Tân Cương mắng một câu, vội vàng đi về hướng Trần Tài Anh và ông mập, vẻ mặt cung kính nói: Đại ca, em không biết anh ở đây, cũng không biết là việc như thế nào. Ông chủ khu vui chơi này quen biết với em, bình thường có việc gì em cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng mà nếu như người anh ta chọc giận là Đại ca anh, em tuyệt đối sẽ xử lý không nể tình. Tông Uy nhìn thấy dáng vẻ cung kính Trần Tài Anh của Tân Cương, vẻ kinh ngạc trên mặt còn hơn cả ông chủ khu vui chơi. Anh ta cẩn thận nhìn về phía Trần Tài Anh, cất tiếng hỏi anh anh chính là Trần Tài Anh, hoàng đế ngầm của Hồng Thành đó ư. Ông mập cười vỗ vỗ vai anh ta, nói, ngoại trừ anh ta còn có thể là ai, ở Hồng Thành, không có ai dám nói mình là Trần Tài Anh đâu. Tông Uy lập tức nuốt nước bọt, cũng bắt đầu kính phục Lâm Thanh Diện hơn, sao anh ta lại chẳng nghĩ tới, hai người bạn mà Lâm Thanh Diện tìm cho mình, lại là nhân vật mà trên dưới Hồng Thành không ai dám động vào. Chẳng trách họ chỉ đi có hai người, nhưng vẫn cứ có dáng vẻ bất cần, chỉ cần cái tên Trần Tài Anh này thôi, cũng đủ dọa hơn nửa số người ở Hồng Thành rồi. Trần Tài Anh cười với Tống Uy, tiếp tục quay đầu nhìn về phía Tân Cương, dặn dò nói, lúc nãy ông mập đã thắng ở đây 90 tỷ, coi như Tống Uy thua mất 6 tỷ, anh ta phải lấy 84 tỷ ra nữa, cậu đi với anh ta đòi số tiền này lại, không được thiếu một đồng. Tân Cương lập tức gật đầu, nói, đại ca, anh yên tâm, số tiền này ngày mai em sẽ đưa qua cho anh. Ông chủ khu vui chơi đang ngồi trên đất nhanh chóng bỏ qua, dập đầu với trần tài anh, đại ca, em biết lỗi rồi, xin anh tha cho em, tám bốn tỷ, em thật sự không có. Lúc anh lừa bịp người khác, e rằng cũng chưa từng nghĩ người khác liệu có được từng ấy không nhỉ, chỗ tiền này thiếu một đồng, thì lấy chân tay của anh ra thay thế, trần tài anh lạnh lùng nói. Đại ca, tha cho em đi, sau này em không dám nữa. Ông chủ khu vui chơi bật khóc thành tiếng. Tần Cương lại đạp một cước vào người ông chủ khu vui chơi, mắng: "Mẹ nó, ông cũng có tư cách mặc cả trả giá với đại ca tôi." "Nhanh chóng bảo người của ông đi chuẩn bị tiền, nếu không, bây giờ tôi sẽ chặt tay của ông." Trần Tài Anh nhìn về phía Tống Uy, nói: "Rắc rối đã giải quyết xong, chúng tôi đưa anh về nhé." Tống Uy vẫn đang trong cơn kinh ngạc, vô thức gật đầu. Trên đường quay về, ngữ khí nói chuyện của Tống Uy với Trần Tài Anh và ông Mập cũng trở nên cung kính hơn nhiều hai người này là lão đại của trên dưới hồng thành anh không dám đắc tội đến vịnh đằng long tống uy vô cùng hưng phấn chạy vào biệt thự sau khi tiến vào thì nhìn thấy lâm thanh diện và hứa bích hoài đang ngồi trên sofa xem tỷ vi lâm thanh diện nhìn thấy tống uy quay về bèn lên tiếng hỏi rắc rối của cậu đã giải quyết rồi chứ tống uy hưng phấn gật đầu nói anh rể thật không ngờ anh lại còn quen cả trần lâm thanh diện liếc anh ta Bỏ ý đừng nói cái này trước mặt hứa bích hoài. Tông Huy vội vàng đổi câu khác, anh dễ, anh thực sự quá lợi hại rồi, không ngờ anh lại còn quen cả người bạn lợi hại như thế, từ nay về sau, anh chính là thần tượng của em. Hứa bích hoài thấy kỳ lạ, cất tiếng hỏi, em làm sao thế, trước kia không phải em còn muốn gây rắc rối cho Lâm Thanh Diệt, sao bây giờ lại coi anh ấy như thần tượng của mình rồi. Tông Uy cười he he, nói, vậy đương nhiên là vì anh dễ em quá lợi hại, chị họ, chỉ có thể tìm được một người chồng tốt thế này, thật sự quá may mắn rồi, chị phải chăm sóc anh rể em cho tốt đấy, tuyệt đối đừng để anh ấy chạy mất, anh ấy ưu tú như vậy, chị nên cảm thấy áp lực mới đúng. Hứa Bích Hoài bị lời này của Tống Uy làm cho ngơ rồi, theo ý của Tống Uy, hình như bản thân còn hơi không xứng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trừng mắt với Tống Uy, nói, được rồi, đừng ở đây lại nhảy nữa, làm phiền chúng tôi xem tỉ vi. Tống Uy thẻ lưỡi, không nói thêm nữa lúc này tống huyền khanh từ trên lâu đi xuống thấy lâm thanh diện đang xem tỷ vi lập tức cau mày nói lâm thanh diện ai cho cậu ngôi xem tỷ vi chứ cậu quét nhà chưa bát rửa chưa cậu có tư cách gì mà nhàn rỗi ngồi đây xem tivi như vậy tống huy nghe thấy lời này của tống huyền khanh lập tức sốt ruột nói cô ơi sau này cô không thể nói anh rể cháu vậy đâu bây giờ anh ấy là thần tượng của cháu tống huyền khanh ngây người vội vàng nói tiểu uy cháu đừng thần tượng thẳng lười biếng này, ngoại trừ ăn bám thì nó chẳng biết làm gì nữa cả, bảo làm việc nhà còn lằng nhằng mãi, cháu học nó làm gì. Tống Uy lập tức trừng mắt, nói, những công việc nhà này để cháu làm, cô đừng nói anh rể cháu như vậy, nếu không đừng trách cháu trở mặt với cô. Nói xong, anh ta đi quét nhà rửa bát. Tống Huyền Khanh không dám tin, trong lòng nghĩ mới có mấy ngày, Lâm Thanh Diện lại có thu mua cả Tống Uy, hứa bích hoài cũng trúng bùa mê của anh ta, bây giờ không nghe lời mình nữa. Đúng là sao trổi, chỉ cần cậu ở nhà tôi một ngày, thì tôi chẳng được sống yên ngày nào. Sau khi nhủ thầm một câu, Tống Huyền Khanh lại tức giận đùng đùng lên lầu. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau, đều không nhịn được bật cười. Buổi sáng ngày thứ hai, Trần Tài Anh cho người đưa hợp đồng của xưởng vật liệu xây dựng giang mã qua đó. Lâm Thanh Diện liếc qua, cảm thấy không có vấn đề gì, giao cho Hứa Bích Hoài hứa bích hoài nhìn thấy trên chữ ký trên hợp đồng thật sự là trần tài anh trong lòng kinh ngạc không ngờ xưởng vật liệu xây dựng giang mã lại thật sự đổi ông chủ lâm thanh diện anh nói thật cho em biết xưởng vật liệu xây dựng giang mã đổi ông chủ thực ra là do anh làm phải không hứa bích hoài đột ngột lên tiếng hỏi lâm thanh diện cười ha ha nói sao có thể chứ anh làm gì có bản lĩnh lớn đến thế trần tài anh người ta muốn làm gì cũng không nghe anh đâu Hứa Bích Hoài không hề tin lời Lâm Thanh Diện, lần trước Lục Thiên Điệp từng nói với cô, thân phận của Lâm Thanh Diện đáng sợ hơn cô tưởng tượng rất nhiều, bây giờ cho dù nói là Trần Tài Anh làm việc thay Lâm Thanh Diện, cô cũng sẽ không nghi ngờ chút nào. Khoảng thời gian này rất nhiều việc đều khiến Hứa Bích Hoài cảm thấy, Lâm Thanh Diện mới là nhân vật lớn thật sự sở hữu năng lực một tay che trời, mấy năm trước chắc chắn là anh ấy vì nguyên nhân nào đó mới lựa chọn nhẫn nhịn. Cô không hỏi nhiều, bởi vì cô cũng biết rõ đợi sau khi thời cơ chín mùi, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ nói cho cô biết tất cả mọi việc. Sau khi xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì, hai người cùng nhau đi đến biệt thự nhà họ hứa. Vừa vào cửa, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy bên trong biệt thự chật kín người ngồi, những người bà con trực hệ của hứa mạn tranh đều đã đến đây. Theo lý mà nói, nếu như chỉ là bàn chuyện của xưởng vật liệu giang mã, hứa mạn tranh không nhất thiết phải gọi nhiều người qua đây như vậy xem ra, chắc là lại có việc quan trọng khác muốn tuyên bố. Hứa Bích Hoài cảm thấy kỳ lạ, khêu một người họ hàng, hỏi, làm sao thế? Vì sao mọi người đến đến chỗ ông nội vậy? Người họ hàng đó nhìn Hứa Bích Hoài một cái, lên tiếng nói, cụ thể thì tôi cũng không biết, nhưng mà nói là có liên quan đến nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Audio điện tử võ tấn bền chương 166, cháu thật sự làm ông quá thất vọng. Lâm Thanh Diện nghe được mấy chữ nhà họ Lâm ở kinh đô lập tức đoán được chuyện này có lẽ do Lạc Tâm làm. Ngày đó anh đã nói với Lạc Tâm bảo cô ta thu hồi lại quà tặng cho nhà họ Lâm đi, Lạc Tâm cũng đã đồng ý, Lâm Thanh Diện cho rằng Lạc Tâm lại phái người tới đòi hỏi nhưng bây giờ xem ra có lẽ cô ta không muốn làm chuyện này đơn giản như vậy. Nhà họ Lâm là dòng dõi quý tộc, mọi thứ đều thích đẹp đẽ phô trương một chút, cho dù là người muốn đến tặng lễ thì cũng nhất định phải làm cho long trọng một chút. Ngày đó Lục Thiên Điệp cũng không hề nói cho hứa Bích Hoài biết Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô, cho nên hứa Bích Hoài cũng không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến Lâm Thanh Diện. Cô và Lâm Thanh Diện đi vào bên trong, dự định trước tiên mang hợp đồng vật với nhà máy liệu xây dựng giang mã cho hứa Mạn Tranh xem. Hứa Trai Hiệp và hứa Bích Huyên nhìn thấy Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài tới lập tức đều cười lạnh đi lên đón. Hứa Bích Hoài, chỉ còn có mặt mũi đến chỗ ông nội nữa à, chẳng lẽ chị còn muốn ông nội bãi bỏ chức vụ quản lý của chị ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Nếu tôi là chị thì nhất định tôi sẽ chọn lúc không có người đến nhận sai với ông nội. Hứa Bích Huyên mở miệng cười. Nghe ý tứ của cô ta giống như là đã nhận định hứa Bích Hoài không thể đàm phán được hợp đồng với nhà máy vật liệu xây dựng giang mã vậy. Nhận sai, tại sao chị lại phải nhận sai? Em biết được chị không đàm phán được với nhà máy vật liệu xây dựng giang mã à? Hứa Bích Hoài mở miệng. Hứa Trai hiệp cười lạnh một tiếng, nói: "Đương nhiên là chúng tôi biết rồi bởi vì hôm qua tôi đã đàm phán xong xuôi với quản đốc Mã, chỉ cảm thấy ông ta sẽ bỏ qua một người chủ động tăng giá cho anh ta 10% hay ngược lại lại đi đàm phán với chị chuyện giảm giá 10% này." "Nếu cậu đã đàm phán xong vậy thì hợp đồng của cậu đâu?" Hứa Bích Hoài chất vấn. Hứa Trai hiệp lập tức xấu hổ, "Hôm qua anh ta cũng đã muốn để Mã Nghiễm tài ký hợp đồng trước nhưng ông ta lại nói bây giờ xưởng này do con của ông ta đứng tên." muốn ký hợp đồng thì phải đợi thêm hai ngày nữa hai ngày nữa sẽ ký hợp đồng hứa bích hoài chị cũng đừng ở đây giả vờ cố gắng nữa lần này chị không chỉ bị đuổi ra khỏi công ty mà còn bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa nữa hứa trai hiệp lạnh lùng nói tiếp theo anh ta và hứa bích uyên đi tới bên cạnh hứa mạn tranh ông nội hứa bích hoài và lâm thanh diện tới rồi hứa trai hiệp nói hứa mạn tranh gật đầu sau đó gõ bàn một cái khiến cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại Hôm nay tôi gọi tất cả mọi người tới đây là có hai chuyện muốn tuyên bố, hứa mạn tranh mở miệng, vẻ mặt nhìn qua rất không tệ giống như đang có chuyện vui vẻ gì vậy. Tất cả mọi người đổ dồn về phía hứa mạn tranh chờ ông ta tuyên bố chuyện muốn nói. Chuyện đầu tiên là chuyện cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty chúng ta, hai người Bích Hoài và Trai Hiệp đã đánh cược với nhau, Bích Hoài đã nói là sẽ đàm phán với nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã để mua với giá thấp hơn thị trường 10%, trai hiệp cảm thấy không ổn nên cũng đi đàm phán chuyện này. Đám người nghe hứa mạn tranh nói vậy cũng bắt đầu cười nhạo hứa Bích Hoài. Tôi không nghe lầm đấy chứ, vậy mà cô ta còn muốn người ta bán vật liệu xây dựng cho mình thấp hơn giá thị trường 10%, không phải đang nằm mơ chứ. Dù sao cô ta cũng là giám đốc vậy mà lại nói ra mấy lời khoác lác như vậy không phải là đang cố ý đối nghịch với ông nội cô ta đấy chứ? Nếu cô ta có thể đàm phán được cái giá đó thì đúng là thấy quỷ rồi, người ta mở được nhà máy vật liệu xây dựng thì cũng không phải là người ngu. Hứa Mạn Tranh lần nữa gõ bàn một cái, để cho đám người kia yên tĩnh lại. "Được rồi, báo cáo kết quả lần này của các người một chút đi." Hứa Mạn Tranh mở miệng. Hứa Trai hiệp lập tức tiến lên một bước nói, "Ông nội, hôm qua cháu đã đàm phán xong với quản đốc mã rồi." ông ta đồng ý tiếp tục cung ứng vật liệu xây dựng cho chúng ta chỉ có điều sẽ nâng ra lên thêm 10%, chuyện này cũng đều do hứa bích hoài cố ý ép giá người ta nên không chúng ta cũng sẽ không gặp rắc rối về mặt giá cả như vậy. Đám người nghe thấy hứa trai hiệp nói như vậy nhao nhao chỉ trích hứa bích hoài, đồng thời khen hứa trai hiệp lợi hại. Hứa mạn tranh khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ nhìn về hứa bích hoài, nói cô còn có cái gì để nói nữa không? Hứa trai hiệp đã đàm phán xong với người ta rồi nên chắc chắn cô sẽ không thành công đâu. Từ nay về sau cô cũng đừng nhúng tay vào chuyện của công ty nữa, cũng đừng quên chuyện cô đã đồng ý với trai hiệp. Lúc này hứa bích hoài tiến lên một bước, nói ông nội, cậu ta đã đàm phán xong với mã nghiễm tài nhưng cũng không có nghĩa là cháu không đàm phán thành công. Nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đã ký hợp đồng tiếp tục cung ứng vật liệu xây dựng cho chúng ta và đồng ý sẽ lấy thấp hơn giá thị trường 10%. Nói xong, Hứa Bích Hoài đưa hợp đồng lên. Đây là chuyện không thể nào. Lúc này Hứa trai Hiệp gầm thét một tiếng, "Hứa Bích Hoài, chị nghĩ tất cả mọi người đều là đồ đần à? Chị cho rằng quản đốc Mã đã đàm phán giá cả xong xuôi với tôi rồi lại chấp nhận cái giá mà chị đưa ra à? Còn cả hợp đồng nữa, chị ngụy tạo ra đúng không?" "Đúng đấy, cô ngốc nhưng người ta cũng không ngốc đâu, vì sao quản đốc Mã người ta không muốn lấy thêm 10% như bên kia mà ngược lại lại đi ký hợp đồng với cô?" cô cũng quá xúc phạm trí thông minh của mọi người rồi đấy. Hứa Bích Huyên phụ quát theo. Hứa Bích Hoài không hề bối rối chút nào mà chỉ nói, ai nói với cậu quản đốc của nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã vẫn là Mã Nghiễm Tài, hôm qua xưởng đã thay đổi quản đốc rồi, cậu có đàm phán xong với Mã Nghiễm Tài rồi thì cũng không có tác dụng gì đâu. Chị nói bậy, quản đốc nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã không phải là Mã Nghiễm Tài thì là ai chứ? Hứa Bích Hoài, chị vì lừa gạt ông nội mà ngay cả chuyện này cũng dám nói dối hả? Hứa Tra hiệp trừng mắt nói: "Nếu cậu không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi thăm một chút, còn về phần cái hợp đồng kia của tôi là thật hay là giả thì cậu có thể hỏi mấy người bên tổ dự án là biết ngay mà. Hiện tại nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã cũng đã tiếp tục cung ứng vật liệu xây dựng." Hứa Bích Hoài mở miệng. Trong lòng Hứa chai hiệp dâng lên một dự cảm bất an, anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Mã Nghiễm Tài. Không bao lâu sau điện thoại kết nối, Hứa chai hiệp vội vàng nói: "Quản đốc Mã có người nói ông chủ nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã không phải ông, chuyện này là thật hay là người đó tung tin đồn nhảm vậy? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Mã Địch, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đã không phải là của nhà tôi, sau này ba tôi cũng không làm nghề này nữa nên sau này các người cũng đừng gọi điện thoại đến đây cho ba tôi. Nói xong, điện thoại bị dập máy. Bởi vì vừa rồi mọi người đều không hề lên tiếng cho nên đều nghe được rất rõ ràng giọng nói trong điện thoại kia. Một đám người lập tức trầm mặc lại, không ngờ lời hứa bích hoài vừa nói lại là thật. Mặt mũi Hứa trai hiệp thì lại cực kỳ kinh ngạc, cả khuôn mặt đều là vẻ không thể tin được. Anh ta nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Hứa Mạn Tranh, nói: "Ông nội, mặc dù nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã không phải là của Mã Nghiễm Tài vậy thì người kia cũng không thể nào lấy thấp hơn giá thị trường 10% để cung ứng vật liệu xây dựng cho Hứa Bích Hoài được, hợp đồng này chắc chắn cũng là giả." Lúc này thư ký của hứa mạn tranh nhận được một cuộc điện thoại, sau đó ghé vào tai ông ta nói, ông cụ, bộ phận dự án của tập đoàn Thiên Dương vừa gọi điện thoại tới nói nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đã khôi phục cung ứng vật liệu xây dựng, hơn nữa còn lãi giá thấp hơn giá thị trường 10% nữa. Đám người ồ lên, tất cả đều nhìn hứa bích hoài với ánh mắt bội phục. Hứa trai hiệp khó tin nhìn hứa bích hoài, anh ta vươn tay ra cầm lấy hợp đồng kia xem xét, lúc nhìn thấy chữ ký trong đó tên là Trần Tài Anh chất vấn, Trần Tài Anh này là ai vậy? Nhà máy vật liệu xây dựng giang mã lớn như vậy chắc chắn sẽ không bị hạng người vô danh tiểu tốt thu mua được, đây nhất định là giả. Hứa mạn tranh tức giận đến mức thân thể cũng bắt đầu run lên, quát hứa trai hiệp, chú ý cái miệng của cháu cho ông, Trần Tài Anh là vua của thế giới ngâm ở Hồng Thành này đấy, vậy mà cháu lại dám nói anh ta là hạng người vô danh tiểu tốt ư. Chính cháu không đám phán được hợp đồng bây giờ lại tìm đủ mọi cớ, so với Bích Hoài thì cháu còn kém cỏi hơn nhiều lắm, cháu thật sự làm ông quá là thất vọng rồi. chương 167, nhà họ Lâm muốn tới cầu hôn. Hứa trai hiệp nhìn hứa mạn tranh mặt mũi đầy kinh ngạc, trong miệng Lâm bầm ba chữ, Trần Tài Anh, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cơ thể lập tức cứng đờ. Vì sao vua của thế giới ngâm ở Hồng Thành lại giúp hứa bích hoài? Hứa trai hiệp không thể nào chấp nhận được kết quả này. Lúc đầu anh ta cho rằng hôm nay mình có niềm tin tuyệt đối, anh ta sẽ có thể đuổi được hứa Bích Hoài ra khỏi công ty sau đó anh sẽ tiếp nhận dự án với tập đoàn Thiên Dương, cuối cùng hứa Bích Hoài sẽ không có đủ tư cách để đấu với anh ta. Mã nghiễm tài cũng đã đồng ý với anh ta là chắc chắn sẽ không giảm giá cho hứa Bích Hoài rồi, nhưng hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm này, nhà máy vật liệu xây dựng giang mã lại đổi chủ sang Trần Tài Anh. Chẳng lẽ chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? hứa trai hiệp nhớ lại mấy lần trước đó mình đối đầu với hứa bích hoài nhưng lại không có lần nào thật sự khiến cho hứa bích hoài phải chịu thiệt thòi ngược lại mỗi lần người xui xẻo đều là anh ta trước kia anh ta chỉ cảm thấy là hứa bích hoài may mắn nhưng mấy lần đều như vậy khiến chính bản thân anh ta cũng không thể không nghi ngờ có phải anh ta hoàn toàn không đủ vốn liếng để đấu với hứa bích hoài hay không nhưng trước đây hứa bích hoài cũng chỉ có năng lực làm việc mạnh một chút mà thôi hứa trai hiệp tự nhận là mình cũng không kém hơn cô bao nhiêu hơn nữa người của anh ta rất đông đảo, muốn đối phó với hứa bích hoài là chuyện dễ nhì trở bàn tay. Sao bây giờ anh ta lại nhiều lần phải chịu thiệt trước mặt hứa bích hoài như vậy? Chẳng lẽ là có người ở sau lưng giúp đỡ hứa bích hoài ư? Ừ. Ánh mắt hứa trai hiệp rơi vào trên người Lâm Thanh Diện, nếu như quả thật có người nào đó đang giúp đỡ hứa bích hoài vậy chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thanh Diện mà thôi. Nhưng rõ ràng Lâm Thanh Diện chỉ là một tên bỏ đi, chẳng lẽ mình lại không bằng một tên bỏ đi hay sao? Hứa trai hiệp căn răng, oán hận trong lòng biển thành sát khí, thậm chí bây giờ anh ta còn có cả ý định muốn giết chết hứa bích hoài để dọn sạch chướng ngại ngăn cản mình kế thừa sản nghiệp của nhà họ hứa. Đám người nhà họ hứa thấy hứa mạn tranh nổi trận lôi đình với hứa trai hiệp, trong lúc nhất thời đều cảm thấy biểu hiện của hứa trai hiệp cũng hơi kém một chút. Thời gian gần đây biểu hiện của trai hiệp quả thực là không được tốt, từ lúc ông cụ tổ chức triển lãm đồ cổ là bắt đầu không để cho ông cụ được yên tâm. Nói rất đúng, trước kia cậu ta tới phương nam rèn luyện tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ trở nên lợi hại hơn nhưng càng về sau tôi lại phát hiện ra khí chất của cậu ta vậy mà lại giống như tên ăn mày ở trên đường vậy khiến cho tôi cực kỳ khó hiểu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao trai hiệp có thể kế thừa sản nghiệp của nhà họ hứa được chắc chắn ông cụ cũng không yên lòng giao lại nhà họ hứa vào tay cậu ta được nghe mọi người bàn tán như vậy thật sâu trong lòng hứa trai hiệp sinh ra cảm giác bị thất bại anh ta nhìn thoáng qua về phía hứa bích hoài và lâm thanh diện luôn cảm thấy dường như hai người kia đang giễu cợt mình. Sau này cha Hiệp không cần tham gia vào công việc của công ty nữa, cháu vẫn còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị để tiếp nhận công ty này. Trước khi cháu làm tốt công tác chuẩn bị thì công việc của công ty đều giao cho Bích Hoài xử lý, hứa mạn tranh mở miệng. Ông nội, hứa cha Hiệp lập tức muốn phản bác. Hứa mạn tranh chừng mắt liếc anh ta, nói chuyện này không thể thương lượng được, trở về chú ý tự xem xét lại vấn đề của bản thân cháu đi, cháu cũng đã lớn như vậy rồi thì cũng nên hiểu rõ mình nên làm cái gì. Hứa cha hiệp cắn răng nhìn về phía hứa mạn tranh, trong ánh mắt có nhiều hơn một tia hung tàn. Tiếp theo hôm nay tôi muốn tuyên bố chuyện thứ hai này, hứa mạn tranh điều chỉnh tâm trạng của mình một chút. Đám người đều dựng hết lỗ tai lên, lúc trước bọn họ cũng đã biết chuyện thứ hai mà hứa mạn tranh muốn nói có liên quan đến nhà họ Lâm ở Kinh Đô cho nên đều vô cùng tò mò. Tôi đã nhận được tin tức là cuối tuần này nhà họ Lâm ở Kinh Đô sẽ phái người đến nhà họ hứa của chúng ta tuyên bố một việc, nếu như không ngoài dự đoán thì chắc là tới nói chuyện tặng quà lần trước. Lần trước nhà họ Lâm cho người tới nói là con gái của nhà họ hứa chúng tôi xứng với nhà họ Lâm, lần này chắc là đến để cầu hôn. Nhìn qua hứa mạn tranh cũng hơi hưng phấn, bất mãn lúc trước đã được quét sạch sành xanh, tuy nói đây chỉ là suy đoán của ông ta nhưng ông ta không nghĩ ra người của nhà họ Lâm tới đây còn có thể có chuyện gì khác được nữa. Sau khi đám người ở trong phòng khách nghe thấy hứa mạn tranh nói như vậy mặt mũi cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ lâu như vậy rồi cuối cùng bên phía nhà họ Lâm kia cũng có tin tức. Trong đó người hưng phấn nhất đương nhiên chính là hứa Bích Huyên, sau khi cô ta nghe thấy hứa mạn tranh nói như vậy thì nhảy cẫng lên. Ông nội, ông nói thật không? Nhà họ Lâm thật sự muốn tới cầu hôn à? Hứa Bích Huyên mở to mắt mong đợi nói. Hứa mạn tranh cười cười, nói nếu như ông đoán không sai thì chắc là đến vì chuyện này. Bích Huyên, đến lúc đó cháu cần phải chuẩn bị cẩn thận, không thể để mất mặt nhà họ hứa được. Ông nội yên tâm đi, hôm đó cháu nhất định sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, chắc chắn sẽ dùng trạng thái tốt nhất để gặp người của nhà họ Lâm, hứa Bích Huyên chân thành nói. Tất cả mọi người đều nhìn hứa Bích Huyên với vẻ cực kỳ hâm mộ, nếu như nhà họ Lâm thật sự đến để cầu hôn vậy thì hứa Bích Huyên kia thật sự bay lên đầu cảnh biến thành Phượng Hoàng rồi. Số phận của Bích Huyên thật sự là tốt mà, lại được người nhà họ Lâm coi trọng, sau ngày không chừng chúng ta cũng có thể dính được chút hào quang của nhà họ Lâm đấy. Nói rất đúng, như Bích Huyên mới gọi là thật sự tốt số, không giống Bích Hoài gả cho một tên bỏ đi như Lâm Thanh Diện, ngoại trừ liên lụy tới Bích Hoài ra thì chả làm được cái gì cả. Đương nhiên loại rác rưởi như Lâm Thanh Diện kia không thể nào so được với người nhà họ Lâm rồi, cùng là họ Lâm nhưng sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Lần này người nhà họ Lâm tới chúng ta nhất định phải tiếp đón trang trọng một chút, để cho người ta biết thành ý của nhà họ hứa chúng ta, chuyện này giao cho Bích Hoài làm, lát nữa cô tới công ty lấy tiền chuẩn bị việc này cẩn thận một chút cho tôi, hứa mạn tranh mở miệng. Vâng, ông nội, hứa Bích Hoài đáp. Hứa Bích Huyên thấy thế, lập tức phản bác, ông nội, chuyện này không thể giao cho hứa Bích Hoài làm được. Hứa mạn tranh nhìn về phía hứa Bích Huyên, hỏi, vì sao? Mặc dù việc này tương đương với hứa Bích Huyên đang chống đối lại ông ta nhưng ông ta cũng không hề tức giận, dù sao nhà họ Lâm rất có thể sẽ đến cầu hôn nên sau này hứa Bích Uyên sẽ thành mợ chủ của nhà họ Lâm, nếu vậy cho dù là ông ta thì sau này cũng phải cung kinh với hứa Bích Huyền rồi. Ông nội, chuyện này có liên quan đến việc đại sự cả đời của cháu, từ trước đến nay hứa Bích Hoài và cháu luôn luôn bất hòa chuyện này ông cũng biết rất rõ ràng, nếu để cho chị ấy đi chuẩn bị việc này chẳng may chị ấy ghen tị với cháu chơi xấu cháu vậy chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của nhà họ hứa chúng ta sao, hứa Bích Huyên mở miệng. Hứa Bích Hoài nghe thấy Hứa Bích Huyên nói như vậy lập tức không phục nói, Hứa Bích Huyên, em cho rằng lòng giả của chị cũng giống như em à. Em bất ngậm máu phun người đi, ngoặc kép. Ông nội, ông nhìn chị ấy đi, bây giờ đã bắt đầu mắng cháu rồi, còn không phải bởi vì ghen tị với cháu được gả tới nhà họ Lâm hay sao, chính chị ấy không có bản lĩnh gả cho một tên bỏ đi nên bây giờ cũng không thể trách cháu được chứ, Hứa Bích Huyên châm chọc khiêu khích nói. Hứa Bích Hoài tức giận tới mức ngực phập phồng một trận, Nắm đấm cũng siết chặt lại. Lâm Thanh Diện đưa tay đỡ bờ vai của cô, nói, đừng tức giận với cô ta làm gì, cô ta đắc ý không được bao lâu nữa đâu. Làm sao anh biết?" Hứa Bích Hoài kỳ lạ hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, nhà họ Lâm cũng sẽ không coi trọng loại người giống như cô ta đâu, hơn nữa lần này người của nhà họ Lâm tới đây chỉ sợ cũng không phải vì cầu hôn đâu, đến lúc đó em sẽ biết. "Bích Hoài, cô cũng thế, nhưng nhịn em gái cô một chút đi." nếu lần này nhà họ lâm thật sự đến cầu hôn thì sau này cô còn cần nó giúp đỡ nhiều đấy đừng nói chuyện với nó như thể hứa mạn tranh cũng bất mãn nhìn hứa bích hoài hứa bích hoài thở dài nói vâng thưa ông nội mặt mũi hứa bích huyên đầy đắc ý sau đó nói với hứa mạn tranh ông nội chuyện lần này nên giao cho anh trai hiệp làm đi anh ấy là người thừa kể của nhà họ hứa chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải do anh ấy chủ trì rồi Hứa trai hiệp thấy hứa Bích Huyên muốn để cho mình đi làm chuyện này, trên mặt lập tức lộ ra sự cảm kích. Hứa mạn tranh nhìn hứa trai hiệp, rõ ràng còn đang xoắn suýt vì chuyện của nhà máy vật liệu xây dựng. Hứa Bích Huyên nhìn ra lo lắng của hứa mạn tranh, nói ông nội, ông đừng hiểu lầm anh trai hiệp vì chuyện vừa rồi nữa. Lúc đầu anh trai hiệp cũng đã đàm phán xong xuôi rồi nhưng do nhà máy vật liệu xây dựng đột nhiên đổi chủ nên chuyện này ai khác thì cũng phải bó tay thôi. Hơn nữa ông không cảm thấy hứa Bích Hoài có thể ký hợp đồng mua thấp hơn giá thị trường 10% là rất kỳ lạ sao? Trần Tài Anh là vua của thế giới ngầm ở Hồng Thành, vì sao lại giúp hứa Bích Hoài như vậy? Hứa mạn tranh ít mắt lại, trong lòng cũng dâng lên một tia nghi ngờ, quả thực ông ta cũng không biết vì sao Trần Tài Anh lại giúp hứa Bích Hoài nữa. Đám người cũng đều suy đoán theo. Quả thực năng lực của hứa Bích Hoài rất khá nhưng cũng không thể mạnh đến mức có thể nhờ vua của thế giới ngầm ở Hồng Thành giúp đỡ được, chẳng lẽ là cô ta đã dùng những biện pháp khác? ưu thế chính của hứa bích hoài chính là vẻ bề ngoài và dáng người, chẳng lẽ cô ta? Ngoặc kép, chật chật, quả thực là rất có khả năng này, không ngờ hứa bích hoài vì muốn được ông cụ khen ngợi lại làm ra loại chuyện như vậy. Hứa bích hoài nghe được lời của mọi người lập tức cảm thấy tức giận, không ngờ lòng giả của những người này lại dơ bẩn như thế. Đừng lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ phải hối hận vì những lời mình đã từng nói ra, Lâm Thanh Diện an an ủi nói. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, cây ngay không sợ chết đứng, cô không làm chuyện đó nên cũng không sợ người khác dị nghị. Cho nên ông nội, chuyện này không thể giao cho hứa Bích Hoài làm được, nếu không nhà họ Lâm sẽ nghi ngờ nhân phẩm của nhà họ hứa chúng ta, hứa Bích Huyên mở miệng. Hứa Mạn Tranh khẽ gật đầu, nói, nói cũng đúng, nếu đã như vậy thì để cha Hiệp đến làm chuyện này đi. Hứa trai hiệp lập tức vui vẻ nói, ông nội yên tâm đi, chuyện này nhất định cháu sẽ khiến cho tất cả mọi người hài lòng. Hứa Bích Huyên đảo đảo trong mắt, cũng không định buông tha cho hứa Bích Hoài như vậy. Ông nội, hơn nữa cháu cảm thấy lúc nãy ông nói đem công việc của công ty giao cho hứa Bích Hoài xử lý cũng hơi không ổn, hứa Bích Huyên tiếp tục mở miệng. Ồ, có gì mà không ổn? Hứa mạn tranh mở miệng hỏi. Ông thử nghĩ xem, lần này người nhà họ lâm tới đây chắc chắn là muốn khảo sát toàn diện đối với nhà chúng ta nên đương nhiên người ta cũng sẽ quan tâm tới tình hình của công ty nữa nếu để cho bọn họ biết công ty có một người phụ nữ không đứng đắn làm quản lý thì ông cảm thấy người ta sẽ nghĩ như thế nào hứa bích uyên nói hứa bích uyên em đừng có mà quá đáng hứa bích hoài sắp tức giận tới mức nổ tung rồi được 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 lui một bước cũng được chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa nhưng chồng của hứa Bích Hoài là Lâm Thanh Diện mà Lâm Thanh Diện thì lại nổi tiếng là tên bỏ đi ở Hồng Thành này. Chắc chắn người của nhà họ Lâm cũng sẽ được nghe nói một chút. Quan trọng nhất là Lâm Thanh Diện cũng họ Lâm. Chuyện này chắc chắn là bôi xấu nhà họ Lâm người ta. Để người ta biết công ty chúng ta do vợ của Lâm Thanh Diện quản lý thì không chừng người ta sẽ cảm thấy công ty chúng ta đang vũ nhục nhà họ Lâm ấy chứ. Đến lúc đó họ tức giận không cưới nữa vậy chẳng phải xong đời rồi ư, ừ, hứa Bích Nguyên nói tiếp. Hứa Mạn Tranh nghe vậy, cũng có điều suy nghĩ gật đầu. Đám người nhà họ hứa nhau nhau gật đầu, cảm thấy lời nói của hứa Bích Huyên vô cùng có lý. Không sai, Bích Huyên nói rất đúng, danh tiếng của tên bỏ đi Lâm Thanh Diện kia sẽ làm ảnh hưởng tới cái nhìn của nhà họ Lâm đối chúng ta. Cho dù danh tiếng của Bích Hoài không kém như Lâm Thanh Diện nhưng dù thể nào hai người bọn họ cũng là vợ chồng, cho nên vẫn phải tránh hiểm nghi. Đúng vậy, không thể để cho danh tiếng của tên bỏ đi Lâm Thanh Diện này phá hỏng chuyện lớn của gia tộc chúng ta được, tôi thấy thời gian này tạm thời đừng để hứa bích hoài quản lý công ty vội tôi đồng ý quả thực là không thể để cho lâm thanh diện một con sâu làm giàu nồi canh như vậy được theo tôi thấy ngày mà người của nhà họ lâm tới đây cũng không thể để lâm thanh diện xuất hiện được bích nguyên nói rất có lý nếu đã như vậy thì thời gian này bích hoài tự cho mình nghỉ phép đi chuyện của công ty cô cũng đừng quan tâm tới nữa bàn giao lại cho trai hiệp đi mặc dù lần này trai hiệp làm không tốt lắm nhưng năng lực của nó như thế nào tôi cũng rất rõ ràng không chênh lệch với cô bao nhiêu đâu. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Hứa Bích Hoài nhíu mày nói, "Nhưng thưa ông nội, bên phía tập đoàn Thiên Dương kia." "Chị bị ngốc à, chỉ cần chị không nói với phía tập đoàn Thiên Dương thì bọn họ cũng sẽ không biết chị đã để anh trai hiệp tiếp nhận dự án này, trừ phi chị không muốn thấy công ty làm ăn tốt cố ý nói chuyện này cho tập đoàn Thiên Dương." Hứa Bích Huyên lập tức mở miệng. Một câu nói kia của cô ta gần như đã hoàn toàn ngăn chặn ưu thế của Hứa Bích Hoài đôi mắt hứa mạn tranh lập tức sáng lên, lúc trước sao ông ta lại không nghĩ ra biện pháp này nhỉ? Được, cứ làm theo lời Bích Huyên nói đi, trai hiệp, bắt đầu từ ngày mai cháu tới tiếp nhận công việc của công ty đi, còn Bích Hoài thì cứ nghỉ ngơi trước một thời gian đã, chờ người nhà họ Lâm đi về rồi sẽ bàn chuyện của dự án sau. Hứa mạn tranh đưa ra quyết định, chương 168, chúc cô may mắn. Thấy hứa mạn tranh kiên quyết như vậy nên hứa Bích Hoài cũng chỉ đành khẽ gật đầu, nói, vâng thưa ông nội, chỉ có điều nếu như chuyện này bị tập đoàn Thiên Dương phát hiện ra mà trách tội xuống thì ông cũng đừng trách cháu. Hứa trai hiệp lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, hứa bích hoài, chuyện này nếu chị không đi tố cáo thì sao bên phía tập đoàn Thiên Dương lại có thể biết được chứ? Chỉ có trách thì hãy trách bản thân mình đã lấy một tên bỏ đi như Lâm Thanh Diện ấy, ai bảo anh ta đã vô dụng như vậy lại còn mang họ giống như nhà họ Lâm chứ? Hứa Bích Hoài không hề đáp lại hứa trai hiệp, cô cũng không hề oán trách Lâm Thanh Diện mà ngược lại còn hơi cảm kích anh, nếu không có Lâm Thanh Diện thì có lẽ cô đã bị hai người hứa cha hiệp và hứa bích huyên ép cho đến cùng đường mặt lộ rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngày mà người nhà họ Lâm tới thì Lâm Thanh Diện không được phép xuất hiện, công ty cũng giao cho trai hiệp quản lý, tin chắc rằng sau này nhà họ hứa chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển tốt hơn nữa trở thành gia tộc đứng đầu ở Hồng Thành này, chuyện này ở trong tầm tay chúng ta thôi. Hứa mạn tranh hào khí ngút trời nói. Tất cả mọi người nhà họ hứa bắt đầu vỗ tay, cười phụ họa theo hứa mạn tranh. Sau khi quyết định xong mọi chuyện, hứa mạn tranh đi lên trên lầu nghỉ ngơi. Những người họ hàng của nhà họ hứa còn ở lại thì đều ở trong phòng khách bàn tán chuyện người nhà họ lâm sắp tới đây. Hai người hứa cha hiệp và hứa bích huyên đi đến trước mặt hứa bích hoài và lâm thanh diện, vẻ đắc ý đã hiện rõ trên mặt bọn họ. Hứa bích hoài, Chắc chị cũng không ngờ được rằng cho dù chị có ký được hợp đồng giảm giá 10% với nhà máy vật liệu xây dựng giang mã đi trang nữa thì cuối cùng chị cũng vẫn bị đuổi ra khỏi công ty thôi. Thật sự là đáng tiếc mà, lúc đầu chị ở công ty phát triển cũng rất tốt, đều là tên bỏ đi lâm thanh diện này làm ảnh hưởng tới chị đấy. Tôi thấy tốt nhất là chị nên sớm ly hôn với anh ta đi, hứa trai hiệp cười lạnh nói. Ly hôn hay không không phải cũng như nhau sao? chỉ có thể khiến cho người ta giảm giá hẳn 10% chắc không phải đã dùng cách thức gì không thể nói ra cho người khác biết đấy chứ. Khéo mà trên đầu Lâm Thanh Diện đã mọc mấy cái sừng rồi cũng nên, hứa Bích Huyên cười nói. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện lập tức châm xuống, lạnh giọng nói, thường những kẻ bất tài mới hay tìm đủ loại lý do để đổ lên trên đầu người khác. Hứa Bích Huyên lập tức trừng mắt lên, nói, Lâm Thanh Diện, anh nói ai bất tài đấy? Anh mới chính là tên bỏ đi nổi tiếng ở Hồng Thành này được chứ? đừng chấp nhặt với cô ta, không phải anh không biết cái miệng đó của cô ta thối như thế nào mà, hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Huyên hừ lạnh một tiếng, nói tôi thấy chắc chắn là do hai người ghen tị với tôi, dù sao tôi cũng sắp được gả vào nhà họ Lâm rồi nên cũng không buôn chấp nhặt với hai người nữa. Nhưng chờ tôi gả vào nhà họ Lâm rồi thì ngày mà hai người bị đuổi ra nhà họ hứa cũng không còn xa nữa đâu. Lâm Thanh Diện nhếch miệng cười sau đó nói, chỉ sợ nguyện vọng này của cô cả đời này cũng không thực hiện được đâu mặt mũi hứa Bích Huyên rất khinh thường, nói, đừng ở đây không ăn được thì đạp đổ nữa, nói cho anh biết sau này tôi sẽ là mợ chủ của nhà họ Lâm đấy, anh đàng hoàng một chút cho tôi. Hứa Bích Hoài, thời gian trước nhà chị chuyển vào ở biệt thự không phải rất đắc ý sao, nói cho chị biết bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị mua một căn biệt thự cao cấp ở Vịnh Đằng Long rồi, hơn nữa tôi thấy mấy đồ trang sức đeo ở trên người của chị đều là hàng giá rẻ đúng không, cho chị xem cái vòng tay này của tôi, hơn 900 triệu đấy, còn cả cái túi sách hàng hiệu Armani này nữa, châm ngọc đang cài trên đầu tôi cũng có giá hơn 600 triệu đấy, chỉ sợ cả đời này chị cũng không mua nổi mấy thứ như thế này được đâu. Hứa Bích Huyên nói sang chuyện khác. Hứa Bích Hoài nhìn Hứa Bích Huyên không biết phải nói gì, cô cảm thấy mình có thể nhìn thấy được cái bóng của tống lộ tử ở trên người cô ta, đều thích khoe khoang như vậy. Hơn nữa Hứa Bích Hoài cũng không hâm mộ mấy thứ này của Hứa Bích uyên, dù sao ở nhà cô còn đang có một sợi dây chuyên hình trái tim Venus kia kìa. Chỉ một thứ kia đã có giá 135 tỷ rồi. Nếu không phải vì không muốn quá phô trương thì bây giờ hứa Bích Hoài đã lập tức đi về lấy sợi dây chuyển kia đến đây, để hứa Bích Huyên mở mắt nhìn một chút. Chị gả cho tên bỏ đi lâm thanh diện này, mặc dù bà nội đã cho tiền mua biệt thự rồi nhưng cả đời này của chị nhiều lắm thì cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tên bỏ đi lâm thanh diện này có thể cho chị được cái gì chứ, mà tôi thì không giống như vậy, chờ tôi đến nhà họ lâm rồi vinh hoa phú quý đang chờ tôi hưởng không hết đấy. Hứa Bích Huyên đắc ý nói. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Huyên, trong lòng hơi nghi ngờ một chút sao đột nhiên cô ta lại trở nên có tiền như vậy thì hỏi, hình như trước kia nhà cô cũng không có nhiều tiền như vậy nhỉ, cô lấy tiền ở đâu ra để mua những thứ này thế, không phải là bám lấy người giàu có nào của nhà họ Lâm đấy chứ. Hứa trai hiệp ở bên cạnh lập tức trừng mắt với Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, con mẹ nó anh là đồ ngu đúng không, bản thân anh không có đi nói xấu người khác à lâm thanh diện cười cười nói không phải các người thích làm mấy chuyện như vậy nhất à hứa bích huyên hừ lạnh một tiếng nói thôi được nói cho anh biết cũng không sao số tiền này là tôi bán mấy món đồ cổ mà nhà họ lâm đưa tới mới có được mấy món đồ đó vốn chính là đưa cho tôi nên tôi cầm đi bán cho dù ông nội biết cũng không thể nói gì được lâm thanh diện giật mình thì ra tiền của hứa bích huyên là ở đó mà ra rất nhanh anh nở nụ cười mục đích thực sự mà lần này lạc tâm tới nhà họ hứa chính là để thu hồi mấy món đồ kia. Bây giờ hứa Bích Huyên đã bán đồ cổ kia đi lại còn tiêu xài tiền hoang phí như vậy nữa, đến lúc đó lạc tâm đến lấy lại thì lại có trò hay để xem rồi. Không biết cô bán đồ cổ đó được bao nhiêu tiền, Lâm Thanh Diện lại hỏi một câu. Hai món thôi mà đã bán được mấy chục tỷ rồi, sao vậy, anh ước ao ghen tị rồi phải không? Đáng tiếc là cả đời anh cũng sẽ không có được nhiều tiền như vậy dâu, hứa Bích Huyên đắc ý nói. Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy hứa Bích Huyên đúng là ngu ngốc, những thức đồ cổ kia tùy tiện bán một thứ cũng được mấy trăm tỷ rồi, vậy mà hứa Bích Huyên bán hai món mới được mấy chục tỷ, thật sự là phí phạm đồ vật mà. Nhưng hứa Bích Huyên đúng là đã làm quá rồi, đến lúc đó hình phạt chờ đợi cô ta sẽ càng khủng bố hơn, chuyện này không cần Lâm Thanh Diện phải quan tâm. Chúc cô may mắn, Lâm Thanh Diện cười nói với hứa Bích Huyên một câu, tiếp theo kéo tay hứa Bích Huy đi ra khỏi biệt thự. Hứa Bích Huyên và Hứa Trai Hiệp đều không hiểu được tại sao Lâm Thanh Diện lại đột nhiên nói một câu như vậy, nhưng theo bọn họ nghĩ cho dù Lâm Thanh Diện có nói cái gì thì cũng đều vì ghen tị với bọn họ mà thôi. Trên đường trở về, mặt mũi Hứa Bích Hoài cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nói, lần này ông nội cho Hứa Trai Hiệp tiếp quản công ty, mặc dù đã nói chỉ là tạm thời nhưng một khi Hứa Trai Hiệp tiếp quản được công ty rồi thì chắc chắn sẽ không để cho em có bất cứ cơ hội nào nữa đâu, sợ là sau này em sẽ thật sự bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói không cần phải lo lắng, chỉ sợ là công ty của nhà họ hứa không bao lâu nữa sẽ gặp phải khủng hoảng rồi, em lại thoát thân được ngay vào lúc này thật sự không có cái gì là không tốt cả. Khủng hoảng gì, vì sao anh lại nói như vậy? Nếu như hứa Bích Huyên thật sự được gả vào nhà họ Lâm thì đối với nhà họ hứa mà nói phải là chuyện tốt mới đúng chứ, hứa Bích Hoài khó hiểu nói. Bây giờ anh không thể giải thích rõ với em được, nhưng em chỉ cần biết rằng cho dù em có thất nghiệp thì chúng ta vẫn sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc như trước, giống như em nói đấy, sinh con trai cho anh, cuộc sống có trẻ nhỏ cũng rất vui vẻ." Lâm Thanh diện cười. Hứa Bích Hoài lập tức oán trách nhìn anh sau đó đưa tay đánh lên trên người anh hai cái. "Đồ đều, lúc này rồi mà anh còn có tâm tư đùa kiểu này nữa?" hứa bích hoài nhìn vẻ mặt không quan tâm của lâm thanh diện giống như thật sự không hê để chuyện này ở trong lòng tò mò hỏi lâm thanh diệt rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền vậy có thể nói cho em biết một chút được không lâm thanh diện nhìn hứa bích hoài nghĩ thầm nếu cô đã muốn biết vậy thì nói cho cô biết còn có mấy trăm mấy trăm triệu hứa bích hoài không đợi lâm thanh diện nói xong nói một câu mấy trăm triệu cũng không ít nếu như em thất nghiệp thì cũng đủ cho chúng ta chống đỡ một thời gian ừm mấy trăm tỷ nữa lâm thanh diện mở miệng hứa bích hoài lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm lâm thanh diện giống như là gặp ma hỏi anh anh nói cái gì ừm thì anh vẫn còn có mấy trăm tỷ nữa lâm thanh diện nói mấy trăm tỷ còn là nói bớt đi rồi bởi vì mấy trăm tỷ kia chỉ là số tiền ở trong thẻ đen của anh tài sản của anh cũng không chỉ có một tấm thẻ đen này không toàn bộ tài sản của anh cộng lại có bao nhiêu chính anh cũng không biết rõ Lúc đầu hứa Bích Hoài rất kinh ngạc nhưng rất nhanh cô phản ứng lại được, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ đang nói đùa với mình thôi. Nếu như Lâm Thanh Diện thật sự có mấy trăm tỷ thì lúc trước sao lại đến nhà cô ở rể được chứ? Hừ, không muốn nói thì thôi, anh còn sợ em tơ tưởng đến tiên của anh nữa à, không cần phải nói đùa với em như vậy đâu. Hứa Bích Hoài nói một câu sau đó không nói chuyện với Lâm Thanh Diện nữa. Mặt mũi Lâm Thanh Diện rất bất đắc dĩ, không ngờ hứa Bích Hoài lại không tin anh, còn cho là anh là đang nói đùa về đến nhà tống nguyên khanh mặt mũi cực kỳ sốt ruột ngồi ở trong phòng khách chờ sẵn thấy lâm thanh diện và hứa bích hoài đi vào lập tức ra đón lo lắng hỏi bích hoài mẹ nghe bọn họ nói ông cụ bảo con nghỉ ngơi một thời gian à thời gian này để trai hiệp quản lý công ty đúng không hứa bích hoài khẽ gật đầu bất đắc dĩ nói vừa hay con cũng đang cảm thấy hơi mệt mỏi một chút nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt Tống Huyền Khanh sốt ruột nói, mẹ còn nghe nói nhà họ Lâm sẽ phái người đến chỗ chúng ta, có phải là tới cầu hôn Bích Huyên hay không? Bích Hoài, lúc này con không thể nghỉ ngơi được, một khi Bích Huyên được gả vào nhà họ Lâm thì với mối quan hệ với cô ta con sẽ không có cơ hội trở lại công ty nữa đâu. Không vào thì không vào, dù sao bọn họ cũng nhìn con không vừa mắt, con cũng được nhàn thân, hứa Bích Hoài hơi mất kiên nhẫn nói. Vậy không được, nếu như con thất nghiệp thì thời gian tới chúng ta sẽ sống thế nào đây? Tống Huyền Khanh mở miệng hỏi. Không phải còn có Lâm Thanh Diện nữa sao, anh ấy sẽ nuôi chúng ta, nhớ tới Lâm Thanh Diện nói mình có mấy trăm tỷ hứa bích hoài lại cảm thấy hơi buồn cười, nếu không cứ để phú ông trăm tỷ, Lâm Thanh Diện này nuôi mình đi. Tống Huyền Khanh nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt lập tức trở nên âm châm, nghiến răng nghiến lợi nói, tên bỏ đi như cậu thì lấy cái gì để nuôi chúng tôi đây, tôi còn nghe nói ông cụ bắt bích hoài rút lui cũng là bởi vì cậu đúng không? Lâm Thanh Diện, cái tên đáng đâm ngàn đau này, cậu hại nhà chúng tôi quá thảm hại rồi, bây giờ bích hoài thất nghiệp rồi chúng tôi đều phải uống nước lã sống quá ngày, sao cậu vẫn cứ nhất quyết ỉ lại nhà tôi không chịu đi vậy? Lâm Thanh Diện nhìn Tống Nguyên Khanh, nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, bích hoài nói không sai đâu, cho dù cô ấy có thất nghiệp thì con vẫn có thể nuôi mọi người được. Cậu nuôi thế nào, ngay cả công việc cậu cũng không có. Cho dù trong tay cậu còn có chút tiền thì sợ cũng chỉ đủ nộp phí tài sản mà thôi, tôi thấy vẫn nên bán cái biệt thự này đi thì hơn. Hôm nay mẹ của Bích Huyền lại đến tìm tôi để khoe khoang, trên tay bà ta đeo bốn cái nhẫn vàng, trên cổ bà ta cũng đeo một sợi dây chuyên vàng, dáng vẻ kia thật sự là kiêu ngạo quá đi mà. Bà ta cố ý đến đây để cười nhạo tôi ngay cả một món đồ trang sức tử tế cũng không có, cậu có thể mua dây chuyền vàng cho tôi không? Ngay cả sợi dây chuyền vàng cậu cũng không mua được cho tôi thì còn mặt mũi nào để nói có thể nuôi sống chúng tôi chứ? Lâm Thanh Diện nghe Tống Huyền Khanh nói như vậy, nghĩ thầm quả thực mấy năm này anh cũng chưa từng mua quà tặng bà ta nếu bà ta đã nói ra như vậy không bằng đi mua ngay bây giờ đi cũng để bà ta yên tâm hơn vậy con sẽ đi mua ngay đây nói xong lâm thanh diện kéo tay hứa bích hoài lại cùng nhau đi ra khỏi biệt thự hứa bích hoài kinh ngạc nói lâm thanh diện mẹ em chỉ nói miệng thế thôi anh đừng cho là thật lâm thanh diện cười cười nói thật ra cũng nên mua cho hai người mấy món đồ trang sức tử tế nếu không lại bị người khác chê cười cũng không hay. Sau đó Lâm Thanh Diện lái xe đưa Hứa Bích Hoài tới cửa hàng bán đồ trang sức nổi tiếng nhất ở Hồng Thành. Sau khi dừng xe xong, Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài đi vào trong cửa hàng bán đồ trang sức bên cạnh. Chốc lát sau, một chiếc xe Porsche 911 mới tỉnh lái tới, một cô gái từ bên trong nhô đầu ra mảng một câu, một chiếc xe Land Rover mà cũng dám chiếm chỗ đậu xe chuyên dụng của tôi à, đây là muốn chết rồi đúng không? người phụ nữ này tên là liễu văn thúy là khách quen của cửa hàng đồ trang sức này bình thường xe của cô ta đều đỗ ở vị trí này bởi vì chỗ này rất dễ thấy có thể thể hiện rõ ràng độ giàu có của cô ta bây giờ thấy lại có chiếc xe chiếm mất vị trí này của cô ta trong lòng cô ta lập tức dâng lên một cơn lửa giận cô ta từ trên xe bước xuống sau lưng còn có hai vệ sĩ đi theo người tới đây ai mà không biết chỗ đậu xe này là của liễu văn thúy tôi hay dùng dám chiếm mất vị trí của tôi thật sự là chán sống rồi, không phải chỉ là một chiếc xe Land Rover 3 tỷ thôi sao, đập cho tôi. Liễu Văn Thúy nói với hai người vệ sĩ. Hai người vệ sĩ lập tức đập vỡ hết cửa kính xe của Lâm Thanh Diện. Người nào đi ngang qua đó mặt mũi cũng đầy vẻ khiếp sợ, đây đúng là người có tiền mà, một chiếc xe 3 tỷ nói đập là đập, chắc chắn người này cũng không dễ chọc vào đâu. Liễu Văn Thúy nhìn thấy chiếc xe bị đập như vậy tâm trạng mới tốt hơn một chút, thầm nói, nếu không phải lát nữa tôi sẽ đi gặp cô lạc ở kinh đô tới thì tôi nhất định phải tìm gia chủ của chiếc xe này để dạy bảo lại người đó một chút. Đi thôi, chúng ta đi mua cho cô lạc hai món quà đi. Chương 169, cô nói ai không biết phải trái. Bên trong cửa hàng đồ trang sức, Lâm Thanh Diện không hề hay biết chuyện xe của anh đã bị đập, anh đang chuyên tâm cùng Hứa Bích Hoài ngắm đồ trang sức. Lâm Thanh Diện, đồ trang sức nơi này cũng quá đắt rồi. Một cái vòng tay đã 300.000, bên kia có một cây châm, em thấy giống với cái mà Hứa Bích viên đeo, quả nhiên hơn 600.000, vậy cũng quá xa xỉ rồi. Hứa Bích Hoài nhìn chính giữa cửa hàng trang sức trưng bày những đồ trang sức kia, vô cùng kinh ngạc. Đồ trang sức nơi này không phải đồ cổ đắt giá, cũng là tác phẩm của các nghệ thuật đại sư, đắt một chút là có đạo lý, em nhìn xem thích cái nào, anh mua cho em. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài lập tức lắc đầu nói hay là thôi đi đồ trang sức nơi này quá đắt nếu không chúng ta vẫn nên đi chỗ khác xem đi mua mấy cái rẻ một chút lừa gạt mẹ em à được lâm thanh diện ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này của hứa bích hoài nói tặng cho em đều phải là tốt nhất em không cần lo lắng vấn về tiền em chỉ cần chọn mấy cái em thích là được thuận tiện chọn cho mẹ một món hứa bích hoài thấy lâm thanh diện kiên trì như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm những đồ trang sức trong cửa hàng trang sức chỉ là nhìn hồi lâu cũng không có ý muốn mua, dẫu sao thật sự là quá đắt rồi. Hai nhân viên cửa hàng đi theo Lâm Thanh diện mặt đầy ghét bỏ nhìn hai người bọn họ, trong đầu nghĩ không mua nổi còn tới đây xem cái gì, lãng phí thời gian của cô ta. Lúc này Liễu Văn Thúy đi vào trong cửa hàng, bởi vì cô ta là khách quen cũ của cửa hàng, lập tức có nhân viên cửa hàng chào đón, nhiệt tình chào hỏi. "Chị Liễu, chị lại tới rồi, lần này muốn mua cái gì đây?" Các cô chọn cho tôi mấy món đồ trang sức đẹp mắt, tôi muốn tặng cho người ta." Liễu Văn Thúy mở miệng. Hai nhân viên cửa hàng lập tức gật đầu, mang Liễu Văn Thúy đi vào trong cửa hàng. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài chỉ nhìn không mua, nói với cô, "Em đã chọn được cái mình thích chưa? Nếu như em không nói, anh sẽ thay em làm chủ." Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, đưa tay chỉ một đôi bông tai trong quầy bên kia, nói, "Em thấy đôi bông tai kia khá đẹp đấy." lâm thanh diện nghiêng đầu nói với nhân viên cửa hàng ở phía sau lưng phiền cô giúp chúng ta gói lại đôi bông tai kia cảm ơn anh căn bản không nhìn đôi bông tai kia bao nhiêu tiền dù sao đối với anh mà nói coi như là mua lại toàn bộ cửa hàng cũng chẳng là gì nhân viên cửa hàng thấy lâm thanh diện bọn họ rốt cuộc mua đồ biểu tình trên mặt cũng hỏa hoãn hơn cuối cùng không có làm không công lúc này liễu văn thúy cũng đi tới bên này ánh mắt cô ta cũng rơi đôi bông tai kia nói đôi bông tai kia không tệ gói lại cho tôi hai nhân viên cửa hàng sau lưng cô ta lập tức gật đầu muốn đi lấy đôi bông tai kia ra nhân viên cửa hàng đi theo lâm thanh diện vội vàng mở miệng xin lỗi anh bông tai này bọn họ nhìn thấy trước cũng muốn mua rồi liễu văn thúy lập tức trợn mắt nhìn nhân viên cửa hàng đó mang cô gái nhỏ này là mắt mù sao không biết tôi là ai à nhân viên cửa hàng đó nhìn chằm chằm liễu văn thúy nhìn đột nhiên mặt biến sắc nói chị liễu mới vừa rồi em không chú ý, không nghĩ tới là chị, mong chị liếu bớt giận. Liễu Văn Thúy liếc mắt về phía cô ta hỏi, vậy bây giờ tôi muốn đôi bông tai này, còn có vấn đề gì không? Không, không thành vấn đề, nhân viên cửa hàng trả lời. Lâm Thanh Diện nhất thời nhíu mày một cái, nói, xin lỗi, đôi bông tai này là chúng ta nhìn thấy trước, nơi này hẳn chú trọng tới trước tới sau đi. Nhân viên cửa hàng kia nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói, hay là hai người nhìn cái khác đi, chị Liễu là khách quen ở nơi này của chúng tôi, chúng tôi phải ưu tiên phục vụ cô ấy. Tôi chỉ biết là tới trước tới sau, vợ tôi nhìn chúng đôi bông tai kia rồi, những cái khác đều không thích, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Liễu Văn Thúy thấy Lâm Thanh Diện vẫn cố ý muốn mua đôi bông tai này, lập tức muốn mở miệng mắng chửi người. Chỉ là cô ta còn chưa mở miệng, nhân viên cửa hàng kia đã của trách Lâm Thanh Diện, anh người này tại sao như vậy, chị Liễu là vợ của anh cổ gia gia chủ, anh cũng có tư cách cướp đồ với chị Liễu. Anh ở đây đi loanh quanh nửa ngày mới nói muốn mua một đôi bông tai. Chị Liễu người ta tới cửa hàng chúng ta mấy phút mua mấy thứ đồ tốt rồi, anh có thể cùng người ta so sao? Lâm Thanh Diện hơi im lặng, không nghĩ tới nhân viên cửa hàng này lại của trách mình. Thì ra anh ngắm nhiều một chút là sai rồi. U, hóa ra là hai kẻ nghèo a. À, tôi còn tưởng rằng các người có nhiều tiền lắm, dám cùng tôi cướp đồ. Các người như vậy cũng dám cướp đồ tôi coi trọng. Coi như tôi bây giờ để cho người ném hai người ra, cũng không ai dám nói gì, Liễu Văn Thúy khí thế hung hăng nói. Hứa Bích Hoài thấy Liễu Văn Thúy không dễ chọc, kéo cánh tay của Lâm Thanh Diện, nói hay là chúng ta không mua cái kia nữa, nhìn thêm chút nữa xem cái khác đi, nhường cho cô ấy là được rồi. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn Hứa Bích Hoài, nói đồ em thích, tôi nhất định sẽ mua cho em. Liễu Văn Thúy biểu môi, nói ai ôi, thật là cười chết tôi rồi, nhóc con anh chỉ sợ là sống ở trong mộng rồi. anh không nghe thấy cô ta vừa nói tôi là ai sao? tôi là chị dâu của cổ gia gia chủ, anh cũng có tư cách âm ý với tôi. vậy thì như thế nào? coi như là cổ gia gia chủ ở đây cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. lâm thanh diện lạnh lùng nói. anh cũng không soi lại gương, nhìn một chút dáng vẻ của anh đi. anh cho là anh là ai a? À? mau cút cho tôi, nếu không tôi sẽ để cho hộ vệ ném hai người ra ngoài. Liễu Văn Thúy không khách khí nói. Hai người còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh lên đi, các người không chọc nổi chị Liễu đâu, mấy nhân viên cửa hàng cũng hát đệm theo. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hai người vệ sĩ sau lưng Liễu Văn Thúy cười lạnh một tiếng, nói tôi ngược lại muốn nhìn xem, hai người vệ sĩ này của cô có thể ném tôi ra ngoài hay không. Liễu Văn Thúy thấy Lâm Thanh Diện không sợ chút nào hai vệ sĩ của cô ta, nhíu mày. Anh cũng ngang thật đấy, chiếc Land Rover đậu ngoài kia chắc không phải là của anh chứ. Liễu Văn Thúy đột nhiên hỏi một câu. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, không sai, là của tôi. Liễu Văn Thúy đột nhiên ha ha cười lớn, nói tôi nói rồi, khó trách anh lại ngang như vậy. Một chiếc Land Rover cũng dám chiếm chỗ đậu xe của tôi, anh thật đúng là không có nửa đẻm tự biết minh. Chỗ đậu xe bên ngoài là của công cộng, lúc nào thành của cô rồi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tôi nói là của tôi, thì đó chính là của tôi, chiếc xa kia của anh đã bị rồi đập rồi, đây chính là kết quả của việc anh cướp đồ với tôi, tôi khuyên anh vẫn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không chờ lát nữa nên đập, chính là anh, Liễu Văn Thúy khinh thường nói. Trong lòng Lâm Thanh Diễn nhất thời trầm xuống, lập tức đi ra ngoài nhìn, phát hiện xe của anh đã bị đập không còn hình dạng. Sau khi anh quay lại, nổi giận đùng đùng nhìn Liễu Văn Thúy, nói cô ỉ vào có mấy đồng tiền, trong mắt không còn vương pháp sao liễu văn thúy một ngẩng đầu nói vương pháp nói cho anh biết tôi chính là vương pháp anh đang cùng tôi lãng phí thời gian ở chỗ này tôi để cho anh không có kết quả tốt tiếng nói của cô ta vừa dứt hai người vệ sĩ sau lưng cô ta hướng lâm thanh diện đi tới muốn động thủ với anh hứa bích hoài mặt đầy khẩn trương không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy lâm thanh diện cũng không khách khí chút nào đi lên đánh hai người vệ sĩ ngã xuống đất Liễu Văn Thúy thấy vệ sĩ của mình dễ dàng bị Lâm Thanh Diện giải quyết, trên mặt đầy kinh ngạc. Cô lui về phía sau hai bước, hơi sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nói: "Anh, anh lại dám đánh vệ sĩ của tôi, tôi là người của cổ gia, anh không muốn sống sao?" "Cổ gia thì như thế nào, đây là mượn cớ khi nói chuyện không nói đạo lý sao?" Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Liễu Văn Thúy bình thường nơi nào đã bị người ta đối đãi như vậy, bây giờ vệ sĩ của cô ta lại bị đánh ngã rồi. Cô ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn ra cửa. Lạc Tâm đi vào trong cửa hàng, mới vừa rồi cô nhìn thấy một chiếc xe bị đập ở trước cửa, cho là trong cửa hàng này đã xảy ra chuyện gì. Sau khi mấy nhân viên cửa hàng thấy Lạc Tâm, lập tức nghênh đón, đều là cung kính kêu một tiếng, "Bà chủ." Liễu Văn Thúy không nghĩ tới Lạc Tâm sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa mấy nhân viên cửa hàng vậy mà lại gọi cô ta là bà chủ điều này làm cho cô ta rất nghi ngờ chẳng qua cô ta biết thân phận của lạc tâm không dám do dự vội vàng chạy tới cung kính nói với lạc tâm cô lạc chị sao lại tới đây vậy em còn nói chờ lát nữa đi tìm chị đây lạc tâm nhìn liễu văn thúy nói hai ngày trước tôi đi dạo đến đây thấy nơi này không tệ mua cửa hàng này rồi bây giờ tôi là bà chủ chủ ở đây liễu văn thúy trong lòng cả kinh trong đầu nghĩ lạc tâm không hổ là người của lâm gia ở kinh đô, lại mua cửa hàng trang sức lớn nhất hồng thành, so với cô ta còn hào phóng hơn nhiều. Cô lạc thật là thật lợi hại, lại mua nơi này lại, tôi còn nói tới đây mua cho chị mấy món lễ vật đây, bây giờ có vẻ không cần nữa rồi, cửa hàng này đều là của lạc rồi, liễu văn thúy lung tung nói. Chiếc xe bên ngoài kia là như thế nào? Lạc tâm mở miệng hỏi. Là như vậy, chiếc xe kia cướp chỗ đậu xe của em, em tức giận, để cho người đập chiếc xe kia đi liễu văn thúy mở miệng cô cảm thấy lạc tâm là người kinh đô hẳn càng rõ ràng việc người có tiền có thể muốn làm gì thì làm cho nên cũng không giấu giếm lạc tâm nhíu mày hiển nhiên đối với hành động của liễu văn thúy rất bất mãn cô nhìn vào bên trong sau khi thấy lâm thanh diện cùng hứa bích hoài trong lòng cũng là một trận kinh ngạc ở đó sao sao vậy tôi nghe các em mới vừa rồi hình như đang cãi vã lạc tâm không vội vã đi đến trước mặt lâm thanh diện mà là hỏi một câu. Bà chủ, hai người bên trong kia muốn cùng chị Liếu cướp đồ, mặc dù vật kia là bọn họ nhìn thấy trước, nhưng chị Liễu là khách quen của cửa hàng, chúng tôi muốn bán đôi bông tai kia cho chị Liếu kết quả hai người kia không biết phải trái, nhất quyết không nhường, lúc này mới dùm beng một người nhân viên nói. Mấy người đều cảm thấy là tâm nhất định sẽ giúp Liễu Văn Thúy nói chuyện, cho nên vốn không coi Lâm Thanh Diện cùng hứa bích hoài hai người ra gì. Các cô nói không sai, hai người kia cũng thật không biết phải trái, lại còn muốn cùng em cướp đồ, Liễu Văn Thúy khinh thường nói. Hứa Bích Hoài thấy bà chủ người ta cũng tới rồi, hơn nữa còn quen biết Văn Thúy, biết tiếp tục tranh cãi bọn họ khẳng định thua thiệt, muốn cùng Lâm Thanh Diện xin lỗi Liễu Văn Thúy. Vừa lúc đó, Lạc Tâm đột nhiên nâng tay lên, một cái tát giáng xuống trên mặt của nhân viên kia, quát lên cô nói ai không biết phải trái? Hai người bọn họ là cháu tôi và cháu dâu tôi, cô cũng có tư cách nói như vậy chương 170, điểm yếu của Lâm Thanh Diện. Mấy nhân viên của cửa hàng đều há hốc môm, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài. Liễu Văn Thúy cũng bối rối, cô còn nghĩ rằng cái cửa hàng này là của Lạc Tâm, nên hôm nay cô cũng không có lo lắng gì cả, Lạc Tâm nhất định sẽ thay cô chỉnh đốn Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài. Nhưng mà vừa rồi Lạc Tâm lại nói hai người này là cháu trai và cháu dâu của cô ta, khiến cho cả người cô cứng đờ cho dù cô và Lạc Tâm quen biết nhau, người ta chắc chắn sẽ có quan hệ tốt hơn với cháu mình. Hơn nữa Lạc Tâm lại là người nổi tiếng ở Kinh Đô, chỉ vì muốn thuận lợi hơn với cổ gia, Liễu Văn Thúy cô có thể nói chuyện cùng Lạc Tâm đã cực kỳ không dễ dàng rồi. Bây giờ cô động đến cháu của Lạc Tâm, chỉ cần động não một chút cũng có thể biết được, Lạc Tâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hứa Bích Hoài không ngờ rằng sẽ xuất hiện một màn như vậy, cô vừa nãy định để Lâm Thanh Diện nói xin lỗi với Liễu Văn Thúy, không ngờ bà chủ của cửa hàng trang sức lại nói lâm thanh diện là cháu của cô ta lâm thanh diện gì ấy là cô của anh hứa bích hỏi hỏi cứ coi là vậy đi lâm thanh diện trả lời anh không định thừa nhận quan hệ của mình với lâm gia nhưng bây giờ anh lại không thể giải thích rõ ràng với hứa bích hoài cho nên chỉ có thể trả lời một câu như vậy hứa bích hoài ngạc nhiên không ngờ rằng lâm thanh diện có người gì quyền lực như vậy giá của cửa hàng trang sức này cũng không rẻ nhưng khi cô nói mua là mua luôn, đủ để thấy gì của Lâm Thanh Diện có rất nhiều tiền. Bây giờ Hứa Bích Hoài cuối cùng biết được Lâm Thanh Diện không đơn giản, cũng biết tại sao Lâm Thanh Diện có nhiều tiền để mua biệt thự và xe như vậy. Nhưng mà ngày đó Lục Thiên Diệp nói với cô rằng Lâm Thanh Diện từ chối vinh hoa phú quý mà lựa chọn ở Hồng Thành cùng cô, khiến cho cô hơi nghi ngờ. Nếu như Lâm Thanh Diện từ chối những vinh hoa phú quý này, vậy tại sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Khét nghi ngờ này đến nghi ngờ khác len lỏi trong tâm trí hứa Bích Hoài, cô luôn cảm thấy sự hiểu biết của mình với Lâm Thanh diện quá ít. Mấy người sau này không cần đến đây làm nữa đâu, nơi này không cần mấy người như vậy, Lạc Tâm tức giận nói. Mấy nhân viên của tiệm lập tức hối hận, cầu xin Lạc Tâm tha thứ, bà chủ, bọn tôi biết lỗi rồi, bọn tôi không biết quan hệ của hai bọn họ và cô, xin cô tha cho bọn tôi một lần. Cửa hàng trang sức này giá cả cực kỳ cao, lợi nhuận thu về đương nhiên là rất cao. Tiền lương của những nhân viên tiệm thậm chí còn cao hơn một số giám đốc công ty. Bọn cô tất nhiên là không muốn làm mất công việc nhẹ nhàng mà nhiều tiền như vậy. Lạc Tâm lạnh lùng nhìn mấy người kia, nói cho dù bọn họ không có quan hệ với tôi, thì đối với cách cư xử với khách hàng, tôi cũng không thể nào giữ mấy người lại, mau cút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Bảo vệ từ phía sau Lạc Tâm lập tức tiến lên, trợn mắt nhìn mấy nhân viên kia, dáng vẻ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Mấy nhân viên kia đều biết vệ sĩ của Lạc Tâm rất lợi hại, lập tức sợ hãi không dám tiếp tục lằng nhằng, vội vã chạy ra khỏi tiệm, trên mặt đầy hối hận. Mấy nhân viên không có tham gia chuyện này, sau khi thấy sự việc kia, trong lòng cực kỳ vui mừng, may là các cô không tham gia vào náo nhiệt này, nếu không thì cũng sẽ bị đuổi như họ. Sau khi đuổi mấy nhân viên trong tiệm, Lạc Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Liễn Văn Thúy. Lúc này Liễu Văn Thúy toát mồ hôi lạnh, cô biết thủ đoạn của Lạc Tâm rất cứng rắn chọc người của cô ta, không ai có kết quả tốt cả. Cô Lạc, tôi, tôi cũng không biết hai người kia là cháu trai và cháu dâu của cô, xin cô dơ cao đánh khẽ cho tôi lần này, Liễu Văn Thúy mở miệng. Trong lòng cô vừa nghĩ, dù gì mình cũng là chị dâu của gia chủ cố gia, dù gì Lạc Tâm cũng phải cho mình chút mặt mũi, sẽ không đối xử mình như mấy nhân viên kia. Tôi ghét nhất là những người, thế hiếp người, vừa rồi đôi bông tay kia có phải là bọn họ nhìn chúng trước không? Lạc Tâm mở miệng hỏi. Vâng, vâng, Liễu Văn Thúy chột dạ trả lời. Lạc Tâm đưa tay lên, tát một cái lên mặt Liễu Văn Thúy, quát một tát này là trừng phạt cô không để ý đến việc đến trước đến sau. Liễu Văn Thúy trợn to hai mắt, không nghĩ đến Lạc Tâm lại thực sự sẽ đánh mình. Nhưng mà cô cũng không dám nói gì, Lâm ra ở Kinh Đô, không phải loại mà nhà họ cổ có thể chọc nổi. Vừa rồi cô còn muốn để vệ sĩ của mình đánh bọn họ. Lạc Tâm hỏi tiếp. Vâng, Vâng, Liễu Văn Thúy cúi đầu trả lời. Lạc Tâm lại tát thêm một cái, không chút lưu tình nào. "Cái này là dạy dỗ cô dám đe dọa sự an toàn của cháu tôi." Lạc Tâm mở miệng. Liễu Văn Thúy gần như suy sụp, từ trước đến nay ở hồng thành này cô đều vinh váo hống hách, có bao giờ phải chịu khổ sở như này đâu, hơn nữa còn bị người ta tát hai cái, đối với cô mà nói thì đây chính là muốn mạng của cô mà. "Xe bên ngoài có phải do cô đập không?" Lạc Tâm lại hỏi một câu. Liễu Văn Thúy gần như là muốn khóc lên, cô biết nếu như cô nói phải, Lạc Tâm nhất định sẽ đánh cô nữa. "Cô Lạc, không thì việc này coi như xong đi, cô đã tát tôi hai cái rồi, tức giận cũng đã chút hết ra, dù gì tôi cũng là một người có thể diện, cô làm như vậy với tôi mà nói thật sự rất mất thể diện." Liễu Văn Thúy mở miệng. Lạc Tâm bĩu môi, nói "Cô còn biết mất thể diện sao? Lúc mà cô khiêu khích người khác sao không nghĩ đến người đó cũng mất thể diện?" Cái gọi là thể diện của cô, ở trong mắt tôi, không đáng giá một xu. Trả lời tôi, xe bên ngoài cô phá đúng không? Cả người Liễu Văn Thúy run run, cuối cùng cũng gật đầu. Lạc tâm lại tắt một cái, gương mặt của Liễu Văn Thúy đã sưng hết cả lên, hoàn toàn mất hết dáng vẻ trước kia. Hứa Bích Hoài nhìn Liễu Văn Thúy vừa rồi không thèm nói lý gì cả bỗng nhiên trở nên chật vật như vậy, trong lòng hơi hả giận, nhất thời còn sinh ra không ít cảm tình với Lạc Tâm. Lâm Thanh Diện, người gì này của anh rất tốt nha em nghe thiên diệp nói rằng gì muốn đưa anh trở về bị anh từ chối tại sao anh lại từ chối vậy hứa bích hoài nghiêng đầu hỏi lâm thanh diện nhìn hứa bích hoài nói đây chẳng qua là đi cố ý làm ra cho em xem thôi người phụ nữ này cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của em đâu chờ lúc mà em thật sự hiểu đi em sẽ phát hiện thật sự đi còn độc hơn con bò cạp lâm thanh diện cũng không nói chuyện lạc tâm lợi dụng lục thiên điệp nếu như hứa bích hoài biết chuyện này khẳng định cũng sẽ không nhìn lạc tâm như vậy đâu. Chẳng qua là Lâm Thanh Diện không muốn hứa Bích Hoài bị những chuyện này quấy dày, cho nên cũng không nói cho cô, đối với cô mà nói đây cũng là một loại bảo vệ. Hứa Bích Hoài vẻ mặt đầy khó hiểu, không hiểu sao Lâm Thanh Diện lại nói cái này, tóm lại, cô có ấn tượng rất tốt với cô của Lâm Thanh Diện. Lạc tâm sau khi tát xong cái tát thứ ba, Liễu Văn Thúy cho rằng mình không còn gì để bị trừng phạt nữa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm lúc này lạc tâm lại giơ tay lên tát cô thêm một cái nữa liễu văn thúy lúc này suy sụp cô khổ sở nhìn lạc tâm mở miệng hỏi một một cái tát này là vì điều gì trừng phạt cô vừa nãy dám mạnh miệng với tôi cô cũng không nhìn thân phận của mình đi sau này còn muốn mạnh miệng tốt hết là nên hiểu rõ vị trí của bản thân cô trước đi lạc tâm lạnh lùng nói liễu văn thúy lập tức gật đầu bây giờ cô nửa câu cũng không dám phản đối nếu không lạc tâm lại sẽ dùng lý do gì đó để dạy dỗ cô sau khi trừng phạt liễu văn thúy xong lạc tâm đi đến chỗ lâm thanh diện và hứa bích hoài ân cần hỏi hai cháu không có sao chứ lâm thanh diện lạnh lùng nhìn cô ta nói không cần đạo đức giả ở đây đâu nơi này không giống như cô lạc tâm cũng không tức giận chỉ cười một tiếng sau đó nhìn về hứa bích hoài nói cháu chính là bích hoài đúng không dáng vẻ rất xinh đẹp quả thật là xứng đôi với lâm thanh diện Hứa Bích Hoài hơi đỏ mặt, cô có cảm giác như là gặp bố mẹ của Lâm Thanh Diện vậy. Dì cứ nói đùa, Hứa Bích Hoài trả lời. Lần đầu gặp mặt, dì cũng chưa chuẩn bị gì cả, đi đã mua lại tiệm này, cháu xem thích cái gì thì cứ tùy tiện lấy đi, không cần phải khách khí, lạc tâm mở miệng. Những nhân viên trong tiệm đúng trong góc vẻ mặt đầy hâm mộ, có thể tùy ý lầy đồ ở tiệm này, đây thật sự là lễ vật mà ông trời ban tặng. Dù sao thì tùy tiện lấy một món đồ trang sức, giá đều từ mấy chục triệu trở lên, chứ đừng nói đến mấy món mấy trăm triệu. Dì cứ khách sáo, hơn nữa mấy món kia đắt như vậy, sao cháu có thể tùy tiện lấy chứ, hứa Bích Hoài nói. Lạc tâm cười, nói, những thứ này thì không tính làm gì, cứ đến chọn đi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên thì tặng quà, cháu không thể cứ thế mà từ chối chứ. Lâm Thanh Diện thấy vậy, cũng không có ngăn cản, anh biết Lạc Tâm thực sự không coi mấy thứ này ra gì. Dù sao thì bọn họ cũng là đến mua đồ trang sức, nếu lạc tâm muốn tặng, vậy anh cũng không khách khí. Một lúc sau, trong tay hứa Bích Hoài đã cầm mười mấy món đồ, ở trong toàn là đồ trang sức đắt nhất tiệm, giá của mười mấy món cộng lại, phải lên đến mấy tỷ. Hứa Bích Hoài thấy lạc tâm vẫn còn để nhân viên trong tiệm gói đồ lại cho cô, cô vội vàng ngăn lại, nói, gì, gì đừng có gói nữa, mấy cái này cũng là quá nhiều rồi, hơn nữa quá quý giá, dù gì gói nữa thì cháu cũng không cần đâu. Lạc Tâm nghe thấy Hứa Bích Hoài nói như vậy, cười cười, nói: "Nếu vậy thì, chỉ những thứ này đi, cháu cũng không nên chê, đều là mấy món nhỏ, không có quý giá lắm đâu." Hứa Bích Hoài vội vàng lắc đầu, nói: "Những thứ này đã vô cùng quý giá, gì không nên nói như vậy." Lạc Tâm cười nói: "Chờ đã, hai ngày sau, dì còn có một món quà lớn nữa muốn tặng cho cháu." Hứa Bích Hoài vội vàng từ chối, nói: "Không cần đưa nữa đâu, mấy thứ này là đủ rồi." Hứa Bích Hoài trong lòng đầy khiếp sợ, thật sự không nghĩ được gì của Lâm Thanh Diện là ai, lại nói đồ mấy tỷ không có quý giá, vậy thì rốt cuộc cái gì mới tính là quý giá. Lâm Thanh Diện thấy đồ cầm cũng nhiều rồi, nói với Hứa Bích Hoài, chúng ta về thôi. Hứa Bích Hoài gật đầu, nói cảm ơn với Lạc Tâm mấy câu. Mấy người cùng nhau rời khỏi cửa hàng trang sức, Liễu Văn Thúy vẻ mặt đầy lo lắng đi theo, cô ta biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, cô ta đập xe của Lâm Thanh Diện. Lạc Tâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta việc này. Hứa Bích Hoài thấy xe bị đập, vẻ mặt đầy đau khổ, nói: "Lần này chúng ta chỉ có thể đón xe về thôi." Lạc Tâm nghiêng đầu nhìn Liễu Văn Thúy, nói cô đập xe của người khác, nói xem cô nên làm gì. "Cô Lạc, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bồi thường tiền, cho dù có mua cho bọn họ một cái mới cũng không thành vấn đề." Liễu Văn Thúy mở miệng. Ánh mắt Lạc Tâm rơi vào chiếc xe Porsche 911 của Liễu Văn Thúy nói chiếc xe Porsche của cô kia là mới mua. Liễu Văn Thúy gật đầu. Bao nhiêu tiền? 10, hơn 12 tỷ, Liễu Văn Thúy giống như biết được lạc tâm định làm gì, trong lòng lập tức lộp bộp. Cô đập xe của bọn họ, là cô sai, cô chịu thiệt một chút là phải, chiếc xe này của cô cho Lâm Thanh Diệt, sau này bọn họ làm thủ tục sau. Giờ để bọn Lâm Thanh Diện dùng xe của cô về trước, Lạc Tâm mở miệng. Cô Lạc, Liễu Văn Thúy không cam lòng chút nào, xe này cô mới mua được có hai ngày, còn chưa có lái nhiều, làm sao chịu đưa cho người khác. Sao hả, cô không muốn, giọng của lạc tâm trở nên lạnh như băng. Liễu Văn Thúy thấy vậy, vội vàng lắc đầu, nói tôi muốn, tôi muốn. Vậy đưa chìa khóa đây, lạc tâm mở miệng. Liễu Văn Thúy lôi chìa khóa của Porsche ra, đưa cho lạc tâm. Lạc tâm đưa chìa khóa cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, dù sao thì ban đầu anh định giáo huấn Liễu Văn Thúy một chút, bây giờ Lạc Tâm đã thay anh giáo huấn rồi, cũng như nhau cả. Hứa Bích Hoài đứng một bên sợ hãi, dù gì cô cũng không nghĩ đến chiếc xe 3 tỷ của bọn họ lại biến thành chiếc xe Porsche hơn 12 tỷ, điều này thực sự quá tuyệt vời. Lâm Thanh Diện để Hứa Bích Hoài cầm đồ lên, sau đó khởi động chiếc xe Porsche rời khỏi chỗ này. Ánh mắt Lạc Tâm hiếp lại, cười nói, xem ra điểm yếu của cậu chính là Hứa Bích Hoài, sau này có cần gì, thì có thể lợi dụng nó thật tốt. Audio điện tử võ tấn bền. chương 171 đều là hàng vỉa hè Vịnh Đằng Long trong biệt thự của Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh đang cùng mẹ của hứa Bích Huyên Lý Thục Phân ngồi với nhau. Trên cổ Lý Thục Phân đeo một cái dây chuyền vàng, trên cổ tay và trên ngón tay đeo đầu những đồ trang sức bằng vàng lấp lánh, bộ dạng như là đang tỏ vẻ. Tống Huyền Khanh ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt ngại ngùng, trên người bà một món đồ trang sức cũng không có, nếu so sánh với Lý Thục Phân, thì cực kỳ đối lập. Huyền Khanh, tôi nói với chị nha, dạo gần đây Bích Huyền rất là hiếu thuận với tôi, không chỉ mua nhiều đồ trang sức cho tôi, còn định mua một căn biệt thự bên cạnh nhà chị. Bọn tôi định chờ sau khi Lâm ra tới câu hôn là mua biệt thự, dù sao thì Bích Huyền nhà tôi cũng sẽ kết hôn với người giàu có, chỗ ở không thể quá kém, chị nói đúng không, Lý Thục Phân đắc y nói. Tống Huyền Khanh vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, đúng. quả thật là nên mua một căn lý thục phân nhìn dáng vẻ lúng túng của tống huyền khanh lý thục phân suýt cười ra tiếng trước kia lúc mà tông huyền khanh mua biệt thự bộ dạng phách lối kia của tống huyền khanh bây giờ bà ta vẫn còn nhớ bây giờ thấy dáng vẻ này của tông huyền khanh lý thục phân chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ hả giận đúng rồi chị nhìn cái vòng tay này của tôi đi đây chính là từ cửa hàng trang sức đắt nhất hồng thành chúng ta mua đó tôi nhớ không nhầm thì cửa hàng đó tên là trang sức tinh thần đồ trang sức ở chỗ đó toàn là hàng cao cấp cái vòng tay này của tôi là tốn đến mấy trăm triệu mới mua được đó. Lý Thục Phân thấy Tông Huyền Khanh không nói về chuyện của biệt thự với bà nữa mà truyền qua đồ trang sức trên tay mình. Bà ta nói trang sức tinh thần, chính là cửa hàng hôm nay đám lâm thanh diện đến mua trang sức. Tống Huyền Khanh nghe thấy mấy lời sau của Lý Thục Phân lập tức trợn mắt, không nghĩ rằng cái vòng tay như vậy lại có giá mấy trăm triệu. Số em thật tốt nha, có con gái tốt như Bích Huyên, lại còn sắp được gả cho lâm ra, thật là làm cho người ta hâm mộ nha. Chị thì không được rồi, cái thằng con rể vô dụng lâm thanh diện này, ngay cả mỗi món đồ như trang sức cũng không có, Tống Huyền Khanh bất đắc dĩ nói. Thấy bộ dạng này của Tống Huyền Khanh, trong lòng Lý Thục Phân càng đắc ý, điều bà ta muốn nghe nhất, chính là những lời khen ngợi của Tống Huyền Khanh. Cũng coi là tạm được, cũng là vận khí của Bích Huyền tốt, nếu không phải đứa con gái của chị gả cho Lâm Thanh Diện, không chừng Lâm ra đã nhìn chúng nó rồi, Lý Thục Phân cố ý nói. Tống Huyền Khanh bất đắc dĩ thở dài, mặc dù biết Lý Thục Phân đang cố ý sỉ nhục mình, nhưng mà trong lòng bà cảm thấy nếu như hứa Bích Hoài không gả cho Lâm Thanh Diệt, người Lâm ra để ý nhất định sẽ là con gái bà. Đúng rồi, Bích Hoài nhà chị đâu, sao tôi không thấy nó đâu cả, Lý Thục Phân hỏi. Lúc đó không phải Lâm Thanh Diện đã nói là dẫn Bích Hoài đi mua đồ trang sức sao, bây giờ còn chưa có quay lại, em nói một tên vô dụng như nó thì có thể mua được thứ gì tốt được, chị cũng lười quản nó, Tống Huyền Khanh mở miệng. Lý Thục Phân lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nói cũng thật là, Lâm Thanh Diện mua đồ, quả thật không có gì tốt cả, chắc nó lại đưa Bích Hoài ra mấy quán vỉa hè mua đồ đi, đây đúng là làm mất mặt hứa ra chúng ta mà. Đúng vậy, chờ bọn nó quay về, chị nhất định phải trách mang nó mới được. Tống Huyền Khanh phụ họa. Bây giờ bà cảm giác mình không còn tự tin, chỉ có thể phụ họa lời của Lý Thục Phân. Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra, Bích Huyên nhà chúng ta gần đây còn định mua một chiếc xe, nghe nói xe nhà chị là 3 tỷ. Bích Huyên nhà tôi định mua một chiếc Bentley, rẻ nhất cũng đã là 6 tỷ rồi, Lý Thục Phân nói tiếp. Tống Huyền Khanh hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, Lý Thục Phân này chính là cố ý đến để khoe khoang với bà, ngồi ở đây một lúc, bà cảm giác mình cái gì cũng thua kém hơn so với Lý Thục Phân. Mẹ, bọn con đã về rồi đây, mẹ ra giúp bọn con mang đồ vào với lúc này giọng của hứa bích hoài từ bên ngoài biệt thự truyền vào. Tống Huyền Khanh lập tức đứng lên, giống như gặp được vị cứu tinh vậy, vội vàng đi ra ngoài ngoài. Lý Thục Phân vốn còn định khoe khoang chuyện mua xe với Tống Huyền Khanh, thấy Tống Huyền Khanh đi ra, cũng chỉ có thể im lặng. Thật ra thì mua xe cũng chỉ là do ngày hôm đó hứa Bích Huyên thuận miệng nói ra, hôm đó cả nhà bọn họ tình cờ đi ngang qua cửa hàng 4S, thuận tiện vào trong nhìn một chút, còn không có ý định mua gì cả, Lý Thục Phân nói như vậy, cũng chỉ là vì muôn tống huyền khanh ghen tị thôi. Đi xem tên vô dụng Lâm Thanh Diện mua cái gì, tiện thể cười nhạo mấy người nhà bọn họ một chút. Lý Thục Phân lẩm bẩm, sau đó cũng đứng dậy, đi ra ngoài biệt thự. Sau khi Tống Huyền Khanh ra ngoài, bà sửng sốt khi thấy chiếc xe đậu ở bên ngoài không phải là xe của nhà bà. Lúc này Lý Thục Phân cũng theo ra ngoài, khi bà ta nhìn thấy chiếc xe Porsche đậu ở cửa, lập tức trợn tròn hai mắt. Chiếc xe này rộng y hệt chiếc xe mà bà ta thấy ở 4S ngày hôm đó, những người trong cửa hàng 4S nói với bà ta rằng chiếc xe này tên là Porsche 911, hơn nữa còn là bản cao cấp, giá cũng hơn 12 tỷ. Không phải chiếc xe của nhà Tống Huyền Khanh chỉ có 3 tỷ thôi sao? Sao lại biến thành Porsche hơn 12 tỷ vậy? Lý Thục phân cảm giác đầu mình quay mòng mòng. Tống Huyền Khanh cũng cực kỳ ngơ ngác, không biết đây là chuyện gì. Hơn nữa bà không biết giá của chiếc xe này vì vậy bà nghi ngờ rằng Lâm Thanh Diện làm hỏng chiếc xe kia rồi đổi một cái khác rẻ hơn. Lâm Thanh Diện, sao cái xe này khác trước vậy, có phải cậu làm hỏng cái xe kia rồi đổi một cái khác rẻ hơn không? Tống Huyền Khanh trợn mắt nói. Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh, nói chiếc xe kia có chút vấn đề xảy ra, cho nên đã đổi thành cái này. Cậu lại bị lỗ mấy chục triệu rồi, chiếc xe kia giá 3 tỷ đó, chiếc xe nát này của cậu thì có giá bao nhiêu chứ? Cậu đổi lại chiếc xe kia cho tôi, Tống Huyền Khanh hùng hổ nói. Lý Thục Phân nhìn Tống Huyền Khanh nói, Huyền Khanh, chị bị ngu à, chiếc xe này là Porsche 911 đó, giá 12 tỷ lật, chiếc xe của chị cũng chỉ mới 3 tỷ thôi. Tống Huyền Khanh sừng sốt, sau đó hít vào một hơi kêu lên, cái gì, chiếc xe này lại hơn 12 tỷ. Lý Thục Phân gật đầu, nhưng mà sắc mặt lại trở nên khó nhìn. Nhà bà ta cũng chỉ nói là định mua một chiếc xe như vậy nhưng mà bởi vì tiếc tiền nên không có mua, không ngờ rằng bây giờ Lâm Thanh Diện lại lái một cái như vậy về, bởi vì cái này trong lòng bà ta cực kỳ bấp bênh. Bích Hoài, đã có chuyện gì xảy ra với chiếc xe này? Xe này là của chúng ta, Tống Huyền Khanh nhìn về phía hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, nói con bây giờ không thể giải thích rõ ràng với mẹ được. Nhưng mà xe nhà mình bây giờ nó đã đổi thành chiếc xe này. Tống Huyền Khanh lập tức mặt mày hớn hở, nhưng đầu nói với Lý Thục Phân em xem đứa nhỏ này thật là không biết tiết kiệm gì cả đi ra ngoài một chuyến thôi mà đã đổi xe rồi thật là lãng phí quá mà Lý Thục Phân gương mặt lạnh lùng rõ ràng là cực kỳ không vui con gái vừa rồi con bảo mẹ ra mang đồ vào là mang cái gì đó Tống Huyền Khanh cười đi về phía chiếc xe lúc này Hứa Bích Hoài lấy những món đồ trang sức ở trong túi lấy ra đưa cho Tống Huyền Khanh Tống Huyền Khanh nhìn mấy cái túi lớn túi nhỏ kia lòng khẳng định mấy thứ này chắc chắn là hàng vỉa hè nếu không thì sao có thể mua nhiều như vậy lâm thanh diện lần sau cậu có thể đừng có mà mang mấy món đồ vỉa hè về nhà được không cho dù không có đáng bao nhiêu tiền nhưng cũng không nên mang phế phẩm về nhà chứ tống huyền khanh không vừa lòng nói mẹ mẹ nói gì vậy mấy thứ này rất quý giá đó mẹ cầm cẩn thận kẻo rơi hứa bích hoài nhắc nhở tống huyền khanh bĩu môi nói đồ nó mua làm sao đắt được cơ chứ mẹ nhìn thấy chỉ là mấy món hàng vỉa hè 30-40 nghìn thôi, hơn nữa còn mang về một đống chứ. Vừa nói, Tống Huyên Khanh vừa cầm đồ vào trong biệt thự. Nghĩ đến Lý Thục Phân còn đứng ở đây nhìn mấy cái này, Tống Huyên Khanh cảm thấy vô cùng mất mặt. Lý Thục Phân nghe Tống Huyên Khanh nói Lâm Thanh Diện mua về một đồng đồ vỉa hè, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Để tôi giúp chị một tay, sao có thể mua nhiều vậy chứ, lần này Lâm Thanh Diện thực sự bỏ hết vốn liếng nha, Lý Thục Phân cười nói. Không cần không cần, đều là mấy thứ không đáng tiền, thật sự là phục cái đồ vô dụng này, loại đồ như này sao lại mang về nhiều cơ chứ, nó thật sự nghĩ là chị sẽ đeo nó sao. Tống Huyền Khanh lầm bẩm Lý Thục Phân nhìn chằm chằm vào mấy cái túi kia, thấy nhãn hiệu ở trên túi giống y như chỗ mà hứa Bích Huyên mua vòng tay cho bà ta, sau đó trợn tròn hai mắt. Thật là phiên phúc, chị nhìn mấy món này là chỉ muốn tống vào thùng rác thôi, cầm về chỉ làm bẩn mắt chị, Tống Huyền Khanh thấy hơi xấu hổ, lúc này bà định cầm mấy túi kia ném vào thùng rác. Lý Thục Phân vội vàng mở miệng, đợi một chút. Tống Huyền Khanh nhìn Lý Thục Phân, nói Thục Phân, em đừng có chê cười tụi chị, đức hạnh gì của Lâm Thanh Diện em cũng biết rồi, những thứ này không thể để cho nó muốn mua là mua được. Lý Thục Phân nhìn kỹ nhãn hiệu trên túi một chút, thốt lên, đây đều là đồ trang sức của cửa hàng trang sức tinh thần, Nhìn không giống như là hàng giả, bên trên còn có nhãn hiệu đó, giá của một món đồ cũng phải hơn 600.000 đó. Tống Huyền Khanh trong lòng sợ hãi, vội vàng cúi xuống nhìn nhãn hiệu của mấy cái túi kia, nhận ra mấy thứ này thật sự là viết giá 6-700.000, không có cái nào rẻ hơn 300.000. Mấy món này là hàng thật sao? Nếu là hàng thật, vậy chẳng phải là mất mấy tỷ sao? Lý Thục phân vẻ mặt đầy khiếp sợ nói. Tống Huyền Khanh cũng là ngơ ngác bà vội vàng năm chặt mấy cái túi kia trong lòng vẫn còn sợ hãi nếu như vừa nãy bà ném mấy cái túi này vào thùng rác thì có nghĩa là đã ném mấy tỷ đó tống huyền khanh nghiêng đầu nhìn lâm thanh diện và hứa bích hoài hỏi mấy món này thật sự rất đắt sao hứa bích hoài cầm mấy cái túi còn lại đi đến nói không có đâu nếu mẹ muốn vứt thì cứ vứt đi dù gì đồ bên trong cũng có mấy món cho mẹ tống huyền khanh hít một hơi thật sâu bà sao có thể nghĩ đến Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài sẽ mua mấy món quý giá như vậy về, bà cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Thục Phân, em nhìn giúp chị một chút, đây thật sự là ở tiệm trang sức tinh thần mà em nói sao? Không phải là đồ giả chứ, chắc là Lâm Thanh Diện mua về chỉ để lừa chị thôi, Tống Huyền Khanh nói. Trong lòng Lý Thục Phân cũng hơi nghi ngờ, tiến đến cầm cái túi, nhìn đồ bên trong, phát hiện cái mác chống hàng giả giống y như cái vòng tay của bà ta vậy, cả người cứng đờ. Thật, thật mấy món này đều là hàng thật, không sai được Lý Thục Phân mở miệng. Tống Huyền Khanh lập tức kích động, không nghĩ rằng mấy món này lại đắt như vậy, vì thế cô ôm chặt mấy túi kia đi vào trong biệt thự. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng đi vào trong biệt thự, chỉ còn Lý Thục Phân vẫn còn đứng ngây người ở đó. Tống Huyền Khanh mở tất cả những túi kia ra, toàn bộ đồ ở trên trong cũng lấy ra, sau khi nhìn thấy những món đồ trang sức tinh xảo, hai mắt của Tống Huyền Khanh sang rực lên. Mấy món này là do Lâm Thanh Diện mua." Tống Huyền Khanh mở miệng hỏi. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, gật đầu. Lúc quay về Lâm Thanh Diện nói với Hứa Bích Hoài là không nên nói chuyện của Lạc Tâm ra, vậy nên Hứa Bích Hoài nói mấy món này là do Lâm Thanh Diện mua, dù sao Lạc Tâm hay Lâm Thanh Diện mua, đối với Hứa Bích Hoài mà nói cũng không có khác nhau lắm. Tống Huyền Khanh tỏ vẻ không tin, nói: "Bích Hoài, con đang nói dối mẹ chứ gì, sao nó có thể mua được mấy món đắt như vậy?" Mẹ tin hay không thì tùy, dù gì thì mẹ cũng đâu có tin Lâm Thanh Diện mua được xe và biệt thự, nhưng rồi anh ấy vẫn mua thôi, hứa Bích Hoài mở miệng. Tống Huyền Khanh suy nghĩ thấy cũng phải, Lâm Thanh Diện chắc là vẫn còn tiền tiết kiệm, cho nên bà cũng không có nghi ngờ gì nữa. Có mấy món này rồi, Tống Huyền Khanh vô cùng đắc ý, bà nghiêng đầu nhìn Lý Thục Phân, nói Thục Phân, nhìn cái vòng này của chị xem, hơn 600.000 đó, cái này còn tốt hơn cái của cô đó. Lý Thục Phân mặt đây khó xử, cái vòng đó của bà ta chỉ có 300.000, tất nhiên là kém hơn cái của Tông Huyền Khanh rất nhiều rồi. Trong lúc nhất thời, vị trí của hai người đã hoán đổi lại với nhau, lần này lại thành Tống Huyền Khanh đắc ý. Lý Thục Phân trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ đến Lâm Thanh Diện có thể mua được đồ đắt tiền như vậy, mấy món này chắc chắn là có cả tiên làm việc của hứa bích hoài nữa. Hơn nữa bà ta còn hơi nghi ngờ rằng Tống Huyền Khanh cố ý giả ngu, Giả vờ không biết Lâm Thanh Diện mua mấy món này về, chính là vì muốn cười nhạo bà ta. Không bao lâu, Lý Thục Phân không thể ở đó nữa, tìm một cái cớ rồi rời đi. Tống Huyền Khanh cực kỳ đắc ý, ngay cả bà còn không nghĩ đến, ngày hôm nay lại có thể lật ngược tình thế, đánh một cái thật đau vào mặt của Lý Thục Phân. "Con gái, cái bông tai này không có tệ nha, mẹ muốn có nó." Tống Huyền Khanh cầm một đôi bông tai. Lâm Thanh Diện thấy vậy, lấy lại, nói, đây là đôi bông tai mà Bích Hoài thích, mẹ có thể lấy cái khác nhưng cái này thì không được. Chương 172, suy đoán của Hứa Quốc Hoa. Tống Huyền Khanh lập tức trợn mắt, nhìn Lâm Thanh Diện nói, vậy có liên quan gì tới cậu? Đây đều là đồ con gái của tôi, tôi muốn thì cứ lấy, cậu quản được chắc. Lâm Thanh Diện không khách sáo nói với Tống Huyền Khanh, nếu mẹ còn cố tình gây sự, vậy mẹ sẽ không lấy được mấy thứ này đâu tống huyền khanh thấy lâm thanh diện nổi nóng thì lập tức khiếp sợ nói nhỏ một câu dừng bớt ở đây giả vờ với tôi đi tiền mà cậu lấy sớm muộn gì chẳng tiêu hết đến lúc đó xem cậu có qua cầu xin tôi không bà nói xong lại xem đồ trang sức khác lâm thanh diện đưa đôi khuyên tai này cho hứa bích hoài vừa cười vừa nói em đeo thử xem hứa bích hoài nhận lấy đôi khuyên tai này nói anh đừng để ý tới mẹ em làm gì bà ấy là người thế đấy lâm thanh diện mỉm cười nói không sao cả tống huyền khanh nghe được hứa bích hoài nói vậy lập tức nói thầm đúng là chỉ thiên vị người ngoài nếu không phải cậu ta mua mấy thứ này chỉ riêng việc lần này cậu ta hại con mất việc mẹ cũng muốn bắt con ly hôn với cậu ta rồi hứa bích hoài không muốn để ý tới tống huyền khanh lôi lâm thanh diện về phòng thử khuyên tai trong lòng tống huyền khanh vui vẻ chọn những món đồ trang sức nghĩ thầm lần này về nhà mẹ đẻ cuối cùng cũng không cần quá giản dị nữa Đeo những trang sức đắt tiền này, những người bên nhà mẹ mình cũng phải coi trọng mình một lần. Chẳng mấy chốc, hứa Quốc Hòa từ bên ngoài về, thấy Tống Huyền Khanh đang chọn đồ trang sức thì trên gương mặt đầy vẻ kỳ lạ hỏi, xe ngoài kia là của ai vậy? Của nhà chúng ta đấy. Về sau nhà chúng ta sẽ lái chiếc xe này, Tống Huyền Khanh cúi đầu nói. Hứa Quốc Hòa lập tức trợn mắt, nói đây chính là xe Porsche 911 đấy. Tôi nghe nói nó trị giá hơn 12 tỷ đấy xe này ở đâu ra thế hôm nay lâm thanh diện và bích hoài trở về đổi lấy nó ông quan tâm nó ở đâu ra làm gì có xe tốt để lái chẳng phải tốt hơn sao lần này chúng ta lái xe này về để cho đám người nhà mẹ tôi mở mắt một chút xem trong bọn họ còn ai dám coi thường chúng ta nữa không tống huyền khanh nói hứa quốc hoa liếc nhìn những đồ trang sức trên sofa mắt lập tức trợn trừng nói đây là đồ trang sức của cửa hàng trang sức tinh thần à Tống Huyền Khanh ngẩng đầu liếc nhìn hứa quốc hoa nói, tôi không ngờ ông còn biết tới chuyện này đấy. Tôi nói cho ông biết nhé, những thứ này rẻ nhất cũng phải 300 triệu. Ông không thấy vẻ mặt của Lý Thục Phân lúc ấy đâu. Bà ta còn cầm cái vòng nát kia của bà ta ra khoe khoang với tôi đấy. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại mua về cho tôi nhiều đồ trang sức như vậy. Những thứ này đều là Lâm Thanh Diện mua à? Hứa Quốc Hoa mở miệng hỏi. Đúng vậy, cũng không biết tên Vô dụng Lâm Thanh Diện ngầm giấu bao nhiêu tiền sau lưng chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi làm cho nó phun ra hết." Tống Huyền Khanh mở nói. Hứa Quốc Hoa trầm ngâm một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Tống Huyền Khanh nói, "Lẽ nào bà chưa từng xem Lâm Thanh Diện làm sao có nhiều tiền như vậy à?" Tống Huyền Khanh bĩu môi, nói, "Nhất định là tiền do mẹ ông cho năm đó thôi." Hứa Quốc Hoa lắc đầu, nói, "Không thể có chuyện đó được." bà từng thấy có đứa nào ở rể lại nhận được nhiều tiền như vậy không hơn nữa tôi vẫn biết rõ tình hình nhà tôi thế nào năm đó mẹ tôi căn bản không thể có nhiều tiền như vậy để cho lâm thanh diện được tống huyền khanh sửng sốt mở miệng hỏi ý ông là số tiền này đều là tiền riêng của lâm thanh diện sao ngoài khả năng này tôi không nghĩ ra được khả năng nào khác thật ra tôi đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc mua biệt thự rồi có lẽ lâm thanh diện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu hứa quốc hoa mở miệng. Cậu ta có gì mà không đơn giản chứ, còn không phải là một kẻ vô dụng mà mọi người đều biết sao. Ngoài có một khoản tiền chẳng biết từ đâu ra, những cái khác đều tệ cả, Tống Huyền Khanh vẫn khinh thường nói. Năm đó, có thể nói là ánh mắt mẹ tôi cực cao. Người có thể được mẹ tôi nhìn chúng thường sẽ không quá tệ. Hơn nữa trước đây mẹ tôi thích Bích Hoài như vậy, bà thấy mẹ tôi có thể không để ý tới cảm nhận của Bích Hoài, ép con bé lấy một kẻ vô dụng sao. Hứa Quốc Hoa nói: "Nếu không thì sao? Tống Huyền Khanh cho rằng trước đây bà cụ trướng mắt nhà mình mới ép hứa Bích Hoài lấy Lâm Thanh Diện thôi." Điều này chỉ có thể chứng tỏ thân phận của Lâm Thanh Diện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. "Thật ra, trong thời gian này tôi vẫn luôn suy nghĩ. Bà nói xem, Lâm Thanh Diện cũng là họ Lâm, liệu có thể là gia tộc họ Lâm ở kinh đô kia không?" Hứa Quốc Hoa nói ra suy đoán của mình. Tống Huyền Khanh lập tức mở miệng Ông nói Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm ở kinh đô à? Hứa Quốc Hoa khẽ gật đầu, còn quay đầu liếc nhìn phía sau, dường như sợ bị Lâm Thanh Diện nghe được vậy. Ông đừng đùa nữa, ông tưởng cứ họ Lâm thì là người nhà họ Lâm ở kinh đô à? Hơn nữa Lâm Thanh Diện còn là kẻ vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành chúng ta. Nhà họ Lâm ở kinh đô làm sao có thể xuất hiện một kẻ vô dụng được? Thôi ông đừng ở đây suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu Lâm Thanh Diện thật sự là người nhà họ Lâm ở kinh đô chỉ sợ đã sớm không ở lại địa phương nhỏ như Hồng Thành này rồi, Tống Nguyên Khanh nói. Hứa Quốc Hoa vừa nghe cũng thấy có chút đạo lý, cho dù ông nghi ngờ Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm ở Kinh Đô, nhưng ông không thể hiểu được vì sao người nhà họ Lâm ở Kinh Đô lại trở thành kẻ vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành được. Cũng đúng, hai ngày nữa người của nhà họ Lâm sẽ đến. Tới lúc đó chúng ta sẽ biết Lâm Thanh Diện có phải là người nhà họ Lâm hay không. Hứa Quốc Hoa mở miệng ông đừng ở đó nói chuyện nực cười nữa lâm thanh diện thậm chí còn chẳng có tư cách tham gia buổi đón tiếp người nhà họ lâm tới lần này nếu cậu ta thật sự là người nhà họ lâm ông cho rằng cậu ta sẽ không mượn cơ hội lần này để chứng minh bản thân sao tông huyền khanh mở miệng hứa quốc hoa suy nghĩ một lát cũng thấy đúng nếu lâm thanh diện thật sự là người nhà họ lâm ở kinh đô quả thật sẽ không sống thảm như vậy tôi thấy ông chẳng qua là đang kiếm cớ cho sự uất ức của mình thôi Lâm Thanh Diện uất ức giống ông, ông chỉ hy vọng cậu ta có một bối cảnh gì đó lợi hại. Tôi nói cho ông biết, uất ức chính là uất ức, cả đời này cũng không thay đổi được đâu. Tống Huyền Khanh trừng mắt với hứa quốc hoa rồi thu dọn những món đồ trang sức kia và đi lên tầng. Hứa quốc hoa bất lực thở dài, cũng đi lên tầng theo. Trong mấy ngày sau, tất cả mọi người của nhà họ hứa đều đang chuẩn bị đón tiếp người nhà họ Lâm ở Kinh Đô sắp tới. Hứa trai hiệp trang trí biệt thự nhà họ hứa tương đối long trọng, chính là muốn để lại một ấn tượng tốt cho người nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Mấy ngày nay, hứa Bích Huyên vẫn luôn chờ ở biệt thự nhà họ hứa, chỉ huy những người tới trang trí biệt thự nhà họ hứa thành kiểu dáng mà cô ta thích. Mấy ngày nay, hứa Bích Huyên ở nhà họ hứa cũng càng thêm kiêu căng. Mọi người đều cho rằng lần này nhà họ Lâm tới là muốn cầu hôn hứa Bích Huyên, cho nên không ai dám chọc cô ta, tất cả đều hầu hạ cô ta như công chúa vậy. Dù sao, nếu hứa Bích Huyên thật sự được gả vào nhà họ Lâm, vậy chẳng khác nào bay lên đầu cảnh biến thành chim phượng hoàng. Bây giờ bọn họ tạo mối quan hệ tốt với hứa Bích Huyên, về sau cũng có thể dính chút lợi ích. Lý Thục Phân cũng nói cho hứa Bích Huyên biết chuyện trong nhà hứa Bích Hoài thay xe pot, mua một đống đồ trang sức tinh thần. Sau khi hứa Bích Huyên nghe được, lúc này lại đưa cho Lý Thục Phân một tấm thẻ, cũng bảo bà ta tùy tiện đi mua đồ trang sức tinh thần. Trong tấm thẻ kia là số tiền còn lại sau khi hứa Bích Huyên bán đồ cổ, ban đầu bọn họ vẫn tính giữ lại để mua biệt thự. Nhưng nghĩ đến nhà họ Lâm sắp tới cầu hôn thì nhất định sẽ tặng quà, cho nên bọn họ sẽ không tiếc chút tiền ấy. Một ngày trước khi người nhà họ Lâm tới, hứa Bích Huyên đã tiêu gần hết số tiền bán hai món đồ cổ kia. Đến ngày được xác định là người nhà họ Lâm tới, mới sáng sớm mà trong biệt thự nhà họ hứa đã bận rộn. Hứa Bích Hoài cũng dậy rất sớm, Hứa Mạn Tranh quy định, hôm nay tất cả mọi người của nhà họ Hứa đều phải có mặt, đương nhiên là ngoại trừ Lâm Thanh Diệt. Lâm Thanh Diệt, nếu không anh cũng đi cùng đi, cho dù ông nội nói anh đi có ảnh hưởng không tốt, nhưng em thấy không có gì đâu." Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diệt mỉm cười nói, "Đợi lát nữa anh lái xe đưa mọi người đi, anh chỉ chờ ở bên ngoài, không vào trong đâu." Thật ra không sao đâu mà, anh không cần quá để ý làm gì." Hứa Bích Hoài an ủi không sao anh biết hôm nay bên kia sẽ xảy ra chuyện gì cho nên có đi hay không cũng chẳng có gì khác đâu lâm thanh diện mở miệng hứa bích hoài sửng sốt không rõ lâm thanh diện nói vậy là có ý gì lâm thanh diện không giải thích cầm chìa khóa xe đi xuống tầng tống huyền khanh nghe được lâm thanh diện muốn lái xe đưa bọn họ qua thì lập tức từ chối nói để hứa quốc hoa lái xe đi là được lâm thanh diện nói chiếc quát này không giống với những chiếc xe khác hứa quốc hoa không lái được Tống Huyền Khanh cảm thấy Lâm Thanh Diện muốn nhân cơ hội vào biệt thự nhà họ Hứa để quấy rối nên chết sống không cho. Cuối cùng Hứa Quốc Hoa thử qua, phát hiện mình thật sự không lái được post, Tống Huyền Khanh không biết làm sao, cũng chỉ có thể để cho Lâm Thanh Diện lái xe đưa bọn họ qua. Lâm Thanh Diện đỗ xe bên đường, đối diện với cửa biệt thự nhà họ Hứa. Sau khi Tống Huyền Khanh xuống xe thì trừng mắt với Lâm Thanh Diện với vẻ hung dữ, nói cậu thành thật chờ ở đây cho tôi. Nếu cậu dám lén lút chạy vào tôi sẽ lột da của cậu ra. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, mẹ yên tâm đi, con không có hứng thú gì với chuyện hôm nay. Ba người cùng đi về phía biệt thự nhà họ hứa bên kia, thấy bên đường bầy đầy chậu hoa. Xem ra lần này nhà họ hứa đúng là bỏ không ít công sức để đón tiếp người. Lâm Thanh Diện nhìn biệt thự được trang trí gọn gàng đẹp mắt, nghĩ thầm chờ sau khi lạc tâm đến và nói ra mục đích của mình, không biết đám người nhà họ hứa sẽ có phản ứng thế nào. Khi Lâm Thanh Diện chờ ở bên kia đường, Lạc Tâm gửi cho anh một tin nhắn. "Cũng chỉ cô bảo thu lại quà đã tặng cho nhà họ Hứa thôi à? Không cần làm gì khác sao?" "Không," Lâm Thanh Diện nhắn lại. "Vậy cô sẽ xem tình hình rồi phát huy," Lạc Tâm nhắn lại. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, xem ra nếu Lạc Tâm không gây ra chút chuyện thì chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời đi. Anh không nhắn tin lại cho Lạc Tâm nữa, mà ngả ghế ngồi ra phía sau tính nghỉ ngơi một lát. Bên trong biệt thự nhà họ hứa, tất cả mọi người mặc sạch sẽ đẹp mắt, giống như đón năm mới vậy. Hứa Bích Huyên còn mua cho mình một bộ lễ phục đắt tiên. Cô ta cảm thấy hôm nay là lần đầu tiên gặp người nhà chồng, nhất định phải long trọng. Ba người hứa Bích Hoài vào biệt thự, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, ai nấy đều cười diễu cợt. Mọi người đều biết hứa Bích Huyên và hứa Bích Hoài không vừa mắt nhau. Hôm nay tất cả mọi người nịnh bợ hứa Bích Huyên, tất nhiên sẽ không có thái độ gì tốt với hứa Bích Hoài. Hứa Bích Huyên thấy hứa Bích Hoài tới đi tới, giọng điệu khó chịu nói, hứa Bích Hoài, hôm nay chính là ngày quan trọng mà nhà họ Lâm phái người qua, chị mặc một bộ như thế tới đây sao? Nếu chị không mua nổi quần áo có thể nói với em, bây giờ em lại không thiếu tiền. Hứa Bích Hoài bĩu môi, nói chỉ sợ người ta không phải tới cầu hôn, đến lúc đó mà đòi lại đô cổ nhưng em không lấy ra được, xem em còn đắc ý được như vậy không, chương 173 cắt đứt quan hệ với nhà họ hứa. Sau khi hứa Bích uyên nghe thấy hứa Bích Hoài nói vậy thì trên mặt lập tức lộ vẻ khinh bỉ, nói tôi thấy chị chỉ đang ghen đi với tôi thôi. Nhà họ lâm tới cầu hôn chỉ càng tặng tôi nhiều quà hơn nữa. Chị không ăn được nho thì đừng đứng đây nói nho chua đi. Hứa Bích Hoài không nói nữa, vừa rồi cô cũng chỉ tức giận nên nói vậy thôi. Nếu nhà họ Lâm thật sự tới cầu hôn, về sau hứa Bích Huyên quả thật sẽ càng thêm phong quang. Nghĩ tới đây, trong lòng hứa Bích Hoài lại hơi ghen ti. Nhưng khi suy nghĩ đến Lâm Thanh Diện, những ghen ti trong lòng cô biến mất. Bây giờ Lâm Thanh Diện không kém hơn bất kỳ ai. Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa thấy lúc này hứa Bích Hoài còn mải tranh cãi với hứa Bích Huyên thì cũng hơi nóng nảy. Nếu nhà họ Lâm thật sự tới câu hôn, lúc này quan hệ giữa hứa Bích Hoài và hứa Bích Huyên xấu đi sẽ không có ích lợi gì cho nhà bọn họ cả. Tống Huyền Khanh bước tới, nhìn hứa Bích Huyên cười làm lành nói, Bích Huyên, cháu cũng biết tính của Bích Hoài rồi, hy vọng cháu bỏ qua cho, mọi người đều là người một nhà, không cần thiết phải âm ý đến mức không thoải mái như thế. Hứa Bích Huyên trợn mắt nhìn Tống Huyền Khanh, nói ai là người một nhà với chị ta chứ? Với thái độ này của chị ta mà cũng muốn bám víu quan hệ với tôi à? Hơn nữa chị ta còn có gã chồng vô dụng, chờ tôi gả vào nhà họ Lâm, còn muốn cắt đứt quan hệ với chị ta đây trên gương mặt tống nguyên khanh đầy vẻ sốt ruột vội vàng quay đầu nhìn về phía hứa bích hoài nói bích hoài con đừng ngang ngược nữa mau xin lỗi bích nguyên đi nếu không về sau người xui xẻo chính là nhà chúng ta đây ánh mắt hứa bích hoài kiên định nói mẹ bảo con xin lỗi cô ta à tuyệt đối không thể vừa rồi con đâu có làm gì sai hứa bích nguyên chừng mắt nói chị chọc tôi chính là sai lầm lớn nhất rồi hứa bích nguyên nói xong lại nhìn về phía mọi người xung quanh cao giọng nói tất cả mọi người đến xem đi, hứa bích hoài vì ghen ghét tôi sắp gả vào nhà họ Lâm, bây giờ lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi, các người nói xem tôi có nên cắt đứt quan hệ với cô ta không. Một đám người đều biết nhân vật chính của hôm nay là ai, tất nhiên sẽ nói thay hứa bích huyên, đều nhìn hứa bích hoài với ánh mắt trách móc. Hôm nay chính là ngày quan trọng của Bích Huyên, hứa Bích Hoài cũng quá không biết suy xét, vào lúc này còn dám trêu chọc Bích Huyên, đúng là não bị úng nước rồi về sau Bích Huyên gả vào nhà họ Lâm, vậy xem như là người của nhà họ Lâm. Thật không biết hứa Bích Hoài lấy đâu ra lòng tin mà dám đối đầu với Bích Huyên. Chắc hẳn cô ta mất cân bằng. Bản thân cô ta lấy một người chồng vô dụng, thấy Bích Huyên sắp được gả vào gia đình giàu sang, quyền quý thì bắt đầu gây rối. Hứa Trai Hiệp liếc nhìn hứa Bích Hoài, mỉm cười nói: Hứa Bích Hoài, chị đúng là có bản lĩnh đấy. Thế nào, nhà họ Hứa không chứa được chị sao? bây giờ chị ở nhà họ hứa thậm chí còn chẳng có nổi một công việc. Nếu chọc giận Bích Huyên, cho dù đuổi chị ra ngoài cũng không ai nói gì. Hứa Bích Hoài liếc nhìn hứa trai hiệp, nghĩ đến bây giờ anh ta là người quản lý công ty, trong lòng lại tức giận. Nếu các người đều như vậy, cho dù không ở lại cái nhà này cũng được. Hứa Bích Hoài cắn răng nói. Trải qua một thời gian suy nghĩ, hứa Bích Hoài đã thấy rõ bộ mặt của đám người nhà họ hứa. Trước đây cô lo lắng mình rời khỏi nhà họ Hứa căn bản sẽ không thể sống sót được. Nhưng bây giờ cô không lo lắng về điều này nữa. Cho dù không có gì cũng chẳng sao, cô còn có Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện từng nói, sẽ để cho cô sống cuộc sống tốt nhất. Sau khi Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nghe thấy Hứa Bích Hoài nói vậy đều biến sắc, vội vàng đi tới, tranh nhau thanh minh giúp Hứa Bích Hoài. Hôm nay Bích Hoài chưa tỉnh ngủ, không thể xem lời con bé nói là thật được tất cả mọi người đừng để ở trong lòng hứa quốc hoa lúng túng nói bích hoài con điên rồi sao sao con có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy chứ con mau giải thích với mọi người đi trên mặt tông huyền khanh đầy vẻ sốt ruột nói hứa bích hoài không để ý tới lời hứa quốc hoa và tống huyền khanh nói nếu đã quyết định chống đối lại những người này tới cùng vậy cô sẽ không nhất thiết phải lùi bước nữa sao thế nhà tôi không chứa nổi phật lớn như cháu hả? À? Vừa lúc đó, giọng nói trầm thấp của hứa mạn tranh vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, hứa mạn tranh đã thay quần áo mới, đi tới bên này. Hứa trai hiệp và hứa bích huyên vội vàng đi qua đỡ hứa mạn tranh, đưa ông ta tới sofa bên này. Sau khi ngồi xuống ghế salon, ánh mắt hứa mạn tranh thâm trầm nhìn về phía hứa bích hoài. Hứa Bích Huyên và hứa trai hiệp liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một nụ cười nham hiểm tiếp theo hứa Bích Huyên lại bắt đầu phàn nàn với hứa Mạn Tranh. Ông nội, hôm nay là ngày vui của cháu, hứa Bích Hoài này cứ nhất quyết chạy tới đối đầu với cháu vào lúc này. Ông nói xem, không phải chị ấy ghen ghét cháu thì là gì. Chị ấy là chị của cháu, cháu biết mình không thể làm gì chị ấy. Nhưng chị ấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cháu hôm nay. Đợi lát nữa, người của nhà họ lâm qua, thấy cháu vô tình, không muốn cưới cháu nữa, vậy xem như đã phá hỏng chuyện lớn của nhà chúng ta rồi. Đúng vậy ông nội, hứa Bích Hoài đúng là cô ý. Chị ấy ghen ghét Bích Uyên, cố ý tới quấy rối. Vừa rồi chị ấy còn nói không muốn ở lại nhà họ hứa, cháu thấy không bằng đuổi chị ấy ra ngoài đi là được rồi, hứa trai hiệp quát theo. Hứa mạn tranh hừ lạnh một tiếng, nói với hứa Bích Hoài, cháu đúng là cánh cứng rồi mới dám nói ra những lời này. Cháu lập tức xin lỗi Bích Uyên, chờ sau khi người của nhà họ lâm đến, ông lại nói với cháu về chuyện này. Ông bảo cháu xin lỗi em ấy à, không thể được, hứa Bích Hoài nói chắc như đinh đóng cột. Hứa mạn tranh thấy hứa Bích Hoài thậm chí còn chẳng nghe lời mình thì lập tức vỗ bàn một cái, quát chẳng lẽ cháu muốn thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ hứa chúng ta sao? Nếu ông nội cố ý muốn nghe và tin theo lời hứa Bích Huyên, cho dù cắt đứt quan hệ lại thế nào, hứa Bích Hoài không hề sợ hãi. Hai người hứa Quốc Hoa và Tống Huyền Khanh vội vàng đi tới khuyên bảo, không ngừng xin lỗi hứa mạn tranh và hứa bích huyên. Nhưng hứa bích hoài đã quyết định, cho dù bọn họ khuyên thế nào đi nữa cũng không thay đổi được quyết định của cô. Con gái, con lại nhượng bộ một lần đi, đây không phải là lúc để cậy mạnh đâu. Nếu con thật sự không còn quan hệ với nhà họ hứa, về sau phải sống thế nào chứ? Tống Huyền Khanh gần như muốn khóc rồi. Con còn có lâm thanh diện, hứa bích hoài nghiêm túc nói. Tất cả mọi người cười phá lên, cảm thấy hứa Bích Hoài đang nói chuyện nực cười. Tôi không nghe nhầm chứ, không ngờ cô lại muốn dựa vào Lâm Thanh Diện để sống à. Tên vô dụng này còn chẳng nuôi nổi mình mà cô lại còn muốn dựa vào anh ta, đúng là đầu bị cửa kẹp rồi. Ha ha ha, tôi buồn cười chết đi được, không ngờ cô tự nhiên lại xem một kẻ vô dụng cộng dâm cứu mạng, đây tuyệt đối là chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe thấy đấy. Cha cha, bởi vì nhà họ Lâm muốn tới cầu hôn Bích Huyên làm cô bị kích thích sao? Tên Vô dụng Lâm Thanh Diện không có cách nào so sánh được với nhà họ Lâm người ta đâu. Hứa Mạn Tranh thấy Hứa Bích Hoài không ngờ lại kiên quyết như thế, trong lòng cũng tức giận. Đợi lát nữa người nhà họ Lâm tới, ông ta không muốn để cho Hứa Bích Hoài quấy nhiễu chuyện lớn này, cho nên phải mau chóng xử lý chuyện này. Ông nội, chị ấy làm vậy là đang châm chọc nhà họ Hứa chúng ta đấy. Ý chị ấy là nhà họ Hứa chúng ta còn không bằng một Lâm Thanh Diện. Người như vậy còn có tư cách gì ở lại nhà họ Hứa nữa?" Hứa Bích Uyên mở miệng. Hứa Mạn Tranh híp mắt lại, nói: "Nếu thái độ của cháu cứng rắn như vậy, vậy đừng trách ông không khách sáo. Từ hôm nay trở đi, cháu và nhà họ Hứa ông sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa. Cháu không thể nhận một phần tiền nào từ nhà họ Hứa. Bất cứ chuyện gì của nhà họ Hứa cũng chẳng liên quan gì đến cháu nữa." Ánh mắt Hứa Bích Hoài kiên định, nói: "Được, cháu tiếp nhận Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Huyên lập tức cười vui vẻ. Bọn họ chờ lâu như vậy cũng chỉ vì giờ phút Hứa Bích Hoài bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, không ngờ ngay hôm nay đã đạt được mục đích của bọn họ. Trên gương mặt Hứa Quốc Hoa và Tống Huyền Khanh đầy vẻ mất mát. Hai người bọn họ hiểu rõ, bây giờ bất kể làm gì cũng không có cách nào cứu vẫn được. Hứa Bích Hoài, cho dù chị đã không phải là người nhà họ Hứa nhưng tôi cho phép chị ở đây nhìn người nhà họ Lâm cầu hôn tôi chỉ có điều nếu chị dám gây rối cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cho ông nội buông tha chị, hứa Bích Nguyên vừa cười vừa nói. Xin lỗi, chị không có hứng thú. Hứa Bích Hoài nói một câu muốn đi ra ngoài. Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên có một người chạy vào, mở miệng kêu, thưa ông, người của nhà họ Lâm tới rồi. Ngay sau đó, tất cả mọi người của nhà họ hứa đứng lên, trên gương mặt đầy vẻ trang trọng. Bọn họ đứng xếp hàng ở trong phòng khách, chờ đợi người nhà họ Lâm bước vào. Hứa Bích Hoài vốn tính rời đi nhưng lại bị hứa quốc hoa và huyền khanh kéo tới bên cạnh. Lúc này hứa mạn tranh không để ý tới chuyện tức giận với hứa Bích Hoài nữa, vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình với vẻ mặt kích động. Hôm nay, chỉ cần nhà họ Lâm vội tới cầu hôn hứa Bích Huyên, về sau nhà họ hứa của ông ta chính là gia tộc có quan hệ với nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Đến lúc đó mượn danh tiếng của nhà họ Lâm, cho dù là nhà họ cổ chắc chắn cũng không thể nào so sánh được với bọn họ cả đời này, hứa mạn tranh hy vọng nhất thấy chính là nhà họ hứa phát đạt trên tay ông ta, bây giờ cuối cùng sắp thực hiện được rồi. Hứa Bích Huyên ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở giữa đám người giống như một công chúa vậy. Cô ta cố gắng làm cho mình trông có vẻ hiền lành hơn, để tạo một ấn tượng tốt cho người nhà họ Lâm. Đáng tiếc trong xương cốt của cô ta không gen hiền lành, dù có biểu hiện thế nào cũng không có nổi cảm giác hiền lành này. Cô ta quay đầu liếc nhìn hứa bích hoài, tâm mắt hai người gặp nhau, trong mắt hứa Bích Huyên đầy vẻ đắc ý. Cô ta ghen ti với hứa Bích Hoài nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã tới lúc hứa Bích Hoài ghen ti với cô ta. Cửa biệt thự nhanh chóng được người ta mở ra, một đám vệ sĩ mặc bộ vest màu đen, xếp thành hai hàng ở ngoài cửa, trên gương mặt đây vẻ cung kính. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đều chấn động, nghĩ thầm người của nhà họ Lâm quả nhiên không tầm thường, ra cửa cũng cần có nhiều vệ sĩ như vậy tới hộ tống bảo vệ. Lạc tâm đi giày cao gót bước vào giữa biệt thự, cô ta nhìn lướt qua đám người trong biệt thự, phát hiện những người này đều mặc rất đẹp, trong lòng lập tức thầm cười lạnh. Khí thế của cô ta vô cùng mạnh mẽ, sau khi tất cả phái nữ ở đây nhìn thấy cô ta đều tự ti mặc cảm. Cho dù là hứa bích huyên giống như công chúa ở trước mặt cô ta cũng có vẻ ảm đạm không có ánh sáng. Cô ta mới là nữ hoàng thật sự. Sau khi hứa bích hoài thấy người tới là lạc tâm sau, trên mặt lập tức lộ vẻ chấn động không sao tả xiết. Cô thậm chí dùng tay che miệng mình. Đây không phải là cô của Lâm Thanh Diện sao? Sao cô ấy có thể tới đây được? Chẳng lẽ cô của Lâm Thanh Diện chính là người của nhà họ Lâm? Vậy chẳng phải Lâm Thanh Diện cũng chính là người của nhà họ Lâm sao? Mãi đến lúc này, Hứa Bích Hoài mới liên hệ họ của Lâm Thanh Diện với nhà họ Lâm. Các nghi ngờ trước đó đều trở nên rõ ràng, nếu Lâm Thanh Diện thật sự là người nhà họ Lâm Vậy những điểm khác với người thường mà Lâm Thanh Diện biểu hiện ra trước đó cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cô không nghĩ ra, vì sao Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm, còn cam tâm đến nhà cô ở rể. Lúc này cô nhớ tới lời bà nội từng nói với cô trước đây, nói để Lâm Thanh Diện ở rể chỉ có lợi chứ không có hại cho cô, chờ sau này cô sẽ hiểu rõ. Chẳng lẽ khi đó bà nội đã biết Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm ở kinh đô? Bất kế hứa Bích Hoài chấn động thế nào? trên mặt Tống Huyền Khanh cũng đầy vẻ sừng sốt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Không phải người phụ nữ này là người lần trước đã tát bà một cái sao? Khi đó bà còn mắng người phụ nữ này suốt mấy ngày. Dù thế nào bà cũng không ngờ được người phụ nữ này lại là người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Nếu để cô ta biết mình mắng cô ta suốt mấy ngày, chắc chắn cô ta sẽ không tha cho mình. Tống Huyền Khanh nghĩ tới đây thì sau lưng chợt ớn lạnh. Hứa mạn tranh bước tới vài bước, vừa cười vừa nói, người nhà họ Lâm đại giá Quang Lâm, không thể tiếp đón từ xa, mong hãy lượng thứ cho. Nhà họ Lâm có thể tới nhà họ hứa tôi cầu hôn, là vinh dự cho nhà họ hứa tôi. Tôi tin tưởng sau này hai nhà chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn như cây cành, cùng nhau tiến bước, hứa Bích Huyên cũng bước tới hai bước, nói, đúng vậy, cô hẳn là mẹ chồng tương lai của cháu, trông cô thật trẻ. Về sau cháu nhất định sẽ sống chung thật tốt với cô, Lạc Tâm nghe thấy hai người nói vậy thì hơi sửng sốt, sau đó cười diễu cợt, nói chỉ dựa vào gia tộc nhỏ tầm thường của các người cũng xứng để nhà họ Lâm tôi tới cầu hôn à. chương 174, tai họa của nhà họ hứa. Lạc tâm vừa nói xong, tất cả mọi người ở đó ổ lên. Vẻ tươi cười trên mặt mọi người đều thoáng cái dừng lại, cả biệt thự lập tức trở nên yên tĩnh. Bầu không khí náo nhiệt lúc đầu cũng lập tức giảm nhiệt độ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía lạc tâm, không biết có chuyện gì xảy ra. Hứa mạn tranh càng không hiểu nổi, nghĩ thầm, không phải cô tới cầu hôn à, làm sao có thể nói ra những lời như vậy chứ chẳng lẽ cô cảm thấy nhà họ hứa chúng tôi không bằng nhà họ Lâm, nên muốn ra oai phủ đầu một lần à. Không chỉ ông ta nghĩ vậy, hứa Bích Huyên cũng nghĩ vậy. Mẹ chồng, mẹ đừng đùa với bọn con nữa. Cho dù nhà họ hứa bọn con không bằng nhà họ Lâm, nhưng chỉ cần con trai mẹ và con sống hòa thuận vui vẻ, những cái đó lại tính là gì chứ, hứa Bích Huyên vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người vội vàng phụ họa, sau khi lạc tâm nghe hứa bích huyên nói vậy thì lập tức nhíu mày sau đó đi tới trước mặt hứa bích huyên giơ tay lên tát cô ta một cái bốp một tiếng vang lên rõ ràng lúc này thì tất cả mọi người biết lạc tâm không phải đang nói đùa cô cũng không nhìn lại xem mình là loại người gì loại son phấn tâm thường như cô cũng mơ tưởng được gả vào nhà họ lâm tôi à lạc tâm nói chuyện không hề khách sáo hứa bích huyên che mặt mình trước đây khi nhà họ lâm tới tặng quà cô ta vẫn luôn mong đợi chuyện này, muốn ngày nào họ lâm tới cầu hôn mình, mình có thể cố gắng nở mày nở mặt một lần. Nhưng điều làm cô ta không ngờ chính là ngày này tới rồi, tự nhiên lại có kết quả như vậy. Cô, sao cô lại đánh cháu? Hứa Bích uyên mếu máu nói. Bởi vì cô không biết suy nghĩ, lạc tâm mở miệng. Hứa Bích uyên lập tức cuống lên. Lúc này là cô căn bản không quan tâm người trước mặt mình có phải là người nhà họ hứa hay không. Tính CCSS được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến cô ta không chịu nổi khi bị người khác tát một cái. Lúc này cô ta muốn đánh Lạc Tâm, nhưng trong nháy mắt khi cô ta vừa giơ tay lên, một vệ sĩ phía sau Lạc Tâm đã xông tói trước mặt hứa Bích Huyên, lại tát một phát vào mặt cô ta. Vệ sĩ còn mạnh tay hơn Lạc Tâm rất nhiều, một tát này xuống, mặt hứa Bích Huyên cũng sưng lên. Hứa Bích Huyên lập tức không nhịn được, khóc hòa. Lý Thục Phân và Hứa Quốc Diệu vội vàng đi tới đỡ lấy Hứa Bích Huyên, an ủi cô ta. Bất kể là lúc nào, làm người đều phải hiểu rõ vị trí của mình, không có bản lĩnh đó thì đừng nghĩ tới chuyện leo cành cao, lạc tâm khinh bỉ nói một câu. Ở đây không ai dám phản bác, vừa rồi bọn họ đều thấy được bản lĩnh vệ sĩ của lạc tâm, lúc này mà lắm miệng, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Sắc mặt hứa mạn tranh trở nên tương đối khó coi ông ta vốn tưởng lạc tâm chỉ muốn ra oai phủ đầu với bọn họ một lần nhưng không ngờ đối phương lại thật sự coi thường nhà bọn họ hơn nữa nhìn dáng vẻ này thì căn bản không phải là tới câu hôn ngược lại giống như tới gây phiền toái hơn nếu cô không phải là tới cầu hôn vậy mong hãy nói rõ ý định đi cho dù nhà họ hứa tôi không bằng nhà họ lâm nhưng cũng không thể mặc cho người ta gây khó dễ được nếu cô cố ý tới làm chúng tôi mất mặt Người nhà họ Hứa tôi tuyệt đối không để cho cô thực hiện được ý định đâu, hứa Mạn Tranh mở miệng. Ông ta vốn tưởng mình nói ra lời này, người nhà họ Hứa đều sẽ đặc biệt có khí phách mà ủng hộ ông ta, nhưng không ngờ lại không ai nói theo ông ta. Trái lại có không ít người lập tức cúi đầu vì lời này của ông ta. Trong lòng Hứa Mạn Tranh mắng thầm, nghĩ đám người nhà mình đúng là không có khí phách. Lạc Tâm cười lạnh, nói, không ngờ tộc trưởng của gia tộc nhỏ như ông vẫn rất có khí phách. Đáng tiếc Ông có khí phách lớn hơn nữa thì ở trong mắt nhà họ Lâm tôi cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Hôm nay tôi tới đây không phải là gây khó dễ cho các người, là bản thân ông không quản tốt người nhà ông, vậy không thể trách tôi được. Hôm nay tôi tới là muốn lấy lại món quà đã tặng cho nhà các người trước đây. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều vô cùng sửng sốt, không ngờ người nhà họ Lâm tới lại muốn lấy lại món quà đã đưa qua trước đó. Hứa Mạn Tranh nhíu mày, ông ta rất thích những món đồ cổ của nhà họ Lâm, sớm coi chúng thành đồ của mình. Bây giờ nhà họ Lâm muốn lấy lại, ông ta vẫn hơi luyến tiếc. Quả là do các người đưa qua, bây giờ cô nói muốn lấy lại, dù sao cũng phải cho chúng tôi một lý do chứ. Hứa trai hiệp nói một câu. Bởi vì các người không xứng, lạc tâm thản nhiên nói. Dáng vẻ hứa trai hiệp chẳng khác nào một con chó nhật. Nếu sớm biết câu trả lời này, anh ta đã không hỏi. Hứa mạn tranh không muốn quá mất mặt, nếu người ta tới đòi thì trả lại cho bọn họ là được rồi. Nhà họ hứa tôi cũng không thèm chút quà này của các người. Người đâu, đi lấy những món đồ cổ mà nhà họ Lâm đưa tới, đến đây, vẻ mặt hứa mạn tranh thâm trầm mở miệng. Bên kia, hứa Bích Huyên vẫn ôm mặt lập tức biến sắc. Lúc đầu cô ta vẫn cho là nhà họ Lâm đưa những món quà này là xính lễ của cô ta, cho nên cô ta muốn bán, người khác cũng không thể nói gì. Bây giờ người nhà họ Lâm tới, nhưng căn bản không phải tới cầu hôn, hơn nữa còn muốn lấy lại những món quà đó, khiến cô ta lập tức hoảng loạn. Hai món đồ cổ đã bán đi thì chắc chắn không lấy ra được. Đợi lát nữa, nếu Lạc Tâm phát hiện thiếu hai cái, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ta. Hứa trai hiệp cũng ý thức được vấn đề này, đi vội đến bên cạnh hứa Bích Nguyên hỏi, vậy phải làm sao đây? Những món đồ cổ đó căn bản không phải cho chị, số tiền chị bán đi còn không, đều, đều tiêu hết rồi, vẻ mặt hứa Bích Huyên tái nhật nói. Trong lòng hứa trai hiệp thầm mắng một tiếng, nghĩ thế này là xong đời rồi. Một lát sau, mấy người lại cảm đến những món đồ cổ do nhà họ Lâm đưa tới. Lạc tâm liếc nhìn mấy món đồ cổ này, lạnh lùng nói còn thiếu hai cái. Hứa mạn tranh vội vàng đi qua, đếm một lát thì phát hiện quả thật thiểu một bình ngọc bội màu trắng và một tượng gõ. Trai hiệp, cháu đi xem thử có phải quên không lấy ra không? ở đây còn thiếu một bình ngọc trắng và một bức tượng gỗ, hứa mạn tranh nói với hứa trai hiệp. Trên gương mặt hứa trai hiệp đầy lúng túng, nói ông. Ông nội, hai món đồ này đã bị bích huyên bán đi rồi. Hứa mạn tranh sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn về phía hứa bích huyên chất vấn ai cho cháu bán. Hứa bích huyên lập tức lại khóc hòa, nói ông nội, cháu cũng không ngờ sẽ như vậy. Trước đây ông nói những thứ này là xính lễ cho cháu. Cháu nghĩ cho dù cháu lấy vài cái đi bán cũng không sao. Ai biết bây giờ bọn họ đổi ý muốn lấy lại mấy thứ đó. Hứa mạn tranh thức muốn nổ phổi, không ngờ hứa bích huyên tự nhiên lén bán đồ cổ sau lưng ông ta. Hơn nữa, cho dù những thứ này là xính lễ, hứa mạn tranh vẫn xem chúng là của ông ta, chưa nói sẽ cho phép hứa bích huyên bán. Cháu bán bao nhiêu tiền? Hứa mạn tranh mở miệng hỏi. 9, 90 tỷ, hứa bích huyên trả lời. Hứa mạn tranh nhìn về phía lạc tâm, nói thật ngại quá, hai món đồ cổ bị thiếu, chúng tôi sẽ lấy tiền trả lại cho cô. Chúng tôi sẽ nhanh chóng gom đủ 90 tỷ, hy vọng cô không cần gấp. Lạc tâm cười diễu cợt, nói thật đúng là cả nhà đều không phân biệt tốt xấu. Bình ngọc trắng và tượng gỗ mạ vàng bị thiếu đó, mỗi món lấy ra đều là bảo bối có thể đấu giá trên 300 tỷ, không ngờ các người tự nhiên lại bán với giá 90 tỷ. Xem ra, để mấy thứ này ở lại nhà các người đúng là phí phạm. Lúc đầu cô ta không rõ vì sao Lâm Thanh Diện lại bảo cô ta lấy những món quà này về, bây giờ cuối cùng đã hiểu rõ. Hứa mạn tranh trợn mắt, không ngờ hai món đồ cổ này tự nhiên đắt như vậy. Cô, cô bớt ở đây lừa người đi, hai món đồ cổ kia chỉ đáng giá 90 tỷ, tốt xấu gì cô cũng là người của nhà họ Lâm, lại còn muốn lừa tiền của chúng tôi. Hứa trai hiệp mở miệng kêu lên, lạc tâm nhún vai, nói trên mạng còn lưu lại giá bán của hai món đồ này trong lần đấu giá trước đây. Nếu các người không tin có thể tự mình kiểm tra. Trên mặt hứa trai hiệp đầy vẻ không tin, lấy điện thoại di động ra. Trong phòng khách cũng có không ít người lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt của mọi người đều càng thêm khó coi. Hứa mạn tranh nhìn về phía hứa trai hiệp, hỏi, rốt cuộc có phải là thật không? Tay hứa trai hiệp cũng bắt đầu run rẩy nói, là, là thật, giá của mỗi món đều trên 300 tỷ. Hứa mạn tranh suýt nữa nghẹn thở. Đồ trị giá hơn 600 tỷ lại bị hứa bích huyên bán với giá 90 tỷ. Ông ta thật sự hối hận, sao mình lại có một đứa cháu gái phá của như thế chứ? 600 tỷ đấy, cháu bảo ông đi đâu tìm 600 tỷ đây. Cho dù bán công ty cũng không được nổi 600 tỷ đâu. Hứa bích huyên, cháu xem chuyện tốt cháu làm đi. Cháu phá hỏng cả nhà họ hứa này rồi trên trán hứa mạn tranh nổi gân xanh, gương mặt dữ tợn. Ba người nhà hứa Bích Huyên đều hơi trột dạ, trong thẻ của hứa Bích Huyên còn lại hơn 30 tỷ, nhưng cô ta tính dùng số tiền đó để mua biệt thự, cho nên không nói ra. Hai thứ đồ này, có tiền cũng không mua được, cho dù nhiều tiền như vậy cũng không chắc có thể mua được đâu. Bây giờ tôi chỉ nhận đồ, không nhận tiền. Tôi khuyên các người tốt nhất đừng lãng phí thời gian của tôi, nếu không tôi sẽ không quan tâm tới sống chết của nhà họ hứa nhỏ bé này của các người đâu. Lạc tâm mở miệng, hứa mạn tranh lập tức bối rối. Nhà họ lâm muốn loại bỏ nhà họ hứa, quả thật có thể nói là không cần tốn bao nhiêu sức lực. Hơn nữa ông ta không hề nghỉ ngờ mức độ đáng tin trong lời nói này của lạc tâm. Hứa bích huyên, họa này là do cháu gây ra, cháu nói xem phải làm sao. Cánh tay hứa mạn tranh run rẩy chỉ vào hứa bích huyên. Vẻ mặt hứa bích huyên tuyệt vọng. Đồ đã bán đi, cô ta căn bản không có cách nào Lúc này hứa trai hiệp nói Cháu còn số điện thoại của người mua đồ cổ kia Để cháu gọi điện thoại cho anh ta Anh ta dám lừa chúng ta Cháu chắc chắn sẽ làm cho anh ta chết không được tử tết Tiếp theo, hứa trai hiệp lại gọi điện thoại đi Gần 10 phút sau, hứa trai hiệp cúp máy Vẻ mặt nặng nê nhìn về phía hứa mạn tranh Người kia nói thế nào Hứa mạn tranh vội vàng mở miệng hỏi Anh ta nói nếu muốn lấy lại hai món đồ cổ kia thì phải trả thêm cho anh ta 150 tỷ, cộng thêm 90 tỷ trước đó, tổng cộng là 2. 240 tỷ, hứa trai hiệp mở miệng. Hai chân hứa mạn tranh mềm nhũn ngã thẳng về phía sofa. Hứa trai hiệp vội vàng qua đỡ ông ta. Trong nháy mắt này, dường như nửa người hứa mạn tranh đã vào trong đất, trên mặt hoàn toàn không có sức sống. 240 tỷ, chúng ta đi đâu tìm 240 tỷ đây? tài chính trong công ty cũng chỉ có 90 tỷ, cháu bảo ông làm sao gom đủ chứ. Hứa mạn tranh lầm bẩm nói. Hứa Bích Huyên đi tới, nói ông, ông nội, trong thẻ của cháu còn có hơn 30 tỷ, là tính dùng để mua biệt thự. Đã là lúc nào rồi, cháu còn muốn mua biệt thự nữa. Bán hết đồ cháu mua trong thời gian qua cho ông, nhà của cháu cũng bán đi cho ông. Nếu không gom đủ số tiền này thì nhà các cháu chính là kẻ có tội với nhà họ hứa đấy. Vẻ mặt lý Thục phân và Hứa Quốc Diệu đều khó coi, mới sống tốt đẹp được mấy ngày, bây giờ lại phải quay về thời kỳ trước rồi. Ông nội, cho dù có bắt nhà bọn họ bán nhà cũng không gom được nhiều tiền như vậy đâu, Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh liếc nhìn mọi người ở đây, nói, bây giờ là thời điểm nhà họ Hứa tôi đang gặp nguy cơ sống còn. Nếu nhà họ Hứa tiêu rồi thì tất cả các người cũng sẽ xong đời. Tôi biết mấy năm qua đám các người đều kiếm được rất nhiều lợi ích từ trong công ty. Bây giờ đang tình hình khẩn cấp, mọi người ở đây đều lấy hết tiền gửi ngân hàng ra gom lại, vẫn có thể gom đủ 240 tỷ. Mọi người vừa nghe muốn bọn họ bỏ tiền túi ra gom lại thì lập tức không chịu, đồng thời bắt đầu oán giận cả nhà hứa Bích Huyên, không ngừng trách mắng hứa Bích Huyên, so với lúc trước nịnh bợ hứa Bích Huyên đã hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Các người không muốn lấy ra số tiền này cũng phải lấy. Đợi lát nữa tôi sẽ cho người đi kiểm tra tài khoản của các người, không có nhà họ hứa thì các người không có được số tiền này đâu. Toàn một đám quên ơn phụ nghĩa, hứa mạn tranh giận dữ hét lên. Mọi người lập tức đều trở nên yên tĩnh, trên mặt đầy vẻ oán trách. Ông nội, bảo hứa bích hoài bán biệt thự của nhà chị ấy đi. Ngôi biệt thự kia giá 45 tỷ đấy, có 45 tỷ này, đám người chúng ta còn có thể thoải mái một chút, hứa bích huyên đột nhiên nói. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nhà hứa Bích Hoài. Bích Hoài, hứa mạn tranh có hơi khó mở miệng. Vừa rồi chính miệng ông nói cháu đã không có bất kỳ liên quan nào với nhà họ hứa. Chuyện nhà họ hứa đều không liên quan gì đến cháu nữa. Muốn cháu bán biệt thự giúp các người à, không có cửa đâu. Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói, chương 175, hứa Bích Huyên tuyệt vọng. Thấy thái độ của hứa Bích Hoài kiên quyết như thế, hứa mạn tranh cũng hơi bất lực dù sao vừa rồi khi ông ta nói muốn đuổi hứa bích hoài ra ngoài cũng chẳng giữ lại chút tình cảm và thể diện gì hứa bích hoài chị đúng là đồ quên ơn phụ nghĩa bây giờ nhà họ hứa gặp nạn chỉ có chút chuyện như vậy mà chị cũng không giúp ông nội đúng là uổng công nuôi chị rồi hứa bích uyên nói với khí thế hung hăng đúng vậy nhà họ hứa đúng là nuôi một đứa vô ơn hứa trai hiệp cũng mở miệng hứa bích hoài cười Cô thật sự không ngờ những người này lại có thể không biết xấu hổ đến mức này. Vừa rồi ai nấy đều nói cô và nhà họ hứa đã không còn quan hệ, bây giờ quay đầu lại nói cô quên ơn phụ nghĩa. Hứa Bích Huyên, chuyện lần này là do một tay cô gây ra, chẳng có chút liên quan gì tới tôi cả. Có thể nói là tất cả mọi người ở đây đều bị cô liên lụy, cô còn mặt mũi nào mà đứng đây chỉ trích người khác chứ. Tôi và nhà họ hứa cắt đứt quan hệ cũng là do cô ép, bây giờ cô ngược lại đi nói tôi quên ơn phụ nghĩa. Nhưng tôi đúng là phải cảm ơn cô, nếu không phải nhờ cô, chỉ sợ tôi cũng phải chia sẻ 240 tỷ này. Hứa Bích Hoài cười lạnh nhìn hứa Bích Huyên. Mọi người vốn định theo hứa Bích Huyên chỉ trích hứa Bích Hoài, nhưng sau khi nghe cô nói vậy thì lập tức kịp phản ứng. Kẻ đứng đầu gây ra họa này là hứa Bích Huyên, chẳng liên quan gì với hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài và nhà họ hứa cắt đứt quan hệ cũng là do hứa Bích Huyên ép, người ta không bỏ tiền ra là chuyện đương nhiên. Mọi người lập tức chỉ đầu mâu về phía hứa Bích Uyên. Hứa Bích Nguyên, cháu đừng đứng đó mà nói người khác nữa. Cháu vẫn nhanh nói xem, 240 tỷ này rốt cuộc phải làm thế nào đã. Đúng vậy, suýt nữa đã bị cháu làm cho lệch hướng rồi. Dựa vào đâu mà bảo chúng tôi gom đủ 240 tỷ này. Đây là sai lầm của một mình cháu, nhà các cháu phải bán hết tất cả đồ tới gom đi tôi đây sống hơn nửa đời người còn chưa bắt đầu hưởng phúc lại bị cháu hãm hại cháu đừng mơ đứng đây mà nói làng sang chuyện khác nhé hứa bích huyên lập tức hoảng loạn không ngờ mọi người không cùng cô ta chỉ trích hứa bích hoài trái lại bắt đầu cùng chỉ trích cô ta cô ta oán hận chừng mắt nhìn hứa bích hoài sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người nói bây giờ là lúc nhà họ hứa gặp nạn các người ra tay giúp đỡ là chuyện nên làm chẳng lẽ các người muốn để cho ông nội một mình gánh hết 240 tỷ này sao? Mọi người không ngờ hứa Bích Huyên không biết xấu hổ như vậy, hận không thể dùng nước bọt dìm cho cô ta chết đuối. Hai người Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa thấy chuyện biến thành như vậy thì đột nhiên cảm thấy hơi may mắn, cảm giác xa suốt do hứa Bích Hoài vừa bị đuổi ra nhà họ hứa đã được quét sạch. Đúng là đáng đời, cho các người đắc ý, bây giờ các người lại đau đầu rồi, Tống Huyền Khanh nói nhỏ một câu hứa bích hoài không muốn nghe những người này tranh cãi nữa đi ra ngoài biệt thự hai người tống huyền khanh và hứa quốc hoa thấy thế đều đuổi theo mặc dù biết lúc này rời đi có vẻ hơi quá đáng dù sao hứa quốc hoa cũng là con trai của hứa mạn tranh nhưng nghĩ tới những năm qua hứa mạn tranh luôn hà khác với nhà bọn họ hứa quốc hoa cũng không áy náy nữa hơn nữa còn là hứa mạn tranh chính miệng nói muốn cắt đứt quan hệ với hứa bích hoài vậy lại không thể trách ông được không thể cùng cam lại muốn người khác cộng khổ, đây quả thực là một chuyện cười trong thiên hạ. Chờ đã, thấy cả nhà hứa Bích Hoài muốn đi, Lạc Tâm mở miệng gọi một câu. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, không biết tại sao Lạc Tâm lại muốn bảo hứa Bích Hoài chờ một lát. Hai người hứa Bích Huyên và hứa Cha Hiệp nhìn thấy cảnh này thì đều cười lạnh. Người ta chắc chắn là muốn gây khó dễ cho chị, chị tưởng chị cắt đứt quan hệ với chúng tôi thì không sao à đúng là nằm mơ hứa bích huyên tức giận nói bây giờ cô ta đã đến tình trạng bình sức không sợ mẻ nếu hứa bích hoài có thể gặp xui xẻo như cô ta cô ta tất nhiên sẽ cao hứng chỉ mong người nhà họ lâm sẽ không bỏ qua chị ta nếu không lại để chị ta tránh thoát một kiếp này cũng thật sự lời cho chị ta quá rồi hứa trai hiệp cũng nghiến răng nghiến lợi nói hứa bích hoài liếc nhìn lạc tâm không biết cô ta muốn làm gì nhưng cô biết mình không thể tùy tiện nói ra mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Lạc Tâm nên giả vờ như không nhận ra Lạc Tâm. Trong lòng Tống Huyền Khanh thấp thỏm, bà vẫn rất kiêng kỵ người phụ nữ trước đây từng tát mình. Thấy Lạc Tâm giữ bọn họ lại, trong lòng bà càng thêm căng thẳng. Đôi mắt đẹp của Lạc Tâm thoáng đảo qua, vừa cười vừa nói, "Tôi thấy cháu rất thuận mắt, lại tặng hết số đồ cổ này cho cháu." Đám người nhà họ Hứa đang chuẩn bị cười trên nỗi đau của người khác. Sau khi nghe Lạc Tâm nói vậy thì vẻ mặt lập tức cứng đờ, sau đó sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Những đồ cổ này đều là bảo bối trên 300 tỷ, Hứa Bích Huyên bán hai cái, muốn lấy về phải bỏ ra số tiền là 240 tỷ. Cả nhà họ Hứa cũng gặp xui xẻo theo. Nhưng bây giờ Lạc Tâm lại một câu nói, tặng những món đồ cổ này cho Hứa Bích Hoài, điều này làm cho trong lòng bọn họ mất cân bằng. Ban đầu bọn họ cho rằng Hứa Bích Hoài bị đuổi ra nhà họ Hứa cuộc sống sau này nhất định sẽ rất thê thảm. Nhưng chớp mắt một cái, hứa bích hoài không chỉ không cần gánh 240 tỷ, hơn nữa còn tự nhiên được đồ cổ đắt tiền như vậy. Điều này so với bọn họ rõ ràng là chênh lệch một trời một đất. Dựa vào, dựa vào đâu chứ, không phải cô nói cháu không xứng với mấy thứ này sao? Chị ta cũng là người nhà họ hứa, cô dựa vào đâu mà tặng mấy thứ này cho chị ta? Hứa Bích Huyên đỏ mắt nói. Lạc tâm quay đầu liếc nhìn cô ta, nói cô quả thật không xứng nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nói cô ấy không xứng cô gái này đứng chung với nhau thì phân ra cao thấp chẳng lẽ cô đang nghi ngờ mắt nhìn người của tôi sao hứa bích Huyên lập tức nghẹn lời cô ta chỉ có cảm giác vô cùng thất bại cô ta so bì với hứa bích hoài nhiều năm như vậy cho dù hứa bích hoài cưới tên vô dụng lâm thanh diện này cô ta vẫn không có cách nào so sánh được với hứa bích hoài hứa bích hoài liếc nhìn những đồ cổ kia và thoáng do dự lúc này tống huyền khanh vội vàng bước lên nói vậy tôi lại thay con gái của tôi cảm ơn cô lạc tâm bảo mấy vệ sĩ cầm giúp hứa bích hoài những món đồ cổ này tống huyền khanh sợ hứa bích hoài không cần nên vội vàng lôi cô ra ngoài những người vệ sĩ kia cũng đi theo chờ sau khi hứa bích hoài đi rồi lạc tâm mới quay đầu nhìn về phía đám người nhà họ hứa nói tôi cho các người một ngày nếu sau một ngày mà tôi còn chưa nhìn thấy được hai món đồ cổ kia nhà họ hứa các người lại chờ bị xóa tên khỏi Hồng Thành đi. Cô ta nói xong xoay người đi ra ngoài. Đám người nhà họ hứa vây quanh người nhà hứa Bích Huyên, tất cả đều chỉ trích bọn họ. Hứa Bích Huyên bị những người này nói tới mất kiên nhẫn, lại kêu lên một câu, ông nội đã nói, mọi người cùng góp số tiền này, các người chỉ nhìn vào nhà tôi làm gì. Họa này là do cháu gây ra, cháu còn đứng đây với vẻ khí thế hùng hồn thế à, một người mở miệng kêu trong thẻ này của cháu có hơn 30 tỷ, cháu đã bỏ ra nhiêu như vậy, số còn lại thì các người góp đi, hứa Bích Huyên lấy ra tấm thẻ của cô ta. Cháu thối lắm, đây là tiền cháu bán đồ cổ kia, vốn phải lấy ra, lại một người mở miệng kêu lên. Dù sao nhà cháu cũng chỉ còn lại chút tiền đó thôi. Các người thích làm gì thì làm, vẻ mặt hứa Bích Huyên không hề sợ hãi nói. Hai người Lý Thục Phân và hứa Quốc Diệu đều cảm thấy hứa Bích Huyên nói vậy có phần không ổn, nhưng muốn cản cũng muộn rồi. Nếu cháu không biết xấu hổ như vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lần trước ba cháu nói với tôi, ông ta bỏ hơn 3 tỷ vào thị trường chứng khoán, bảo ông ta lấy số tiền này ra. Trên mặt tất cả mọi người đều tức giận, bắt đầu nói ra tài sản mà cả nhà hứa Bích Huyên che giấu. Nhà các người có hai cửa hàng ở đường Văn Huyền, phải bán. Ngày đó mẹ cháu nói với tôi là các người bán nhà cũng được hơn 3 tỷ, số tiền này phải lấy ra. Còn nữa, những đồ trang sức trên người cháu đều phải bán. Ngày đó, ba cháu nói với tôi là nhà cháu còn giấu một bức tượng Phật bằng vàng, lúc này phải lấy ra gán nợ. Hứa Bích Huyên lập tức há hốc mồm, ngay cả cô ta cũng không biết trong nhà cô ta còn có nhiều tài sản như vậy. Hứa Mạn Tranh cũng hơi giật mình, không cần nghĩ cũng biết những tài sản này chắc chắn là do hứa quốc diệu lén lấy từ nhà họ hứa. Vẻ mặt ông ta thâm trầm, nói cứ làm theo lời bọn họ nói đi. Họa này là do cháu gây ra, trước hết bán tất cả đồ vật đáng tiền trong nhà các cháu lấy tiền mặt, số còn lại thì để mọi người góp. Hứa quốc diệu liếc nhìn hứa bích huyên chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. Nếu lúc đó cô ta nói chuyện khách sáo một chút thì chắc hắn sẽ không phải là kết quả này. Ông ta tát thẳng vào mặt hứa bích huyên, mắng, mày đúng là đứa không có đầu óc. Bây giờ bởi vì mày mà cả nhà chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc đi. Hứa bích huyên há hốc mồm, cô ta làm sao đoán được những người này sẽ nhằm vào nhà bọn họ vừa nghĩ tới sau chuyện lần này nhà mình sẽ thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng trong lòng hứa bích huyên lại sốt ruột nhưng lúc này có hối hận thì đã muộn rồi sau khi hứa bích hoài ra khỏi biệt thự của nhà họ hứa đi thẳng tới chỗ lâm thanh diện bên kia lâm thanh diện nằm trên ghế bất giác đã ngủ rồi hứa bích hoài gõ vào cửa kính mới làm cho anh tỉnh lại lâm thanh diện bước từ trên xe xuống nhìn hứa bích hoài hỏi, xong rồi à? Hứa bích hoài khẽ gật đầu, sau đó hơi ấm ức, không nhịn được ôm lấy lâm thanh diện nói, em cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi. Từ nay về sau, chuyện nhà họ hứa sẽ không liên quan đến em nữa. Lâm thanh diện ôm hứa bích hoài, nói, không sao, em còn có anh. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, sẽ không để cho em phải chịu bất kỳ uất ức nào. Hứa Bích Hoài nghiêm túc khẽ gật đầu, không hề nghi ngờ lời nói này của Lâm Thanh Diện hai người đừng dính lấy nhau ở đó nữa nhanh bỏ mấy thứ này lên xe cho tôi tống huyền khanh nói nhỏ một câu lâm thanh diện nhìn sang phát hiện trên mặt đất đặt những món đồ cổ mà nhà họ lâm đưa tới trước đó anh hơi kinh ngạc hỏi có chuyện gì vậy hứa bích hoài vừa đặt những món đồ cổ lên xe vừa nói với lâm thanh diện về chuyện đã xảy ra trong biệt thự sau khi lâm thanh diện nghe xong vừa cười vừa nói đây là bọn họ bị trừng phạt đúng tội lần này hứa Bích Huyên chắc chắn không dám lại khoe khoang nữa. Điều hứa Bích Hoài để ý cũng không phải kết quả của hứa Bích Huyên, mà để ý tới sự thật Lâm Thanh Diện không ngờ là người nhà họ Lâm. Anh, thật sự là người nhà họ Lâm à? Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói chờ quay về rồi anh sẽ nói với em. Em đừng để ba mẹ biết chuyện này đấy. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu và ngồi vào trong xe. Hôm nay tâm trạng của Tống Huyền Khanh rất tốt nên không trách mắng Lâm Thanh Diện, trên đường trở về còn cười mãi. Lúc này bà đột nhiên nhớ tới lần trước Lạc Tâm đi tới nhà bọn họ, muốn tìm Lâm Thanh Diện. Trong lòng bà cảm thấy kỳ lạ nên hỏi Lâm Thanh Diện một câu, Lâm Thanh Diện, người nhà họ Lâm hôm nay tới biệt thự là người lần trước tới tìm cậu. Cậu và cô ta có quan hệ thế nào vậy? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 175.